Y đạo quan đồ, trương nhất châm. chương 561, Điệp Biến 1 Kim Mẫn Nhi được chú ý là rất hiển nhiên, nhưng Trương Dương đi cùng Kim Mẫn Nhi cũng được mọi người chú ý, trong đó có người tới từ phía Trung Quốc, cũng có người đến từ phía Hàn Quốc, trong những người phía Hàn Quốc chú ý tới Trương Dương phải kể tới phát chính nghĩa, từ lúc ban đầu Trương Dương gặp mặt Kim Mẫn Nhi, thằng ôn này đã tràn ngập oán độc nhìn Trương Dương, hận không thể xông lên đập cho mặt Trương Dương nát bấy là người thì sẽ có lòng đố kỵ, người Hàn Quốc ở phương diện này biểu hiện tựa hồ càng cường liệt hơn một chút. Trương Dương căn bản không để phát chính nghĩa vào mắt, thằng Ôn này trước đây chính là bại tướng dưới tay hắn, căn bản không đáng để nhắc tới. Nhận lời mời của phó chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang Lương Hiểu Âu, phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính đi lên đài chủ tịch nói những lời hoan nghênh, Vương Quảng Chính cũng hiểu rất rõ vị trí của mình chỉ nói vài câu rất đơn giản cho xong chuyện, vốn ý tứ của Lưu Hiểu Âu là để Trương Dương cũng đi lên nói vài câu. Trương Dương cười nói, chuyện của ban chiêu thương Đông Giang các anh, tôi không chen vào làm phiền, hơn nữa tôi cứ lên bục phát biểu là không thể nào dứt được, không có nửa tiếng thì tôi không xuống đâu. Lương Hiểu Âu nghe đến đây vội vàng lắc đầu nói, vậy anh đừng lên nữa, đợi anh nói xong thì thức ăn nguội hết. Kim Mẫn Nhi bật cười khúc khích. Lương Hiểu Âu nói, hai người hình như rất thân nhau trương dương nói cô hình như cũng rất thân với tôi nhưng chúng ta trước đây chưa từng gặp nhau lương hiểu âu cười nói anh bình thường sự chú ý đều tập trung lên người mỹ nữ một nha đầu bình thường lẫn trong đám người thì không thấy được như tôi tất nhiên không thể lọt được vào mắt anh rồi trương dương cười nói phó chủ nhiệm lương hài hước thật audio điện tử võ tấn bền lương hiểu âu nói tôi nói thật mà cô ta đứng dậy tiếp đón mọi người đi ăn cơm Cơm chưa được cử hành với hình thức tự phục vụ, Trương Dương và Kim Mẫn Nhi ngồi cùng nhau, Vương Quảng Chính và Lương Hiểu Âu cũng tới đây. Điều mà Lương Hiểu Âu quan tâm là chuyện buổi chiều khảo sát thành thương mậu Hàn Quốc, dù sao hôm nay là cô ta dẫn đoàn khảo sát, muốn tất cả đều thuận lợi. Ít nhất cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện sai sót gì. Chuyện phía tĩnh Hải đều là Vương Quảng Chính phụ trách, gã cười nói, chủ nhiệm Lương yên tâm đi, tất cả đều chuẩn bị tốt rồi. Lương Hiểu Âu nói, nếu thành viên của đoàn thương Hàn Quốc hài lòng đối với lần khảo sát này, rất có thể sẽ đầu tư vào Tĩnh Hải. Trương Dương cười nói, nếu đầu tư vào Tĩnh Hải, khu công nghiệp Hàn Quốc của Đông Giang các cô không phải là bị thả chim bồ câu ư? Lương Hiểu Âu cười cười nói, đều là một phần tử của Bình Hải, phần rõ như vậy làm gì? Đầu tư vào chỗ nào cũng đều là địa phương của Bình Hải mình. Không ngờ một nữ cán bộ trẻ tuổi lại có nhãn giới như vậy. Trương Dương nói với Kim Mẫn Nhi, chuyến đi tới Cẩm Loa buổi sáng có hài lòng không? Kim Mẫn Nhi lắc lắc đầu nói, khí tức buôn bán quá nặng, trong tuyên truyền Cẩm Lôm là một nơi khí tức nhân văn nồng hậu, là nơi thế ngoại đào nguyên trong trong thành thị, nhưng đi sau khi tới mới biết được, cái còn lại chỉ có khí tức buôn bán, khắp phố đều là hàng quán, khác xa sự tưởng tượng của tôi. Trương Dương thở dài nói, gần đây du lịch trong nước đang nóng, chính phủ các nơi chỉ nhìn thấy du lịch có thể mang đến lợi ích buôn bán bỏ qua duy hộ và xây dựng nhân văn, trong bất chi bất giác thần vận độc đáo của cảnh khu đã bị vứt bỏ. Lương Hiểu Âu lại không cho rằng như vậy, cô ta nhẹ giọng nói, bất kỳ quốc gia nào đang phát triển đều sẽ gặp phải giai đoạn như vậy, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Kim Mẫn Nhi cười cười, đứng dậy đi nói chuyện với bác mình. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương cụ thể đã an bài những gì. Lương Hiểu Âu nói, ăn cơm xong nghỉ ngơi trong chốc lát, đúng 2 giờ sẽ xuất phát cô ta quay sang nói với vương quảng chính thị trưởng vương từ khách sạn đến thành thương mậu hàn quốc có xa lắm không vương quảng chính cười nói không xa đi mất không đến một tiếng lương hiểu âu nói kế hoạch là đang đi thăm thành thương mậu hàn quốc một tiếng ba rưỡi chúng ta phải về nam tích buổi tối ở nam tích còn có một yến hội chiêu đãi chú tôi nói tới đây cô ta ý thức được mình lỡ lời vội vàng dừng nói chuyện giả bộ thản nhiên như không uống nước trương dương lại nghe rất rõ ràng yến hội chiêu đãi có liên quan gì tới chú cô ta trương đại quan nhân suy nghĩ một lát liền thấy thân phận của lương hiểu âu có chút kỳ quái hắn ho khan một tiếng nói chú cô là ai lương hiểu âu cúi mắt nói lòng hiếu kỳ của anh thật sự là rất mạch lương thành long là em họ của tôi nói như vậy anh đã minh bạch chưa trương dương nhíu mày vẫn chưa minh bạch thật ra hắn đã hiểu rõ lương hiểu âu ở trước mắt này chính là cháu gái của bí thư thị ủy đông giang lương thiên chính cha của cô ta và cha của Lương Thành Long và Lương Thiên Chính là anh em ruột. Cha của Lương Hiểu Âu, Lương Thiên Tứ là lão đại trong ba anh em, Lương Thiên Chính là bé nhất, quan hệ chính là đơn giản như vậy. Lương Hiểu Âu tuy rằng là chị họ của Lương Thành Long, nhưng hai người tuổi tác chênh lệch không lớn, chỉ kém có ba tuổi, khác với Lương Thành Long là cô ta lựa chọn tòng chính, sau khi tốt nghiệp ngành tài chính Đại học Quốc tế Đông Giang được phân phối đến ủy ban ngoại thương Đông Giang sau khi làm vài năm tới huyện Bảo Hòa đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục tài chính. Cô ta có vị phó tỉnh trưởng, bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính này làm hậu đài, tốc độ lên chức tự nhiên không chậm, sau khi ở huyện Bảo Hòa làm 2 năm liền thuận lý thành Trương tiếp nhận vị trí cục trưởng, 2 tháng trước lại được đề thăng tới ban chiêu thương Đông Giang đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm. Lộ tuyến lên chức của Lương Hiểu Âu tuy rằng không khúc đa biến bằng trương đại quan nhân, nhưng tốc độ cũng không kém hắn chút nào, tiền cảnh chính trị cũng không thể hạn lược, cô ta năm nay cũng chỉ ngoài 20, thân là một cô gái mà có thể đạt tới vị trí trước mắt đã rất không dễ dàng rồi. Lương Hiểu Âu nói, tôi là chị họ của Lương Thành Long, anh hiểu chưa? Trương Dương cười ha ha nói, nói cả nửa ngày thì ra là chị họ. Lương Hiểu Âu nói, dừng lại, tôi là chị họ của gã chứ không phải là chị họ của anh, anh đừng gọi bậy. Vương Quảng Chính ở bên cạnh lắng nghe, trong lòng thầm cảm thán, người so với người khiến người ta ức chết. Đừng thấy hai người này trẻ tuổi, nhưng cấp bậc của người ta đều cao hơn nữa so với mình, lăn lộn trên quan trường, không có hậu đài thì không được, mình hiện tại là phó ban, không biết làm tới bao giờ mới có thể bỏ được cái chữ phó này đây. Trương Dương hiện tại đã là chính ban rồi, gã cũng không biết vấn đề chính ban của Trương đại quan nhân đến bây giờ vẫn còn treo ở đó chưa quyết. Trương Dương nói, chủ nhiệm lôi ngày hôm qua ăn đồ không sạch bị đau bụng, tối nay còn có thể tiếp tục chiến đấu ư? Lương Hiểu Âu cười nói, anh ta đi truyền dịch rồi, tôi nghĩ tối nay anh ta vẫn sẽ đến thôi. Sức khỏe của lôi quốc thao rất tốt, không có vấn đề gì, gã là nói dối trương dương, lôi quốc thao lúc này đeo kính đen, mặc áo gió da dê màu đen, cổ áo dựng thẳng, tay kéo một chiếc vali màu lam đậm, đang đăng ký thủ tục ở sân bay Đông Giang, sau đó bay thẳng tới Vân Nam, rồi theo lộ tuyến đã an bài từ trước may thẳng tới Miến Điện, đến nơi đó tự nhiên sẽ người an bài tất cả cho gã, rời xa khỏi quốc gia này. Từ sau khi mất hành lý trên tàu hỏa, lôi quốc thao liền có một loại nguy cơ cảm mãnh liệt, tuy rằng trong đó cũng không có chứng cứ trọng yếu gì, nhưng gã vẫn cảm giác được mình bị theo dõi, tựa hồ lúc nào cũng có một đôi mắt đang nhìn mình. Nếu không phải còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, lôi quốc thao đã sớm bỏ trốn rồi, nhưng chuyện gã đã đáp ứng phải làm cho xong, bằng không gã không thể lấy được thù lao mà mình muốn. Lôi quốc thao đang gồng mình sống trong lo lắng, thần kinh của gã không lúc nào là không ở trong trạng thái khẩn trương, cứ sống những ngày như thế này hắn sợ mình sẽ sụp đổ mất. May mắn là trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì phát sinh, hắn thuận buồm xuôi gió sống tới hiện tại, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc hắn nên đi, lôi quốc thao nhìn đồng hồ đang nhích từng giây, trong lòng lại vẫn khẩn trương, gã biết muốn đạt được sự thoải mái chân chính, chỉ sợ phải đợi tới sau khi hắn bước trên đất miến điện mới được. Khi lôi quốc thao gửi hành lý, nhân viên công tác lại hỏi một câu, lôi quốc thao. Lôi quốc thao gật gật đầu, hắn có chút mất kiên nhẫn nói, trên chứng minh đã viết rõ ràng, anh không thể tự xem à. Thái độ của nhân viên công tác vẫn rất tốt, mỉm cười nói, tiên sinh, có thể bỏ kính dâm xuống không? Quốc đào lúc này mới ý thức được ý thức được mình vẫn đeo kính dâm, gã thật sự là quá khẩn trương rồi, lôi quốc thao cười cười, à, ngại quá, tôi bị viêm kết mạc, sợ ánh sáng. Sau khi đưa ra một lý do, lôi quốc thao bỏ kính dâm xuống. Nhân viên công tác không hề gây khó dễ cho gã, rất nhanh liền làm xong thủ tục gửi hàng cho gã. Lôi quốc thao lấy cuốn vé xong, trong lòng thở phào nhẹ nhóm, xoay người đi tới cửa hải quan, hắn thầm nhắc nhở mình nhất định phải bình tĩnh, không được biểu hiện ra điều gì khác thường. Hắn tiến từng bước về phía cửa hải quan, đối với hắn nơi đó có nghĩa là cánh cửa tự do. Gã bước vào cửa hải quan, khi tự cho rằng không có vấn đề gì, đang chuẩn bị bước vào bên trong thì nhân viên hải quan cản hắn lại, xin lỗi tiên sinh, xin theo tôi một chút chương 561, Điệp Biến 2. Tim lôi quốc thao cơ hồ nhảy lấy tới tận cuống họng, gã cố sức giả vờ bình tĩnh nói, tôi có vấn đề gì à? Anh đừng làm mất thời gian lên máy bay của tôi. Tiên sinh, anh yên tâm, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Lôi quốc thao nhìn nhìn chung quanh, hắn cắn cắn môi, vẫn đi theo nhân viên hải quan đi sang một bên, khi gã nhìn thấy cách đó không xa có hai cảnh sát sân bay cũng đi tới bên này, trong lòng trầm xuống, gã cố nhắc nhở bản thân mình rằng không sao đâu nhưng ánh mắt của cảnh sát đó rõ ràng là nhìn về phía mình lôi quốc thao bỗng nhiên hạ quyết tâm quay người lại bỏ chạy về phía sau trong lúc vội vàng đã đẩy ngã một cô gái ở bên cạnh xuống đất hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn hai cảnh sát sân bay nhìn thấy lôi quốc thao bỏ chạy liền nhanh chân đuổi theo gã lôi quốc thao lao tới thang cuốn tự động trong lúc vội vàng không ngờ đi nhầm bên gã đẩy nam tử ở trên thang cuốn ra tóm lấy tay vịn nhảy sang bên kia, sau đó bỏ chạy như điên xuống phía dưới. Lúc này trong lòng lôi quốc thao chỉ có một một ý nghĩ, không thể để bị họ bắt được, nếu không thì mình tiêu đời rồi. Lôi quốc thao cuối cùng thành công chạy trốn tới đại sảnh ở tầng 1, khi đang nguồng chân chạy như điên, một cô gái mặc áo đen từ bên cạnh sông ra, chân trái thỏ ra ngáng chân lôi quốc thao một cái, lôi quốc thao đang chạy như điên nhất thời mất thăng bằng, hắn lảo đảo rồi ngã xuống đất. Cô gái đó xông lên trước, dùng đầu gối đè lên thắt lưng của gã, túm lấy hai tay gã bẻ ra sau lưng, rút còng tay treo ở bên hông ra còng tay lôi quốc thao lại, lôi quốc thao hét to như phát điên, buông ra. Gã vặn mình giống như dã thú căm tức nhìn cô gái đó, nhưng gã lập tức nhận ra cô gái vừa ra tay với hắn không ngờ là nữ lúc trước gặp trên tàu hỏa. Trung tú tú cười cười với lôi quốc thao, lôi tiên sinh, chờ đi gấp như vậy, còn có rất nhiều chuyện cần anh khai ra đấy. Lúc này cảnh sát đã đi tới bên cạnh bọn họ. Trung Tú Tú đứng lên, chỉ vào quốc đào, mang hắn đi. Quốc đào bị đưa tới phòng bảo vệ sân bay, trừ Trung Tú Tú ra còn có một vị trung niên nhân vẻ mặt trầm ổn, người này chính là phó cục trưởng Quách Thành của Cục Bảy Quốc An. Trung Tú Tú ngồi xuống đối diện lôi quốc thao, cười nói, chủ nhiệm lôi đi gấp như vậy, định đi đến đâu thế? Lôi quốc thao lúc này đã hoàn toàn chấn định lại, nhìn Trung Tú Tú nói, là tôi nhìn lầm rồi hay là thế đạo hiện tại đã thay đổi, nữ tặc cũng có thể làm cảnh sát ư. Trung Tú Tú lấy chứng minh thân phận của gia bản thân ra cho lôi quốc thao xem, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là cảnh sát, tôi là người của quốc an. Sau khi biết thân phận Trung Tú Tú, sắc mặt lôi quốc thao có chút thay đổi, gã dự cảm không sai, quả nhiên trước đây rất lâu đã có người theo dõi mình, gã cúi đầu xuống lặng yên nghĩ đối sách. Trung Tú Tú nói, đi Vân Nam à, nơi đó cách Đông Nam Á rất gần, anh đây là chuẩn bị đi du lịch à? Hay là chuẩn bị lén lút vượt biên? Lôi Quốc Thao nói: "Đi công tác." Trung Tú Tú nói: "Công việc của anh hẳn là cùng đi với đoàn thương mậu Hàn Quốc tới Nam Thích cơ mà. À, tôi nói sai rồi, anh không phải bị bệnh sao? Hiện tại nên ở bệnh viện truyền dịch mới đúng chứ." Lôi Quốc Thao ngẩng đầu nhìn Trung Tú Tú, "Tôi phạm vào tội gì?" Trung Tú Tú nói: "Chúng tôi là người của quốc an, có thể khiến chúng tôi chú ý tới anh, là vì anh gây hại tới sự an toàn của quốc gia, bán đứng lợi ích quốc gia." dục ra chi tội hà hoạn vô từ từ, cô có chứng cứ gì? Trung Tú Tú nói, lôi quốc thao, anh đã từng nghe câu có thật giật mình chưa? Anh chẳng lẽ không nghĩ rằng trong cái túi mà anh đánh mất có bao nhiêu chứng cứ à? Quốc đào hỏi ngược lại, cô đã cho rằng nắm giữ được chứng cứ của tôi, vì sao không còn bắt tôi sớm? Việc gì phải chờ tới bây giờ? Trung Tú Tú nói, thả dây câu dài câu cá lớn, chúng tôi chẳng những muốn bắt anh, mà còn phải bắt được tên gián điệp ngoại quốc liên hệ với anh nữa. Lôi quốc thao mỉm cười, cô cho rằng là đang bắt gián điệp à, tôi làm sao mà biết được. Đôi mắt đẹp của Trung Tú Tú nghiêm lại, lôi quốc thao, anh tốt nhất hãy thành thật một chút, nếu không có chứng cứ xác thực, chúng tôi căn bản sẽ không bắt anh, anh muốn chạy ư. Có phải sứ mệnh của anh hoàn thành rồi hay không? Anh thành thật khai ra đi, tranh thủ cơ hội lập công giảm nhẹ tội. Lôi quốc thao dựa ra sau, gã thấp giọng nói, tôi còn có cơ hội lập công giảm nhẹ tôi ư. Cô tưởng tôi là đứa nhỏ 3 tuổi à? Trung Tú Tú nói, anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người thân chứ. Cha mẹ của anh đều là lão thành cách mạng, nếu để làm cho bọn họ biết con mình phản bội quốc gia thì sẽ nghĩ như thế nào? Anh còn có một đứa con 6 tuổi, anh không hy vọng nó sau khi lớn lên sẽ phải lấy làm hổ thẹn vì anh chứ. Lôi quốc thao nói, tín ngưỡng của tôi và cha mẹ bất đồng, trên đời này con bất hiếu nhiều rồi, thêm tôi nữa cũng chẳng sao, tôi và vợ đã ly hôn được 4 năm, trong 4 năm nay tôi cũng không gặp con lần nào, tôi thậm chí còn không biết nó hiện tại trông như thế nào nữa. Trung Tú Tú nói, nhưng anh là cha của nó, đây là một chuyện không thể chối cãi. Quách Thành tức giận nói, anh là một đảng viên, một cán bộ được đảng và quốc gia giáo dục bồi dưỡng nhiều năm, sao có thể làm ra loại chuyện phản bội quốc gia, phản bội dân tộc này được. Lôi quốc thao lạnh lùng cười nói, đừng nhắc tới nguyên tắc đảng tính với tôi, đừng nhắc tới yêu nước với tôi, từng có một đoạn thời gian, tôi so với anh còn yêu nước hơn tôi so với anh càng có nguyên tắc đảng tính hơn nhưng tôi được gì chứ tôi không thỏa mãn được dục vọng vật chất của vợ tôi cô ta phản bội tôi mang theo con của tôi đi rời khỏi cái nơi gọi là đất nước của cách mạng này cùng người khác bắt đầu một cuộc sống mới anh có hiểu được điều này đau đớn đến thế nào không quách thành nói bởi vì biến cố trong cuộc sống mà thay đổi tín ngưỡng của mình tôi cảm thấy bi ai thay cho anh quốc đào thở dài nói không gì buồn hơn trái tin tan nát tim tôi sớm đã chết rồi, tôi không thương xót cho bản thân mình thì anh việc gì phải quan tâm. Trung Tú Tú nói, anh vì sao phải đột nhiên chuẩn bị bỏ chạy? Điều này có liên quan gì tới đoàn thương mậu Hàn Quốc hay không? Lôi Quốc Thao nói, cô đừng hỏi tôi, không phải là các cô đã nắm được toàn bộ chứng cứ phạm tội của tôi rồi sao? Vậy khởi tố tôi đi, định tội cho tôi đi, đã rơi vào tay các người rồi, tôi mặc cho số phận thôi. Trung Tú Tú nói, Lôi Quốc Thao, đừng quên anh là người Trung Quốc, vô luận anh làm gì chuyện xấu làm gì đều không thể làm nguy hại tới dân tộc, quốc gia của mình được. Lôi quốc thao nhắm mắt lại không nói câu nào nữa. Trung Tú Tú tức giận nói, anh thành thật khai ra đi, rốt cuộc anh đã làm. Lôi quốc thao nói, các ngươi nếu có thể bắt được tôi, nhất định có thể tìm được bí mật này. Trương Dương nhận được điện thoại của Trung Tú Tú rất đột nhiên, hắn vừa mới bước vào thành thương mậu Hàn Quốc ồn ào náo động, Thành thương mậu đã chuẩn bị rất đầy đủ từ trước, hiện trường chiêng chống vang trời, Vương Quảng Chính đã dặn dò bảo phía thành thương mậu làm tốt công tác tiếp đái, nhưng bên trên động miệng còn bên dưới chạy gãy cả chân. Lãnh đạo thành thương mậu chấp hành có chút quá phô trương, trận trường ở hiện trường rất lớn, khiến người ta vừa nhìn đã biết là phía thành thương mậu đã chuẩn bị tỉ mỉ. Trương Dương có chút bất đắc dĩ, thở dài nói với Kim Mẫn Nhi ở bên cạnh, thật không biết các cô vì sao cứ đòi tới đây tham quan, chỉ là một cái chợ thương phẩm nhỏ mà thôi ở trước mặt kim mẫn nhi trương dương không cần phải nói những lời xã giao làm gì kim mẫn nhi nói không phải phía chủ sự an bài ư trương dương hơi ngẩn ra vào lúc này trung tú tú gọi điện thoại tới hiện trường thật sự rất ồn ào hắn đi đến nơi yên lặng mới bắt máy alo trương dương à tôi là trung tú tú đây trương đại quan nhân lập tức nghĩ tới nữ quốc an giả mạo nữ tặc kia hắn giả bộ không nghĩ ra ai cơ Ngữ khí của Trung Tú Tú khá vội vàng, anh đừng có giả vờ, lôi quốc thao đã bị chúng tôi bắt rồi. Gì cơ, Trương Dương ngây ra. Trung Tú Tú nói, hắn muốn ngồi máy bay tới Vân Nam trước. Sau đó từ Vân Nam lén lút vượt biên qua Đông Nam Á. Trương Đại Quan Nhân trong đầu nhất thời xuất hiện bốn chữ sợ tội bỏ chạy, con mẹ nó, lôi quốc thao à lôi quốc thao. Thằng chó mày ẩn giấu đủ sâu đấy, tối hôm qua còn nâng cốc nói cười, hôm nay liền sợ tội bỏ chạy, tiếp cận ông mày là để giúp mày yểm hộ à? Trương đại quan nhân có một loại cảm giác bị người ta lừa bịp, nếu hiện tại lôi quốc thao xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn kiểu gì cũng cho thằng ôn này hai cái tát. Trung Tú Tú nói, chúng tôi ở sân bay Đông Giang bắt được gã, hiện tại đang thẩm vấn, tôi hoài nghi gã vừa mới bày ra âm mưu gì đó, nhưng miệng gã rất kín, hỏi kiểu gì cũng không chịu nói. Trong lòng Trương Dương bắt đầu thấy không ổn, lôi quốc thao thông đồng gián điệp nước ngoài là điều không còn gì phải nghi ngờ, nếu gã có âm mưu gì thì 89 phần 10 là có liên quan tới đoàn thương mậu Hàn Quốc lần này. chương 561, Điệp Biến 3 Gã nói với mình rằng đoàn thương mậu muốn tới đây tham quan, nhưng Kim Mẫn Nhi vừa mới nói rằng, rõ ràng nhật trình mà gã an bài trước sau bất nhất nhất, còn đặc biệt giả bệnh bảo mình tới tính hải, chẳng lẽ gã thật sự bày ra đại âm mưu gì ư, sẽ đối gây bất lợi cho đoàn thương mậu mà thật sự còn muốn kéo mình vào ư. Con mẹ nó, lão tử không đắc tội với mày mà. Trương Dương nói, các cô hỏi mau đi, nếu không được thì dùng chúng đại hình với gã đi, nhất định phải bắt gã nói ra hắn dùng. Trung Tú Tú nói, anh chú ý hiện trường một chút đi, kiểm tra xe xem thế nào, mau chóng dẫn người của đoàn thương mậu Hàn Quốc rời khỏi đó. Trương Dương xoay người nhìn lại, hành thương mậu Hàn Quốc người đông nghìn nghịt, người của đoàn thương mậu đã đi vào đó. Hắn thấp giọng nói, tôi hình như nhớ rõ có loại thuốc, sau khi uống vào thì sẽ nói thật mà. Cái này là trương đại quan nhân xem được trên phim, tình tiết hình như là có một nam tử sau khi bị đả châm, lời gì cũng nói ra hết, đắc tiếc là hắn không có ở hiện trường. Nếu trương đại quan nhân ở trước mặt lôi quốc thao, nhất định có thể khiến thằng ôn này khai ra tất cả. Trung Tú Tú nói, phản ứng dược vật cần một quá trình. Có tin tức tôi sẽ ngay lập tức thông chi cho anh. Xem ra quốc an người ta đã nghĩ ra trước Trương Dương rồi. Trương Dương gác điện thoại, vội vàng chạy về phía chiếc xe khách hắn gọi cả hai lái xe cùng nhau kiểm tra rồi một lượt xe từ trong ra ngoài không hề phát hiện ra điều gì dị thường lái xe nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn không khỏi tò mò hỏi chủ nhiệm trương anh kiểm tra gì vậy hoài nghi trong xe có bom à trương dương chừng mắt nhìn lườm hắn một cái còn không phải à hắn chính là hoài nghi trong xe có bom hai ngày trước có xem bộ phim tên là gì ý nhỉ hình như là sinh tử thời tốc bên trong chính là có một quả bom rồi bắt cóc tất cả hành khách Trương Dương xác định trong xe khách không có gì lạ thường mới bước về phía thành thương mậu Hàn Quốc, hiện tại chỉ đành khuyên đám người Hàn Quốc đó mau mau rời khỏi đây mới được. Nếu thật sự gặp phiền phức gì, vậy thì chính là ảnh hưởng quốc tế rồi. Đến lúc đó đừng nói là hắn, toàn bộ lãnh đạo của thành phố Nam Tích đều mất mặt. Chiêu này của lôi quốc thao độc thật, không làm việc ở Đông Giang mà kéo chuyện này tới Nam Tích, còn kéo cả mình vào. Trương Dương mắng thầm, lôi quốc thao à lôi quốc thao, tao đờ tê cả 18 đời tổ tông nhà mày. Trung Tú Tú sau đó không lâu lại gọi điện thoại tới, giọng nói của chúng tôi vô cùng khẩn trương, trương dương, trong thành thương mậu Hàn Quốc khả năng có bom đấy. Gì cơ, trương đại quan nhân nghe thấy tin này suýt nữa thì ngất xỉu. Con mẹ nó, đúng là sợ thứ gì thì thứ đó tới. Trung Tú Tú nói, quốc đào và đảng cách mạng Hàn Quốc cấu kết với nhau, muốn phá hoại quan hệ trang Hàn, cho nên muốn lợi dụng sự kiện nổ bom để chế tạo sự tình, hắn vừa rồi đã khai ra vậy. Trương Dương nói, tôi lập tức sơ tán mọi người. Trung Tú Tú nói, tôi đã phái chuyên gia phá bom ngồi phi cơ trực thăng tới hiện trường rồi, anh nhất định phải chú ý, đừng chế tạo hoảng loạn, tận lực khuyên người ở bên trong rời khỏi đó. Trương Dương nói, tôi hiểu rồi. Các đại biểu của Hàn Quốc đang đi thăm hiện trường. Trương Đại Quan Nhân không dám nói ra tình hình thực tế, sợ chuyện này sẽ tạo thành hiện trường hoảng loạn, nếu một khi để dân chúng ở hiện trường biết tình trạng thật, thế tất sẽ tạo thành khủng hoảng, cảm xúc khủng hoảng một khi lan tràn ra, tình huống sẽ vô cùng xấu. Trương Dương đầu tiên tìm tới phó thị trưởng tính Hải Vương Quảng Chính, thì thầm vài câu với gã, Vương Quảng Chính sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, gã và Trương Dương cùng nhau đi sang một bên, nói khẽ anh nói cái gì cơ. Trương Dương thấp giọng nói, ở đây có thể có bom đấy. Bom! Trương Dương kịp thời bịt miệng gã lại, lôi Vương Quảng Chính sang một bên, nói chuyện này không thể để lộ ra được, nếu để mọi người biết nhất định xong đời đấy. Làm sao bây giờ, Vương Quảng Chính không có chủ ý gì, nếu hiện trường thật sự bom, với hắn mà nói chẳng những có nghĩa là sinh mệnh bị uy hiếp, hơn nữa sĩ đồ của gã có thể cũng tiêu tùng luôn theo tiếng nổ bom. Trương Dương nhìn nhìn bình chữa cháy ở bên cạnh, nói khẽ cứ nói là một kho hàng bị cháy, để đảm bảo cho an toàn tài sản và sinh mạng, phải lập tức rời khỏi hiện trường, thuận tiện thể hiện năng lực sơ tán khẩn cấp và phòng cháy của chúng ta với khách nhân Hàn Quốc. Vương Quảng Chính nói, thế cũng được à. Trương Dương nói, không thế thì làm sao bây giờ, chỉ có thể như vậy thôi, mau đi, muộn là không kịp đâu. Hắn một quyền đám vỡ tủ phòng cháy, ấn còi báo động có cháy, khiến Trương Dương bất ngờ là không ngờ không có bất kỳ phản ứng nào. Trương Đại Quan Nhân trong lòng tức giận vô cùng, một tòa thành thương mậu Hàn Quốc lớn như vậy, trang bị báo cháy không ngờ lại không dùng được, đợi sau khi chấm dứt chuyện này nhất định phải truy cứu trách nhiệm của nhân viên tương quan trương dương thông chi cho lương hiểu âu hắn không nói tình huống thật lương hiểu âu chỉ nói là muốn diễn phòng cháy mỗi tuần đều vậy kim mẫn nhi đứng nghe ở bên cạnh tuy rằng trương dương nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng cô ta vẫn cảm giác được chuyện này không đơn giản như vậy cô ta nhỏ giọng nói đã xảy ra chuyện gì vậy trương dương nói cô không cần phải quan tâm chỉ cần khuyên người bên cô rời khỏi đây là được Kim Mẫn Nhi gật gật đầu, cô ta biết Trương Dương là người của quốc an, xem ra có 89 phần 10 lại gặp phải sự kiện khủng bố rồi. Kim Mẫn Nhi và Lương Hiểu Âu đi vào bên trong đoàn đại biểu Hàn Quốc, khuyên bọn họ đi ngay. Đồng thời vào lúc này, Vương Quảng Chính đã thông chi cho phía thương mậu Hàn Quốc, lãnh đạo của thành thương mậu nghe nói muốn sơ tán mọi người, trong lòng có chút không tình nguyện, y không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện trường có nhiều người như vậy, nếu sơ tán trong thời gian ngắn, khẳng định sẽ tạo thành tổn thất cực lớn, ảnh hưởng quần chúng cũng không tốt, y than thở thị trưởng vương. Không được đâu, vì sao phải sơ tán, rõ ràng kho hàng không cháy, chúng ta vì sao phải nói dối. Trương đại quan nhân phát hỏa rồi, giờ là lúc nào rồi mà thằng ôn này còn ở đây lằng nhà lằng nhằng, Trương Dương tức giận nói ít nói nhảm thôi, lãnh đạo bảo anh làm gì thì anh lập tức phục tùng. Phòng thông báo ở đâu? Tên đó chỉ vào góc tây bắc tầng 3. Trương Dương chẳng buồn giải thích với y, đã chạy nhanh lên trước, đẩy cửa phòng thông báo ra, một cô nhân viên bên trong đang nghe nhạc cắn hạt dưa, rất là nhàn nhã. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào, có chút tức giận bỏ tai nghe ra, chỉ vào mũi hắn nói, đây là nơi nào chứ, anh có thể tự tiện vào ư. Trương Dương chẳng buồn nói nhiều với chúng tôi, lập tức báo tin nói kho hàng cháy, bảo mọi người đừng kích động, dựa theo trình tự bắt đầu sơ tán. Trương Dương còn chưa nói xong, nhân viên đó đã sợ hét toáng lên lên một tiếng, xoay người bỏ chạy ra bên ngoài, nghe thấy cháy cô ta bỏ chạy trước trương dương hết cách nói vào microphone chào mọi người tôi là khoa trưởng ban bảo vệ thành thương mậu hàn quốc bởi vì kho hàng số một cháy để đảm bảo cho sự an toàn của tài sản và tính mạng xin mọi người lập tức sơ tán thế lửa cũng không lớn ở trong phạm vi mà chúng tôi có thể khống chế được xin mọi người đừng kích động dựa theo trình tự rời khỏi các cửa hàng đừng tự mình tạo thành kinh hoàng xin nhắc lại mời mọi người sơ tán theo trật tự đừng kích động khẩn cấp rời khỏi các cửa hàng. Vương Quảng Chính và mấy người phụ trách của thành thương mậu đã cầm microphone bắt đầu tiến hành phổ biến, chỉ huy người ở hiện trường rút đi. Tình từ hoảng sợ bắt đầu lan đi trong thành thương mậu, bầu không khí nặng nề tới cực điểm, nhưng không có ai hét lên sợ hãi, không ai gào khóc, mọi người bắt đầu rút lui có trật tự, lương hiểu Âu dẫn đoàn thương mậu Hàn Quốc từ cầu thang ở sườn Tây rút đi. Kim Mẫn Nhi đỡ Kim Thượng Nguyên, Kim Thượng Nguyên đối với chuyện đột nhiên phát sinh hỏa hoạn cực kỳ bất mãn, thấp giọng nói, sao lại thế này? Không có tiếng báo cháy mà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Phát chính nghĩa ở bên cạnh đầy khinh thường, thế mà tự xưng là một Trung Quốc an toàn yên bình. Kim Mẫn Nhi nghe thấy tiếng của Trương Dương trên loa, chúng tôi thỉnh thoảng lại quay đầu lại, Trương Dương vẫn ở đó không ngừng phổ biến tình hình, trong lòng chúng tôi bỗng trở nên bồn chồn. chúng tôi biết rõ ràng, đó là bởi vì mình lo lắng cho Trương Dương. Trương Dương từ cửa sổ nhìn thấy mọi người đang từ từ rút khỏi hiện trường, điều hắn cảm thấy vui mừng là cho đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện bất kỳ sự hoảng loạn nào, hắn hy vọng chuyện hôm nay chỉ là một một hồi sợ bóng sợ gió, tốt nhất là một hồi sợ bóng sợ gió, hiện trường có mấy nghìn người, nếu thật sự có bom, như vậy hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Kim Mẫn Nhi bỗng nhiên xoay người chạy lên lầu, nhưng lại bị Kim Thượng Nguyên tóm lấy tay, đôi lông mày rậm của y nhíu lại, ra sức lắc lắc đầu ý bảo Kim Mẫn Nhi đừng vào, Kim Mẫn Nhi nói, cháu muốn đi. Kim Thượng Nguyên nói, rời khỏi nơi này đi, hắn có năng lực tự rời khỏi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cửa lớn ở sườn đông ngập trong khói, sau khi khói dày tan đi, nghe thấy một tiếng hét thê lược, cơ hồ đồng thời toàn bộ đèn trong thành thương mậu tắt ngóm. chương 562, khủng bố đột kích một. Tình tự của khủng hoảng của mọi người trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, hiện trường là một mảng hỗn loạn, Trương Dương lớn tiếng nói, đừng phải kích động, trăm ngàn đừng kích động. Vương Quảng Chính ở trong đám người hét to, đừng chen chúc, xin đừng chen chúc. Nguy cơ đột nhiên đã đến trước mặt, Vương Quảng Chính vẫn biểu hiện ra tác dụng dẫn đầu của cán bộ. TV treo tường ở tầng một thành thương mậu lập lè một chút rồi xuất hiện một bóng người đen xì, hắn dùng tiếng hàn nói, chào mọi người, có thể cùng với các vị tinh anh trong nước cùng nhau gặp lại ở Trung Quốc, thật sự là một chuyện may mắn. Kim Thượng Nguyên nắm chặt tay Kim Mẫn Nhi, y bắt đầu hiểu rằng âm mưu này là nhằm vào đoàn thương mậu Hàn Quốc bọn họ, mấy ngàn công dân Trung Quốc ở hiện trường đều là vô tội bị cuốn vào. Kim Thượng Nguyên tiên sinh, Phác Trí Tín tiên sinh, Kim Mẫn Nhi tiểu thư, còn có các vị tinh anh của giới xí nghiệp Hàn Quốc nữa, các vị đều là những người con vĩ đại của dân tộc Đại Hàn, các vị đối với chính phủ Hàn Quốc là khá quan trọng. Tôi biết các vị nhất định rất kỳ quái, tôi vì sao lại muốn dụ các vị đến đây? Vì sao muốn chọn xuống tay đối với các vị ở Trung Quốc, tôi có thể thẳng thắn nói cho các vị rằng tôi đối với các vị không hề có bất kỳ cừu hận gì cả. Chính phủ Hàn Quốc bắt lãnh tụ Lý Bình Nguyên tướng quân của chúng tôi, người phát ra lệnh bắt chính là em trai của Kim Thượng Nguyên tiên sinh, cha của Kim Mẫn Nhi tiểu thư, thượng tướng Kim Thừa Hoán, ở trong nước chúng tôi không có cơ hội tụ nhiều tinh anh như vậy ở cùng một chỗ, cho nên chúng tôi chỉ có thể lựa chọn Trung Quốc. Hiện tại là 2 giờ 50 phút chiều. Trong vòng 6 tiếng kể từ bây giờ, tôi yêu cầu chính phủ Hàn Quốc phóng thích Lý Bình Nguyên tiên sinh, nếu không tôi sẽ cho nổ cả tòa thành thương mậu này, đừng coi thường uy lực của thuốc, tôi đã trôn thuốc nổ trước rồi, cũng đủ để khiến cả tòa thành thương mậu này thành bình địa, thuận tiện nhắc nhở các vị, xin các vị đừng mong muốn đào tẩu, đừng vọng tưởng rời khỏi thành thương mậu này, ở các cửa ra của thành thương mậu tôi đều trôn thuốc nổ rồi, nếu có ai dám cả gan bỏ chạy, tôi sẽ dẫn nổ cả tòa thành thương mậu. Tôi không hiểu hán ngữ, các vị có thể phiên dịch những gì tôi nói lại cho họ. Kim Thượng Nguyên buông tay Kim Mẫn Nhi ra, thấp giọng nói, đi đi. Kim Mẫn Nhi gật gật đầu, cô ta dọc theo cầu thang đi lên tầng 3, đèn khẩn cấp rất yếu, mượn ánh sáng mờ mờ, cô ta đi tới phòng thông báo ở tầng 3, phía sau vang lên thanh âm của Kim Thượng Nguyên, y đang lớn tiếng phiên dịch lại những lời nói của phần tử khủng bố lại cho mọi người. Mạch chiếu sáng của tòa nhà bị cắt, may mà phòng thông báo vẫn còn điện, Trương Dương vẫn còn đang kiên nhẫn bảo mọi người bảo trì chấn định, cửa phòng bị đẩy ra, Kim Mẫn Nhi xuất hiện ở trước mặt hắn, Trương Dương có chút kinh ngạc nói, lúc nào rồi mà cô vẫn còn tới đây. Kim Mẫn Nhi cắn cắn môi, nói khẽ, đưa microphone cho tôi. Kim Mẫn Nhi thông báo lại những lời vừa rồi của phần tử khủng bố ra ngoài, tình tự kinh hoàng ở hiện trường không ngừng lan tràn, nhưng không ai dám tùy tiện lao ra khỏi thành thương mậu, vụ nổ vừa rồi khiến nhiều người bị thương, số lượng thương vong vẫn chưa rõ. Trương Dương cầm di động định liên lạc với Trung Tú Tú, lại phát hiện di động đã hoàn toàn không có tín hiệu, thành thương mậu vừa rồi còn phồn hoa ồn ào náo động, hiện giờ đã bị bao phủ trong bầu không khí tử vong. Giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng của Kim Mẫn Nhi trên một mức độ nào đó đã giúp mọi người bớt sợ hãi, nhưng không lâu sau, nguồn điện của phòng thông báo cũng cạn, trong bóng tôi, Trương Dương nắm lấy tay Kim Mẫn Nhi, giọng nói của hắn trầm ổn mà chấn định, Mẫn Nhi, đi theo tôi. Trung Tú Tú đứng trên bãi độ trực thăng của tòa nhà bệnh viện nhân dân Tĩnh Hải, không ngừng gọi vào di động của Trương Dương, nhưng Thủy Trung ở trong trạng thái không thể liên lạc được. Trung Tú Tú tràn ngập lo lắng nói, không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi. Phi cơ trực thăng vừa rồi bay một vòng trên không thành thương mậu Hàn Quốc ở Tĩnh Hải, có thể nhìn thấy khói bốc lên ở một góc của thành thương mậu, chắc là đã phát sinh nổ bom cục bộ. Vị trí hiện tại của Trung Tú Tú là ở đối diện thành thương mậu, cô ta lập tức báo cáo tình huống cho Quách Thành. Quách Thành thấp giọng nói, tôi vừa mới nhận được tin tức, kẻ sắp đặt sự kiện khủng bố là Đảng Cách mạng Hàn Quốc, mục đích chân chính của bọn họ là lợi dụng chuyện này để áp chế chính phủ Hàn Quốc, bắt bọn họ phải phóng thích lãnh tụ võ trang phản chính phủ Lý Bình Nguyên. Các cô tạm thời không cần tới gần thành thương mậu, để tránh dẫn phát tình trạng xấu hơn. Trung Tú Tú thấp giọng nói, tôi nhìn thấy hiện trường đã xảy ra một lần nổ tung, không biết tình huống thương vong thế nào. Quách thành giọng nói ngưng trọng, ước đoán ban đầu, trong thành thương mậu ước chừng có hơn 2.000 người, nếu bọn họ thật sự có thuốc nổ cỡ lớn một khi nổ hậu quả không thể tưởng tượng nổi trung tú tú nói sếp ông yên tâm tôi sẽ cố gắng hóa giải nguy cơ lần này quách thành gác điện thoại y rời khỏi ghế ngồi giống như một con sư tử phẫn nộ đi tới lôi quốc thao ở đối diện lôi quốc thao lúc này đã tỉnh lại chừng mắt nhìn quách thành quách thành túm cổ áo gã kéo lôi quốc thao lên giận dữ hét bom đặt ở đâu quốc đào cười lạnh Quách Thành rốt cuộc không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, hung hăng đánh một quyền vào bụng lôi quốc thao, lôi quốc thao đau đớn ngự một tiếng, Quách Thành ấn gã lên tường, dùng tay ép vào cổ gã, thằng hỗn đàn này, mày có biết hay không, đám phần tử khủng bố Hàn Quốc đó đã chế tạo sự kiện bạo lực trên quốc thổ của chúng ta. Bọn họ không chỉ uy hiếp đoàn đại biểu thương mậu Hàn Quốc mà còn cả hơn 2.000 đồng bào của chúng ta nữa. Lôi quốc thao bị y ấn cho không không thở nổi, Quách Thành thả tay ra, lôi quốc thao cúi người ho khan kịch liệt. Quách Thành nói: Mày nghĩ lại đi, bán mạng cho người Hàn Quốc để làm tổn hại lợi ích của nhân dân quốc gia, mày chắc chắn sẽ bị treo lên cột sỉ nhục trong lịch sử. Lôi Quốc Thao nói: Tôi không biết chúng muốn làm gì. Quách Thành nói: Mày dùng đầu suy nghĩ một chút đi, chúng vì sao không động thủ ở Hàn Quốc mà tới Trung Quốc động thủ? Là để khiến cho tình thế càng thêm nghiêm trọng, khiến phía Hàn Quốc chẳng những phải chịu áp lực con tin mà muốn chịu áp lực trên phương diện ngoại giao, mà đồng bào của chúng ta lại vô tội bị cuốn vào trong nguy cơ này. Lôi quốc thao, vì vài đồng tiền tiền dơ bẩn, loại chuyện tán tận lương tâm như thế này mà mày cũng làm ra được ư, mày có còn là người hay không? Lôi quốc thao nhắm hai mắt lại ngồi dưới đất, thấp giọng nói, tôi không biết, tôi không biết gì cả, tôi chỉ biết là bọn họ muốn phó với đoàn thương mậu Hàn Quốc, chuyện khác thì tôi không biết. Cục công an tính hải toàn thể xuất động, đã chặn mấy cửa ra của thành thương mậu Hàn Quốc, cục trưởng công an nhậm thiệu tân đang ở hiện trường, chuẩn bị phái người lèn vào cứu người. Trung Tú Tú và hai đồng sự đi tới hiện trường, sau khi đưa giấy chứng nhận cho nhậm thiệu tân xem, Trung Tú Tú nói, hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào được, phần tử khủng bố đến từ Hàn Quốc, bọn họ được huấn luyện đầy đủ, bên trong không thiếu chuyên gia cháy nổ, nếu chúng ta cường hành tiến vào chỉ tổ dẫn tới hành động cực đoan của bọn họ, sẽ tạo thành thương vong lớn hơn nữa. Nhậm thiệu tân không có kinh nghiệm xử lý phương diện này, hơn 2.000 người bị bom uy hiếp, hơn nữa vừa rồi đã xảy ra một vụ nổ, trường hợp như vậy y từ khi trở thành cảnh sát đến nay vẫn chưa gặp bao giờ vậy chúng ta nên làm gì bây giờ trung tú tú nói triệu tập nhân viên công trình trước tiên kiểm tra thiết bị thông tin chung quanh tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục thông tin chỉ có liên hệ được với người ở bên trong chúng ta mới có thể hiểu được huống bên trong tòa nhà tìm được kết cấu kiến trúc của thành thương mậu hàn quốc rồi sẽ tranh thủ tìm cách thích hợp để lẻn vào còn nữa, công bố số điện thoại để phía phần tử khủng bố Hàn Quốc chủ động liên hệ với chúng ta, tận lực kéo dài thời gian. Nhậm thiệu tân tràn ngập bất an nói, bên trong bom, nếu bọn họ hiện tại dẫn nổ, tử thương tất nhiên thảm trọng. Trung tú tú thấp giọng nói thấp giọng nói, yên tâm đi, trước khi bọn họ chưa đạt được mục đích, tạm thời sẽ không dẫn nổ tòa nhà. Sự kiện khủng bố ở tính hải phát sinh ngay lập tức được truyền tới Nam Tích, bí thư thị ủy Nam Tích từ Quang Nhiên đang mở họp hội thường ủy hội, nghe thấy tin tức này, sắc mặt lập tức biến đổi, bên trong hơn 2.000 người còn có một đoàn thương mậu Hàn Quốc, thành viên của đoàn thương mậu đều là tinh anh của giới xí nghiệp Hàn Quốc. Hiện tại nhiều người như vậy tất cả đều bị vây ở trong thành thương mậu Hàn Quốc tĩnh hải, nếu kẻ bắt cóc thật sự dẫn phát vụ nổ, chuyện này sẽ làm chấn động quốc tế, từ quang nhiên đầu tiên nghĩ đến quan vị của Y. Nếu không thể ngăn cản nguy cơ lần này, chỉ sợ toàn bộ ban lãnh đạo Nam Tích bọn họ đều phải xuống đài. Từ Quang Nhiên tiến hành rồi thông báo tình huống đã biết với các thường ủy, tất cả thường ủy đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, không ai nói gì, hiện trường yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống cũng nghe thấy rõ ràng. Từ Quang Nhiên nói: "Đoàn thương mậu Hàn Quốc đến thăm Nam Tích, chuyện lớn như vậy vì sao không ai báo cáo cho chúng ta?" Phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo nói: "Tôi vừa mới điều tra, là lôi quốc thao của ban chiêu thương Đông Giang liên hệ trực tiếp với Trương Dương." Trương Dương giúp gã liên hệ với phía Tĩnh Hải làm công tác tiếp đái. Từ Quang Nhiên tức giận nói, bậy bạ, đã mời người ta tới, vậy thì phải làm tốt công tác an toàn, hiện tại thì hay rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại làm hỏng việc rồi. Thị trường Hạ Bá Đạt thở dài nói, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách là phải giải quyết chuyện này, tôi thấy chuyện này không phải là nhỏ, phải lập tức thành lập tiểu tổ khẩn cấp ứng đối tình huống. Bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên nói, lão hạ nói đúng, cứu người trước đã, còn chuyện khác để sau hắn nói. Thật ra Lý Bồi Nguyên cũng rất bực, chẳng trách ai cũng nói Trương Dương là họa tinh, thật sự là nơi nào có phiền toái, nơi đó có hắn. chương 562, khủng bố đột kích 2 Trương Đại Quan Nhân lần này cũng thật sự là oan uổng, vốn hắn không hề liên quan tới chuyện này, là thằng ôn lôi quốc thao đó lấy oán trả ơn, muốn kéo hắn vào. Trương Dương mang ý muốn hỗ trợ ban chiêu thương Đông Giang, không ngờ lại cứ vậy hồ đồ bị cuốn vào phiền phức này trương dương trước giờ không thích đoán trời trách đất chuyện đã đến thì phải chịu khiến trương dương cảm thấy vui mừng hiện trường tuy nhiều người như vậy nhưng không hề bởi vì hoảng sợ mà ra hỗn loạn đối diện với trận tai nạn đột nhiên ập đến này mỗi người đều biểu hiện ra năng lực khống chế cường đại điều này may cũng nhờ kim mẫn nhi vừa rồi đã thông báo rõ với mọi người tự tiện xông ra khỏi tòa nhà chỉ tổ dẫn tới sự trả thù càng thêm hung tàn của kẻ bắt cóc vụ nổ ở cửa với rồi không hề tạo thành tử vong, có 5 người bị thương, tất cả đều đều nằm trên khoảng đất trống, trong hơn 2.000 người có 3 nhân viên y hộ chủ động đứng dậy tiến hành cấp cứu cho người bị thương, người phụ trách đi tìm túi cấp cứu, nhưng thiết bị đơn sơ như thế này hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu cấp cứu. Người thân của người bị thương ở bên cạnh sụt sùi khóc. Trương Dương và Kim Mẫn Nhi đi tới xung quanh, Kim Mẫn Nhi từ trong đám người tìm được bác của mình, cô ta đi tới đó. Trương Dương thì đi tới bên cạnh người bị thương, xem xét một chút tình huống của mấy người bị thương, một bác sĩ phụ trách cấp cứu nói, có hai người bị thương mất máu quá nhiều, phải lập tức cấp cứu. Vương Quảng chính mặt mày xám xịt, nói với Trương Dương, không thể tiếp tục kéo dài như vậy, cứ tiếp tục thế này sẽ chết người mất. Người nhà của người bị thương rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng kháng nghị, bọn họ muốn dẫn người bị thương rời khỏi đây. Trương Dương lớn tiếng nói, mọi người phải bảo trì bình tĩnh, hiện tại công cụ tùy thân của các vị, ai còn có thể liên lạc với bên ngoài thì thông báo huống của chúng ta cho bọn họ. Quản lý cửa hàng nói, chúng tôi có bộ đàm. Trương Dương nói, có thể tìm được tần số bên ngoài hay không? Giọng nói của Phát Chính Nghĩa ở phía sau vang lên, tôi có chút hiểu biết về phương diện này, để tôi thử xem. Trương Dương xoay người nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Hắn cúi người xuống, cầm máu cho người bị thương, ba gã nhân viên y hộ nhìn ngón tay Trương Dương vung vẩy, chỉ chốc lát sau đã cầm được máu trên người người bị thương, một đám thầm than lạ kỳ. Trương Dương nói, phải đưa tất cả người bị thương ra ngoài. Phát chính nghĩa quả nhiên có chút bản sự, không lâu sau cũng tìm được tần số của cảnh sát, sau khi trong bộ đàm truyền đến tiếng người, phát chính nghĩa vui vẻ nói, có nghe thấy không? Cảnh sát ở nên ngoài cũng đang tìm tín hiện thông tin, sau khi nhận được tín hiệu thông tin, lập tức đưa bộ đàm cho Cục trưởng Cảnh sát thành phố Tĩnh Hải nhậm thiệu tân. Nhậm Thiệu Tân đang ở cùng với mấy chuyên gia xử lý nguy cơ của Quốc An và Chu Tú Tú, đang nghiên cứu bản đồ kết cấu kiến trúc của tòa nhà, nghe nói đã liên hệ được với bên trong, y vui mừng nhận lấy bộ đàm. Nhậm Thiệu Tân nói, chào anh, tôi là Cục trưởng Công an thành phố Tĩnh Hải Nhậm Thiệu Tân, có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể ở bên trong không? Chu Tú Tú không nhịn được lườm y một cái, lúc này còn cố báo ra quan hàm của mình, kẻ làm lãnh đạo ai cũng vậy cả trương dương từ tay phát chính nghĩa tiếp lấy bộ đàm tôi là trương dương chu tú tú nghe thấy giọng nói của trương dương không thèm nói gì giật luôn lấy bộ đàm trương dương có nghe thấy không trương dương nói nghe thấy tình huống ở hiện trường thế nào vẫn ổn mọi người đều rất chấn định có điều vụ nổ vừa rồi đã khiến năm người bị thương hai người trong đó bị thương rất nặng cần nhanh chóng đưa tới bệnh viện truyền máu chu tú tú nói có nhân viên nào tử vong không trước mắt thì không, nếu các vị còn không nghĩ một số biện pháp, khẳng định sẽ có người chết đấy. Chu Tú Tú nói, hiểu rồi, anh tận lực trấn an tình tự của mọi người, bảo mọi người bảo trì chấn định, chúng tôi sẽ mau chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối. Lúc này tiếng phi cơ trực thăng vang lên trên không trung, Chu Tú Tú tạm thời dừng liên lạc với Trương Dương, lúc này đại cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích Trương Đức phóng xuất lĩnh bộ đội đặc công tinh nhuệ lục tục đi tới, một chiếc phi cơ trực thăng hạ xuống bãi đỗ xe của thành thương mậu, chuyên gia chống khủng bố phía hàn quốc cũng tới bọn họ là tới từ thượng hải nam tử dẫn đầu tên là quyền chính thái gã chạy lên hỏi ai là người phụ trách ở đây nhậm thiệu tân tiến lên trước nói tôi quyền chính thái lạnh lùng nhìn nhậm thiệu tân nói tình huống bên trong thế nào nhậm thiệu tân bị uy thế của gã trấn nhiếp đang định lên tiếng thì chu tú tú đi tới anh là ai nhân viên đi cùng phía trung quốc vội vàng giới thiệu vị này là chuyên gia chống khủng bố Hàn Quốc quyền chính Thái Tiên Sinh. Chu Tú Tú gật gật đầu nói, tôi là nhân viên công tác của Quốc An, hy vọng phía Hàn Quốc các vị có thể phối hợp với chúng tôi làm tốt công tác cứu viện lần này. Quyền chính Thái vẻ mặt kiêu căng nhìn, năng lực chống khủng bố của phía Trung Quốc các vị đúng là kém cỏi. Dạng tình huống như vậy, tình huống như vậy căn bản không thể sẽ phát sinh ở Hàn Quốc chúng tôi. Chu Tú Tú nghe vậy liền tức giận nói, quyền tiên sinh, e rằng vẫn chưa rõ chân tướng của sự việc rồi, là các ngươi khủng bố của nước Anh tới thổ địa Trung Quốc chế tạo sự tình, nếu anh muốn giải cứu người nước Anh, tốt nhất lựa chọn phối hợp với chúng tôi, nói cách khác, mời anh đứng sang một bên." Lời nói của Chu Tú Tú nhận được sự ủng hộ của người Trung Quốc ở chung quanh. Quyền chính thái bị Chu Tú Tú đương trường trách mắng, sắc mặt rất khó coi. Gã cũng hiểu rằng nguy cơ lần này vì sao lại có, nói thật, chắc là hành động khủng bố của phần tử khủng bố Hàn Quốc ở thổ địa Trung Quốc là nhắm vào người Hàn Quốc. Gã vẫn đang định lên tiếng thì Chu Tú Tú đã xoay người sang chỗ khác, nói với Nhậm Thiệu Tân, đừng quan tâm tới gã. Lúc này Trương Đức phóng đi tới, Nhậm Thiệu Tân nhìn thấy thủ trưởng tới vội vàng ra đón, báo cáo tình huống với y, Chu Tú Tú cũng đi đến trung tâm chỉ huy Lâm thời, quyền chính thái đứng ngay ra đó, xấu hổ vô cùng. Thật ra là thằng Ôn này tự chuốc lấy mất mặt, một lúc sau, gã mặt mày xám xịt đi tới nói với Chu Tú Tú, những phần tử khủng bố này là hạng vong mạng của Hàn Quốc. Bọn chúng ở trong nước Hàn Quốc đã bày ra rất nhiều sự kiện khủng bố, muốn giải cứu lãnh tụ Lý Bình Nguyên của chúng, bọn chúng cho chúng tôi 6 tiếng, yêu cầu chúng tôi trong vòng 6 tiếng phải phóng thích Lý Bình Nguyên. Nhậm thiệu tân cùng trương nước phóng đi tới trước mặt quyền chính thái, trương nước phóng vẻ mặt ngưng trọng, không thể không ngưng trọng được, lần này không phải tội phạm bình thường mà là khủng bố tập kích, nếu không khống chế được tình huống, vậy thì tiền đồ tương lai gì tất cả cũng đều tiêu tùng. Trương Nước Phóng không nhịn được liền nói bên trong có mấy ngàn mạng người phía Hàn Quốc các vị còn chờ cái gì nữa? Quyền Chính Thái nói lập trường của chính phủ Hàn Quốc chúng tôi vẫn rất kiên định tuyệt không khuất phục trước phần tử khủng bố. Trương Nước Phóng tức giận nói khuất phục hay không khuất phục là chuyện của các anh muốn chôn mìn thì tới chỗ các anh mà chôn kéo chúng tôi vào làm gì? Chu Tú Tú thấy tình tự của Trương Nước Phóng kích động như vậy đi tới nói xin anh khống chế tình tự một chút. Trương Đức Phóng tức giận đến xoay người đi sang một bên. Chu Tú Tú nhìn quyền chính thái nói, tôi nghĩ chính phủ các anh nhất định có thể liên hệ với phần tử khủng bố. Hiện tại chúng tôi cần anh thiết lập liên lạc với bọn họ, bên trong có 5 người bị thương, cần lập tức cứu trị, nếu chỉ hoãn nữa thì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Quyền chính thái gật gật đầu, lập tức liên hệ với thượng cấp. Chu Tú Tú tuy rằng cực kỳ phản cảm với vẻ ngạo mạn của quyền chính thái, nhưng hiện tại là lúc mọi người cần phối hợp cộng tác, chỉ có bù đắp cho nhau mới có thể hóa giải được nguy cơ khủng bố lần này. Phía phần tử khủng bố cuối cùng cũng liên hệ được, quyền chính thái sau khi nói rõ tình huống, trải qua một phen cò kè mặc cả, đối phương đồng ý để người bị thương và một bộ phận phụ nữ mang theo trẻ em rời khỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là thành viên đoàn thương mậu Hàn Quốc không một ai được rời khỏi. Một chút tiến triển này khiến mọi người cảm thấy một tia an ủi, chu tú tú thấp giọng nói thấp giọng nói, bọn họ nhất định có người ở phụ cận giám thị. Nhậm Thiệu Tân nói, không sai, vừa rồi vụ nổ đó chính là bởi vì bọn họ nhìn thấy mọi người muốn rời khỏi thành thương mậu, cho nên áp dụng thủ đoạn chấn nhiếp. Chu Tú Tú nhìn ra phía sau, ánh mắt dừng lại trên tòa nhà phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân thành phố Tĩnh Hải. Cô ta nói với Nhậm Thiệu Tân, triển khai tìm kiểm giải thảm đối với tòa nhà, cần phải lôi được nhãn tuyết trốn ở trong đó ra. Cô ta cầm lấy bộ đàm liên hệ với Trương Dương, người ở bên trong nghe đây. Trải qua đàm phán, Phần tử khủng bố đồng ý phóng thích 5 người bị thương, còn cho phép cả một bộ phận phụ nữ mang theo trẻ em đi ra, xin các vị nhất định phải giữ trật tự, trăm ngàn làn không được xuất hiện việc tự tiện bỏ trốn, để người bị thương và một bộ phận phụ nữ trẻ em đi trước. Trương Dương sau khi nhận được thông chi, lớn tiếng thuật lại tin tức này cho mọi người ở đây, hắn trung khí 10 phần, không cần dùng microphone mà giọng nói vẫn hùng hậu, mỗi người ở hiện trường đều nghe rõ, án chiếu theo quy định để người bị thương rời khỏi từ cửa chính, Trương Dương và Vương Quảng Chính bắt đầu khuyên các nam sĩ lùi ra sau, Kim Thượng Nguyên, Kim Mẫn Nhi cũng chủ động gia nhập hàng ngũ duy trì trật tự. Gần 300 phụ nữ dẫn con cái của họ xếp hàng rời đi, 5 người bị thương thì được 10 nam tử khinh ra ngoài. Kẻ bắt cóc chú ý chặt chẽ tình huống ở hiện trường, khi người bị thương rời khỏi cửa lớn được 20 thước, bọn họ ra lệnh cho 10 nam tử đặt người bị thương xuống rồi quay về trong thành thương mậu. Nhậm Thiệu Tân dùng microphone lớn tiếng nhắc nhở chương 562, khủng bố đột kích 3. Đúng lúc này một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một gã nam tử phụ trách đỡ người bị thương rời khỏi bỗng nhiên liều lĩnh bỏ chạy ra ngoài. Hắn khó khăn lắm mới từ bên trong đi ra được, nói sao cũng không muốn quay về. chiếu một tiếng, một viên đạn từ phía sau bắn trúng phần đầu của hắn, máu tươi và óc từ cái lỗ ở trán nam tử đó phun ra, hắn nặng nề ngã xuống đất, hiện trường vang lên tiếng hét, tiếng khóc thảm của trẻ con mắt nhậm thiệu tân đỏ rực lên hô to bình tĩnh bình tĩnh chín nam tử còn lại tất cả đều đứng ngây ra tại chỗ không ai dám di động dù chỉ nửa bước quyền chính thái giận dữ hết vào di động xúc sinh vì sao phải nổ súng trong điện thoại truyền đến tiếng cười lạnh làm bất kỳ chuyện gì cũng đều phải có quy tắc tôi nhượng bộ là vì tôi thương xót cho người bị thương và trẻ con nhưng có người muốn lợi dụng sự thiện lương của tôi vậy thì xin lỗi hắn chỉ có đường chết mà thôi đừng quên, các vị chỉ còn lại có 4 tiếng rưỡi. Đối phương nói xong liền gác máy, chu Tú Tú nhìn tên nam tử đã chết, cắn chặt môi, thấp giọng nói, viên đạn là từ là từ tầng 5 thành thương mậu bắn ra, bên trong có người của chúng. Di động của Trương Dương khôi phục tín hiệu, đội công trình ở bên ngoài đã sửa xong trạm di động, từ tình huống của hiện trường đó có thể thấy được, trạm di động hỏng là vì bị phá hoại. Chuyện thứ nhất mà Trương Dương làm sau khi tín hiệu khôi phục là gọi điện thoại cho Chu Tú Tú. Chu Tú Tú nói, anh nghe này, bên trong thương trường có người của chúng, tay súng bắn tỉa chắc là ở tầng 4. Trương Dương nói, tôi sẽ tìm ra hắn. Nhất định phải cẩn thận. Kim Thượng Nguyên đi tới trước mặt Trương Dương, y thấp giọng nói, tiên sinh, tôi có việc muốn bản với anh. Trương Dương gật gật đầu, hai người tới đi sang một bên, Kim Thượng Nguyên nói, giúp tôi liên hệ một chút, Tôi muốn nói chuyện trực tiếp cùng kẻ bắt cóc. Trương Dương lại liên hệ với Chu Tú Tú, hắn đưa bộ đàm cho Kim Thượng Nguyên, đi tới bên cạnh Vương Quảng Chính thấp giọng nói, "Bên này giao cho anh, nhất định phải phải khuyên mọi người bảo trì bình tĩnh, kẻ bắt cóc không dám tùy tiện dẫn nổ bom đâu, trước khi yêu cầu của bọn họ được chính phủ Hàn Quốc thỏa mãn, bọn họ sẽ không động thủ, cho nên ít nhất trong hơn 4 giờ chúng ta vẫn được an toàn." Vương Quảng Chính gật gật đầu. Trương Dương lại đây đi đến trước mặt Lương Hiểu Âu. Nói chủ nhiệm lương, phiền cô giúp đỡ thị trưởng Vương. Lương Hiểu Âu có chút kinh ngạc nói, ăn phải đi làm gì đó à? Trương Dương thấp giọng nói, bên trong chúng ta khả năng có phần tử khủng bố lẫn ở bên trong, các vị lưu ý một chút, tôi đi lên lầm tìm, tranh thủ tìm ra tay súng bắn tỉa này. Khi Trương Dương rời khỏi, Kim Mẫn Nhi đuổi theo, đưa một cái bộ đàm giao cho hắn, quan tâm nói, Trương Dương, anh phải cẩn thận đó. Cô ta đã đoán được Trương Dương định đi làm gì. Trương Dương cười cười với cô ta, yên tâm, chúng ta đều sẽ không sao đâu. Dưới sự nỗ lực của bên ngoài, Kim Thượng Nguyên cuối cùng có thể trò chuyện trực tiếp với phía phần tử khủng bố, Kim Thượng Nguyên bình tĩnh nói, tôi là Kim Thượng Nguyên. Trong điện thoại truyền một tiếng cười to, Kim tiên sinh, chúng tôi biết, ông là một trong những mục tiêu chủ yếu của chúng tôi lần này. Kim Thượng Nguyên nói, tôi không biết các anh là ai, nhưng chúng ta đều là người Hàn Quốc, tôi có mấy câu muốn khuyên anh các anh muốn nghĩ cách cứu viện Lý Bình Nguyên, có thể bắt cóc chúng tôi, đây đều là ân oán nội bộ của người Hàn Quốc, hà tất phải dùng loại thủ đoạn cực đoan này, hà tất phải kéo nhiều người Trung Quốc vào trong như vậy, cho dù các anh thù hận quốc gia Hàn Quốc này, nhưng không nên thù hận toàn bộ dân tộc Đại Hàn, hành vi các vị là bội nhọ dân tộc chúng ta, tôi hy vọng các vị có thể thả tất cả người Trung Quốc ở đây, bọn họ không liên quan gì tới chuyện này cả. Kim Tiên Sinh, nếu ông thật sự muốn cứu người, vậy thì tôi cho ông một cơ hội, Mau mau liên hệ với em trai ông và tên đồ tể máu lạnh đó, bảo hắn mau chóng phóng thích Lý Bình Nguyên tướng quân. Tình tự của Kim Thượng Nguyên trở nên kích động, các anh vì sao phải bắt cóc nhiều người như vậy? Nếu đã có thể thả một số bà mẹ và trẻ em, vì sao không thể thả tất cả người Trung Quốc đi? Bọn họ không liên quan gì tới chuyện này, người mà các anh nhắm đến là tôi, tôi sẽ ở lại, tất cả người Hàn Quốc chúng tôi sẽ ở lại làm con tin của các anh, thế còn chưa đủ ư? Chưa đủ Tôi muốn thông qua chuyện này chế tạo ảnh hưởng quốc tế, dẫn tới sự chú ý của quốc tế, muốn chính phủ Hàn Quốc phải chịu đựng áp lực ngoại giao cực lớn, nhớ kỹ các vị chỉ còn lại hơn 4 giờ, nếu Kim Thừa Hoán không nhượng bộ, kiên trì không phóng thích Lý Bình Nguyên tướng quân, tất cả các vị sẽ chết. Điện thoại đột nhiên ngắt, Kim Thượng Nguyên tức giận đến nỗi môi run run, y cảm thấy ngực mình có chút đau đớn, Kim Mẫn Nhi vội vàng đỡ y đến bậc thang ngồi, Kim Thượng Nguyên từ trong túi áo lấy ra viên thuốc cấp cứu, uống một viên rồi thở hổn hển, buồn bã thở dài, sỉ nhục, nỗi sỉ nhục của cả nước Hàn Quốc. Phác Chính Nghĩa và cha hắn ngồi cách đó không xa, Phác Chí Tín thấp giọng nói: bọn họ sao lại biết rõ về hành trình của chúng ta như vậy? Sao có thể mai phục bom trước ở đây? Phác Chính Nghĩa nói: nhất định là người Trung Quốc bán đứng chúng ta. Phác Chí Tín thở dài nói: không ngờ chuyến đi thương vụ lần này lại là chuyến đi tử vong, chúng ta chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người người Trung Quốc thôi. Phác chính nghĩa lắc lắc đầu nói cha, con nghĩ cơ hội sống sót của chúng ta là rất nhỏ, con không tin năng lực chống khủng bố của phía Trung Quốc. Phác Chí tín nói, vậy thì chỉ hy vọng chính phủ sẽ cúi đầu trước phần tử khủng bố, phóng thích Lý Bình Nguyên thôi. Nói xong y không khỏi lại liếc Kim Thượng Nguyên, sự quật cường và cường ngạnh của Kim Thừa Hoán người Hàn Quốc ai ai cũng biết, một người như vậy liệu sẽ cúi đầu trước phần tử khủng bố ư? Trước đây không lâu, y phát biểu một bài diễn thuyết chống chủ nghĩa khủng bố, dành được không ít sự ủng hộ, y đã nói tuyệt sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ một phần tử khủng bố nào. hiện tại phần tử khủng bố lựa chọn hành động ở Trung Quốc còn gây nguy hiểm đến sinh mệnh của người nhà y, y sẽ làm như thế nào đây? Kim Thượng Nguyên vỗ vỗ tay Kim Mẫn Nhi, y đứng dậy bước về phía Lương Hiểu Âu, đi tới trước mặt Lương Hiểu Âu, y cúi người thật sâu, đầy áy náy nói: Lương tiểu thư, tôi thay mắt cho phía Hàn Quốc chúng tôi xin lỗi vì đã mang đến sự bất an cho mọi người. Lương Hiểu Âu vội vàng nói, Kim Tiên Sinh, chuyện này không trách ông được. Kim Thượng Nguyên rất trịnh trọng liên tục cúi đầu với những người Trung Quốc ở đây, xin lỗi. Người Trung Quốc ở đây đều trầm mặc. một lúc sau có mấy người bắt đầu oán thán mắng chửi, Kim Mẫn Nhi cắn chặt đôi môi anh đào, trong đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt vỉ khuất, cô ta biết bác cả làm như vậy là chân tâm sai khiến, gặp phải sự oán thán của người khác cũng là rất bình thường. Lúc này nghe thấy một lão nhân nói, chuyện còn chưa tới lúc xấu nhất, chúng ta không cần oán trời trách đất, người Trung Quốc chúng ta đã bao giờ biết sợ đâu. Người Nhật Bản còn có thể đánh đuổi, chủ nghĩa đế quốc Mỹ cũng có thể đánh đuổi, mấy tên tiểu lưu manh Hàn Quốc thì làm gì được chúng ta, Kim Tiên Sinh, ông không cần phải áy náy, coi như là một lần lịch hiểm của chúng tôi đi, chúng tôi tin đảng, tin chính phủ của chúng tôi nhất định sẽ không thấy chúng tôi gặp nguy mà không cứu đâu. Vương Quảng Chính kích động lớn tiếng nói, vị lão tiên sinh này nói đúng, chúng ta đừng oán trách lẫn nhau nữa, càng là tới thời khắc nguy cấp như thế này, chúng ta càng phải dắt tay nhau cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Mọi người trên cơ bản đều tập trung ở lầu 1, lầu 2 đến lầu 6 của thành thương mậu Hàn Quốc tất cả đều trống rỗng, Trương Dương dọc theo cầu thang đi thẳng lên tầng 4, bởi vì bị cắt điện nên nơi này tối om, Trương Dương khi đi qua một cửa hàng kim khí, lặng lẽ lẻn vào, chủ cửa hàng sớm đã đi rồi, hắn từ trên tường chọn lấy một cây gậy sắt vừa tay, lại tìm lấy bốn mảnh cưa hình tròn, Mấy thứ này vào trong tay hắn tất cả đều là vũ khí uy lực cường đại. Trương đại quan nhân hôm nay bị đám Hàn Quốc này hoàn toàn chọc giận rồi, hắn lặng lẽ hạ quyết tâm, gặp phần tử khủng bố nhất định sẽ hạ sát thủ. Trương Dương tuy rằng võ công cao siêu, nhưng vẫn không dám khinh thường, dù sao đối phương cũng là phần tử khủng bố được huấn luyện đầy đủ, hơn nữa từ tình huống trong nháy mắt bắn chết nam tử bỏ chạy đó cho thấy, bọn họ có vũ khí Trương Dương lợi dụng tính lực linh mẫn của hắn để lắng nghe tất cả động tính rất nhỏ chung quanh, lại đi tới một cửa hàng bán radio bỏ túi, Trương Dương từ trong quầy lấy ra một chiếc radio, bật lên, sau đó nhanh chóng đi tới mặt sau cửa hàng để ẩn thân. Trong radio truyền ra tiếng phát thanh viên, chào các thính giả, hiện tại là lúc phát bài hát của tuần, mời các vị thưởng thức bài hát nơi hoa đào nở rộ của ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng. Trương Đại Quan Nhân nín thở, kế sách của hắn quả nhiên hiệu quả, đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về bên này. Hai nam tử đo mặt nạ toàn thân võ trang theo tiếng đi tới, ánh sáng từ đen bình chiếu vào quầy hàng, khi bọn chúng nhìn thấy radio, không nhịn được đồng thời mắng một tiếng. Trương Dương giống như quỷ mị từ chỗ ẩn thân chạy ra, giơ mảnh cưa lên ném về phía một nam tử trong đó. Hai người phản ứng cũng rất nhanh, đồng thời quay họng nhấn cò. Nhưng tốc độ của Trương Dương nhanh hơn, mảng cưa đã bắn tới trước mặt một gã nam tử trong đó, ánh sáng của mảnh cưa lóe lên, gã bởi vì hoảng sợ mà đồng tử đột nhiên nhỏ lại, nhưng lập tức mảnh cưa đã cắm sâu vào trong đầu gã, con người của gã cũng theo bóng tối mà nở to ra, thân thể gã mềm nhũn ngã xuống, tên kia nam tử còn lại phát ra tiếng gầm giận dữ, súng tự động trong tay điên cuồng bắn phá bốn phía, nhưng đạn của gã không hề bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào. Chương 562, khủng bố đột kích 4. Thân hình cao ngất của Trương Dương xuất hiện ở phía sau gã, thoải mái gọi một tiếng. Tên bắt cóc hoảng sợ muốn xoay người sang lại, khi mắt gã nhìn thấy Trương Dương, gậy sắt trong tay Trương Dương đã dơ cao lên nện thẳng vào đỉnh dầu gã, xương đầu và ốc lập tức nát vụn. Trương Dương nhíu mày, hắn kéo khen che mặt của một tên ra, nhìn thấy một khuôn mặt tròn kiểu người Hàn Quốc điển hình, hắn nhanh chóng cởi áo chống đạn trên người tên đó, lột hết tất cả vũ khí của gã, lúc này nghe thấy nghe thấy giọng nói trong bộ đàm, lại là của kẻ bắt cóc Hàn Quốc đó. Trương Dương cầm lấy bộ đàm lặng lẽ lui về chỗ ẩn nấp an toàn, lúc này mới mở ra, bên trong là tiếng Hàn Quốc líu la líu lo, hắn nghe mà chả hiểu gì. Trương đại quan nhân lúc này còn nhàn hạ thoải mái trêu đùa đối phương, hắn nói vào bộ đàm, bánh trước không quay bánh sau quay, bánh sau không quay bánh trước quay, bánh trước bánh sau đều không quay. Trương đại quan nhân cũng học được chút tiếng Hàn, có điều nghe như tướng thanh. Tên Hàn Quốc nói chuyện với Trương Dương ngây ra, gã không ngờ hiểu được tiếng Trung, Dùng tiếng Trung Quốc cứng ngắc nói, mày là ai? Trương Dương cười nói, tao họ ông tên lớn. Ông lớn? Cháu ngoan, tao chính là ông mày. Đối phương lúc này mới hiểu mình mắc bẫy, tức giận đến nỗi líu lo mắng một tràng. Mắng xong mới vừa rồi dùng tiếng Trung nói, tao sẽ sẽ tìm được mày rồi giết chết mày. Trương Dương cười lạnh nói, cháu à, ông con mẹ nó chờ cháu đây, tao sẽ giết từng đứa chúng mày, khiến cho chúng mày hối hận vì đã tới Trung Quốc, tới thế giới này. Mày tới đây, tao ở tầng 5 đợi mày." Trương Dương tắt bộ đàm, hắn nhìn nhìn lên trên lầu, xem ra tên bắt cóc trước đó ẩn núp ở thành thương mậu Hàn Quốc thật sự là không ít. Hắn dọc theo cầu thang lặng lẽ đi lên trước, bởi vì biết đối phương có chuẩn bị, Trương Dương trở nên càng cảnh giác hơn, vừa mới tới chỗ ngoặt của cầu thang, một loạt đạn dày đặc bắn xuống. Trương Dương vội vàng ngồi xổm xuống, viên đạn bay sượt qua đỉnh đầu của hắn rồi găm vào vách tường, mảnh bê tông và vụn vôi bay khắp nơi. Trên lầu không ngừng vang lên tiếng súng khiến mọi người tụ tập ở đại sảnh lầu một cảm thấy sợ hãi, lúc này Chu Tú Tú ở bên ngoài lại liên hệ được với bọn họ. Trương Dương sau khi đi, nhiệm vụ liên hệ với bên ngoài rơi lên người phó thị trưởng tỉnh Hải Vương Quảng Chính, gã thấp giọng nói trên lầu đang đấu súng, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Chu Tú Tú nói, "Chú ý chung quanh các vị." Cô ta còn chưa nói xong liền nghe thấy một tiếng nổ mạnh, vụ nổ lần này không phải đến từ bên trong thành thương mộng, mà là đến từ mái nhà. Vụ nổ khiến bảng quảng cáo bên trên mái nhà đổ sụp xuống dưới, hiện trường trở nên hoảng loạn, các công an võ cảnh vội vàng rút về sau, bảng quảng cáo cực lớn đập trúng 3 chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe cảnh sát trong đó bắt lửa nổ tung, hiện trường tràn ngập mùi khói. Phía quyền chính Thái lại nhận được điện thoại của phần tử khủng bố, bảo người của các ông lập tức cút ngay, nếu không tôi sẽ dẫn nổ một quả bom trong đó, ít nhất sẽ có một phần tư số người phải chết trong vụ nổ này. Quyền chính Thái sắc mặt nghiêm lại, Đừng xung động, đó không phải là người của chúng tôi, tôi cam đoan với anh, cảnh sát hiện tại chưa hề có bất kỳ hành động tiềm nhập nào, chúng tôi không thể khống chế hành vi chống cự của dân chúng bình thường, xin anh bình tĩnh. Vậy nghĩ biện pháp ngăn hắn lại, các ông chỉ còn lại 3 tiếng rưỡi thôi. Quyền chính thái nói, phía chính phủ đang bàn bạc khẩn cấp, rất nhanh sẽ có kết quả, xin bình tĩnh, đừng làm ra hành động quá khích, nếu không chỉ tổ đẩy sự tình đến mức không thể vãn hồi được. Tôi đã mất kiên nhẫn rồi hiện tại các vị chỉ còn lại có một tiếng rưỡi, trong một tiếng rưỡi, nếu còn không có tin tức phóng thích Lý Bình Nguyên tướng quân được truyền ra, như vậy tòa nhà này và tất cả người ở bên trong sẽ cùng nhau tan thành mây khói. Quyền chính thái nhận cú điện thoại này xong, sắc mặt xanh lét đi về phía chu Tú Tú, y giận dữ hết giận dữ hết, ai cho các người tự tiện hành động. Có biết các vị làm như vậy chính là đem tính mạng của mấy ngàn người ra mạo hiểm hay không? chu Tú Tú một bước cũng không nhường, vậy anh nói cho tôi biết nên làm như thế nào. Chuyện phát sinh đến bây giờ đã được 2 tiếng rưỡi rồi, phía Hàn Quốc các vị đã làm được gì? Một lý bình nguyên đối với các người chính phủ Hàn Quốc các vị quan trong như vậy ư, không đáng để lấy tính mạng của mấy ngàn người ra để thỏa hiệp ư. Quyền chính thái hét lớn, chúng tôi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với phần tử khủng bố dâu. Không muốn thỏa hiệp vậy thì phải giải quyết, bây giờ còn có 3 tiếng rưỡi, các anh không phải muốn tiếp tục kéo dài chứ. Quyền chính thái trầm giọng nói, một tiếng rưỡi, bọn chúng đã ra tối hậu thư, chỉ là hành động của các cô đã rút ngắn thời gian của chúng ta. Chu Tú Tú ngây ra một thoáng, cô ta cầm lấy bộ đàm đi sang một bên liên hệ với Trương Dương. Trương Dương lúc này là có thời gian để nghe bộ đàm, hỏa lực của đối phương nhanh mạnh, ép cho hắn không thể ngẩng đầu lên được. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đờ tê cả nhà chúng mày, con mẹ chúng mày không thay đạn à. Đang nói thì hỏa lực của đối phương thật sự dừng lại, Trương Dương cuối cùng bắt được cơ hội, giơ súng tự động lên nhắm vào vị trí của tên bắt cóc nổ súng liên tiếp. Đối phương không chịu được hỏa lực của hắn liên tiếp lui về phía sau, Trương Dương cuối cùng thành công đi lên tầng 5, hắn còn chưa kịp thở dốc liền phát hiện ánh đỏ cách đó không xa chấp động, một loại dự cảm điềm xấu bao phủ trong lòng hắn, Trương Dương dùng hết tốc độ chạy về hướng ngược lại, hắn vừa mới chạy ra được không xa thì một quả bom giấu ở đó liền nổ tung, sóng khí cường đại từ phía sau ập tới, thân thể của Trương Dương giống như diều đứt dây ném ném lên giữa không trung, đập thật mạnh lên xà nhà phía trên. Sau đó ngã xuống, hắn ngã chồng vó lên mặt quầy hàng, thủy tinh vỡ vụn, một số mảnh thủy tinh bén nhọn đâm rách quần áo hắn, đâm cả vào đùi và cánh tay của hắn, may mắn là có áo chống đạn bảo vệ nơi yếu hại, nếu không hắn sẽ bị lực trùng kích khiến cho bị thương nghiêm trọng. Trương Dương nằm trên mặt đất thở phì phò một lúc, súng tự động mà hắn cướp được không biết đã rơi ở đâu, lực trùng kích của thuốc nổ công nghệ cao hiện đại tuyệt không kém gì trọng kích của một cao thủ tuyệt đỉnh. Xương cốt tứ chi của Trương Dương đau như bị vỡ vụn, ý thức của hắn rất tỉnh táo, mục đích chân chính mà đối phương vừa rồi dừng bắn chính là muốn dụ hắn tới cái bẫy đó, nếu không phải hắn phát hiện bom đúng lúc, lúc này đã bị nổ banh sát rồi. Vụ nổ trên mái nhà khiến cho cả tòa nhà rung chuyển, đèn của tầng 1 đều bị chấn cho rơi xuống rào rào, mọi người phát ra tiếng hét hoảng sợ. Kim Thượng Nguyên giang hai tay ra bảo vệ Kim Mẫn Nhi, chán y đã bị đá vụn rơi xuống và trúng, trong nhất thời máu chảy như suối, Kim Mẫn Nhi hoa dung thất sắc, vội vàng tìm băng gạc băng cho y. Kim Thượng Nguyên lớn tiếng nói, mọi người đừng kinh hoàng, xin đừng kinh hoàng, cố gắng đứng yên tại chỗ. Trong lúc nguy cấp, Kim Thượng Nguyên biểu hiện ra sự can đảm và chấn định hơn người. Phát chính nghĩa chạy tới, giúp đỡ Kim Mẫn Nhi băng bó đầu cho Kim Thượng Nguyên lương hiểu âu mặt xám mày cho từ dưới đất đứng lên trên đầu cô ta cũng chảy máu vẻ mặt có chút đờ đẫn kim mẫn nhi nhìn ra cô ta có chút không ổn chạy tới nắm tay chúng tôi lương tiểu thư lương hiểu âu nói tôi không sao tôi không sao nói xong bỗng nhiên bật khóc cô ta nhào vào trong lòng kim mẫn nhi kim mẫn nhi ôm cô ta thấp giọng khuyên giải an ủi đối diện với sự uy hiếp của tử vong trong lòng mỗi người đều phải chịu khảo nghiệm cực lớn vương quảng chính cũng rất nhưng gã chống đỡ được gã là phó thị trưởng tính hải gã không thể nằm xuống kim mẫn nhi vừa an ủi lương hiểu âu vừa nhìn lên lầu không biết trương dương hiện tại ra sao trương dương trong khoảng thời gian ngắn không thể từ dưới đất bò dậy hắn lắng nghe động tĩnh chung quanh nhưng hai tai ong ong sóng sung kích cực lớn của bom khiến cho hắn mất đi thính giác trong khoảng thời gian ngắn hắn nhanh chóng điều tức hy vọng có thể khôi phục lại một chút thể lực lui tới địa phương an toàn nhờ vào trực giác hắn cảm giác được nguy hiểm đang tiếp cận mình, hiện tại đừng nói là phần tử khủng bố được huấn luyện đầy đủ, cho dù là một người bình thường cũng có thể dễ dàng đoạt đi tính mạng của hắn. Trước mắt Trương Dương thậm chí xuất hiện ảo giác, hắn giống như nhìn thấy khắp nơi đều là hoa cải dầu, Xuân Tuyết Tình một thân áo trắng đang bước về phía hắn. Cô ta khẽ hé môi, Trương Dương, Trương Dương, tiếng u tai dần dần biến mất, tiếng gọi hắn là phát ra từ bộ đàm ở bên cạnh. Một họng súng cứng ngắc và nóng rực đặt lên chán hắn, cảnh tượng huyền ảo ở trước mắt trong nháy mắt biến mất. Đây là một khuôn mặt lãnh khốc mà tàn nhẫn, gã khinh thường nhìn Trương Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, mày đã giết hai chiến hữu của tao, đi chết đi. Đúng vào khoảnh khắc gã chuẩn bị nhấn cò súng, Trương Dương nằm trên mặt đất thoạt nhìn đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Năng lực phản kháng đột nhiên ra tay, hắn cầm lấy họng súng, đẩy súng tự động sang một bên, viên đạn xoẹt qua mặt hắn bắn lên nền xi măng, mảnh vụn của nền xi măng bắn lên mặt hắn đau rát, tay trái Trương Dương tóm lấy một mảnh thủy tinh sắc bén, cắm vào hạ thân của đối phương. Tên bắt cóc đau đớn quỳ dạp xuống đất, Trương Dương ngồi dậy, nửa mảnh thủy tinh còn lại trong tay toàn lực xuyên qua mắt trái của đối phương, thi thể ở trước mặt Trương Dương không ngừng run dày. Hắn đã khôi phục lại được một chút khí lực, lảo đảo đứng dậy, từ dưới mặt đất nhặt lên khẩu súng tự động đó. Trong bộ đàm lại truyền đến tiếng gọi cấp thiết, Trương Dương cầm bộ đàm lên, lạnh lùng nói, đừng gấp, tao sẽ giải quyết sạch từng tên chúng mày mày sẽ sẽ hối hận tao không hối hận đâu trương dương từ trên người tên bắt cóc lấy xuống ba quả lưu đạn sờ sờ cổ xác định gã đã chết mày giết nó giọng nói của đối phương trở nên run rẩy thằng chó chết mày đã giết em trai tao trương dương nói đừng thương tâm không lâu nữa đâu mày sẽ gặp lại nó thôi mày sẽ hối hận mày nhất định sẽ hối hận chương 563, giữa sống và chết một. Trương Dương ném bộ đàm sang một bên, vươn tay rút từ bên hông ra hai mảng thủy tinh, sau đó lật tay điểm huyệt đạo trên người để ngăn máu chảy, hắn lại nghe thấy giọng nói gấp gáp kia, Trương Dương. Trương Dương, anh có sao không? Giọng nói này đều không phải là của Xuân Tuyết Tình mà là của Kim Mẫn Nhi, không phải ảo giác của hắn. Trương Dương lúc này mới từ sau thắt lưng lấy ra bộ đàm mà Kim Mẫn Nhi vừa rồi đưa cho hắn. Tôi không sao, Nghe thấy giọng nói của Trương Dương, Kim Mẫn Nhi nước mắt tràn mi, cô ta không thể hình dung được sự vui mừng trong lòng vào lúc này. "Tôi ổn." Trương Dương tựa hồ nhìn thấy nước mắt của cô ta. Kim Mẫn Nhi cố gắng khống chế tình cảm của mình, nhẹ giọng nói, "Cẩn thận nhé." Trương Dương mỉm cười, hắn tắt bộ đàm, hít sâu một hơi, thong thả tiêu sái bước về phía trước, cảm giác thân thể của mình chỉ bị một số vết thương ngoài da, xem ra áo chống đạn và cương khí hộ thể tổ hợp lại vẫn có chút tác dụng hắn đã giết chết ba tên bắt cóc, không biết trong tòa nhà lớn này rốt cuộc mai phục bao nhiêu tên. Trương Dương tựa vào góc tường, địa thế ở đây có thể ẩn nấp rất tốt, hắn mượn cơ hội này để điều chỉnh trạng thái thân thể, nhờ vào chút ánh sáng, lấy ra những mảnh thủy tinh găm trên người. Nhắm hai mắt lại, cẩn thận lắng nghe tất cả động tĩnh chung quanh, tầng lầu vắng lặng như tờ, Trương Đại Quan Nhân trước giờ luôn rất tự tin đối với thính lực của mình, nhưng hôm nay chịu ảnh hưởng của mấy vụ nổ, Hắn cũng không dám lạc quan mù quáng nữa, tất cả vẫn lấy cẩn thận làm trọng, sau khi điều tức, nguyên khí của hắn đã khôi phục. Trương Dương tiếp tục bắt đầu cẩn thận tìm tòi, hắn phải bảo đảm tay súng bắn tỉa ẩn thân ở tầng 5 kia đã chết. Nhưng từ khẩu súng tự động mà hắn có được cho thấy, đây không phải là súng bắn tỉa mà tay súng bắn tỉa kia sử dụng, rất có thể tay súng bắn tỉa vẫn còn sống, có lẽ hắn đang ẩn thân ở một góc tối nào đó, đang đợi Trương Dương xuất hiện, cho hắn một kích chí mạng. Trương Dương tựa vào cột hành lang ở sườn bắc, nắm lấy một cái bình trên mặt đất, ném về đằng xa, cái bình rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lành, lập tức nghe thấy chiếu một tiếng, đây là tiếng đạn được bắn qua ống giảm thanh, cái bình còn chưa dừng lại yên ổn dưới mặt đất, đã bị đạn bắn trúng bay lên không, sau đó len keng rơi xuống mặt đất. Trương Dương tựa vào cột hành lang, tay súng bắn tỉa quả nhiên còn sống, tên vừa rồi bắn nhau với hắn và bị hắn giết kia đều không phải là tay súng bắn tỉa sau khi tiếng vang của chiếc bình dừng hẳn, tất cả một lần nữa quay về với sự yên tĩnh. Trương Dương cắn môi, hắn rất cẩn thận từ bên hông lấy ra một mảnh cưa, chậm rãi dướn người về phía trước. Khi mảnh cưa vừa lộ ra một nửa, một viên đạn lại bắn trúng mảnh cưa, đóm lửa bắn ra, ngón tay của Trương Dương chấn động vội vàng buông mảnh cưa, thương pháp của đối thủ cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa hắn khẳng định có trang bị ống ngắm hồng ngoại nhìn đêm. Trương Dương mắng thầm một câu, lấy ra một quả lựu đạn, để xem đạn của mày lợi hại hay là lựu đạn của tao lợi hại. Nhưng trương đại quan nhân có kinh lịch vừa rồi, cũng không dám tùy tiện ném quả lựu đạn này ra, chỉ sợ lựu đạn của hắn còn chưa kịp lộ ra, người ta đã bắn trúng lựu đạn, không khéo lựu đạn lại nổ ngay trên tay mình. Cách chân trương đại quan nhân không xa có một quả bóng đồ chơi, hắn đá bay của bóng đó, nó bay lên không chung. Bộp một tiếng bị đạn bắn trúng, nổ banh xác. Trương Dương lợi dụng thời cơ này, ném quả lưu đạn vào nơi mà tay súng bắn tỉa có thể đang ẩn trốn, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lửa và khói ùa ra, cả tầng năm chỗ nào cũng là khói thuốc súng, Trương Dương nhân cơ hội này xông về phía cột hành lang. Hắn tính toán khoảng cách giữa mình và đối phương, đại khái khoảng 50 thước, thương pháp của đối phương vô cùng tinh chuẩn, Trương Dương không dám mạo hiểm, hắn phải lợi dụng hai quả lựu đạn trong tay kéo gần khoảng cách với đối phương, sau đó phát động một kích chí mạng, một kích tất sát xuất ra hai mảnh cưa, Trương Dương nhìn vách tường của đối phương, đột nhiên ném ra, một mảnh trong đó trong lúc đang bay đã bị bắn rơi, mảng còn lại thì va vào vách tường sau đó cấp tốc bắn vào vị trí của tay súng bắn tỉa vò tới lại là một phát súng nữa chuẩn xác bắn rơi mảnh cưa. Trương Dương nghe thấy tiếng đạn lên nòng, thính lực của hắn dần dần khôi phục tiêu chuẩn trước đây, từ tiếng lên đạn đã phán đoán vị trí cụ thể của đối phương. Trương Dương ném ra một quả lựu đạn trước, quả nhiên, lựu đạn còn chưa rơi xuống đất đã bị đối phương một súng bắn trúng. Âm, cả tòa nhà lại một lần nữa rung chuyển, Trương Dương cầm súng tự động đồng thời vào lúc lựu đạn nổ liền xông ra ngoài, ấn cò súng, đạn như mưa bắn về phía tay súng bắn tỉa kia, hắn vừa nổ súng vừa lao về một vị trí ẩn nấp. Đối phương chỉ bắn một phát, Trương Dương theo bản năng né tránh sang trái, chỉ là động tác theo bản năng đã giúp hắn tránh được chỗ yếu hại, viên đạn găm vào đầu vai hắn, may mà có áo chống đạn ngăn cản, không cho nó chui sâu vào trong cơ thể tuy rằng như vậy trương dương vẫn giống như bị người ta nện mạnh một quyền trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không thở nổi hắn cố nén đau đớn lao tới cột nhà tiếp theo kéo áo chống đạn bó chặt trên người ra một lúc sau mới thở lại được bình thường hắn nghe thấy bước chân của đối phương di động chắc là đối phương có ý muốn cách xa hắn đối với tay súng bắn tỉa mà nói khoảng cách càng gần hắn càng không có cảm giác an toàn trương dương cầm một quả lựu đạn cuối cùng rút chốt rồi ném ra lần này phương hướng không hề nhắm vào vị trí của tay súng bắn tỉa tay súng bắn tỉa hiển nhiên hơi kinh ngạc không biết vì sao trương dương lại đột nhiên ném không chính xác khẩu súng bắn tỉa vốn đã dơ lên nhưng lại không hề bắn ra mục tiêu của lựu đạn chính là phía tường góc tây lựu đạn va chạm với vách tường nổ tung tóe uy lực của vụ nổ khiến bức tường vỡ ra một cái lỗ khoảng chừng một mét ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào tay súng bắn tỉa lúc này mới hiểu được mục đích chân chính mà đối phương ném mạnh lựu đạn về phía đó hắn không thể không rút về vị trí cũ, nhưng ánh sáng đã chiếu xạ bóng của hắn lên mặt đất. Trương Dương dùng hết tốc độ xông ra ngoài khi tay súng bắn tỉa rút lui, nhấn cò súng, súng tự động phẫn nộ chút toàn bộ đạn vào vị trí của đối phương, hỏa lực cường đại áp chế tay súng bắn tỉa tạm thời không thể bắn trả, khi hắn còn cách nơi tay súng bắn tỉa ẩn thân không đến ba thước, đạn đã dùng hết. Tay súng bắn tỉa chính là đang đợi cơ hội này, hắn đột nhiên từ chỗ ẩn thân lao ra, súng trong tay nhắm ngay đầu Trương Dương, hắn đã ý thức được Trương Dương mặc áo chống đạn, chỉ có đầu mới là chỗ trí mạng của hắn. Nhưng đồng thời vào lúc hắn nhấn cò, nhìn thấy một luồng ánh sáng bước người bắn về phía ngực mình, tâm thần của tay súng bắn tỉa bị quấy nhiễu, hắn do dự một chút, lúc sinh tử quan đầu không thể do dự được. Trương Dương vào lúc chỉ mảnh treo chuông đã làm ra một loạt động tác công kích và tránh né, viên đạn sượt qua tai phải của hắn bay ra ngoài. Trương Dương thậm chí có thể cảm giác được không khí bên tai bởi vì ma sát tốc của viên đạn mà trong nháy mắt trở nên nóng rực, làm bỏng da của hắn. Mã tấu mà Trương Dương ném ra đã găm trúng ngược tay súng bắn tỉa, áo chống đạn đã cản mã tấu lại, tuy rằng như vậy, tay súng bắn tỉa cũng cảm giác được mũi nhọn của mã tấu đã đâm rách ra hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị bắn ra phát thứ hai, Trương Dương đã vào tới bên cạnh hắn, một quyền nện lên chui mã tấu, mã tấu bị áo chống đạn ngăn cản lại đột nhiên cắm sâu vào, mũi dao lạnh lẽo đâm thật sâu vào tim tay súng bắn tỉa. Trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi và hoảng sợ, sau đó lại nhìn thấy quyền đầu của trương dương ở trong tầm nhìn của hắn không ngừng khoách đại âm một tiếng đấm lên mặt hắn hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương sọ của mình đang vỡ vụn mình chết rồi đây là một câu cuối cùng mà đầu óc của tay súng bắn tỉa còn có thể nghĩ ra vào lúc này trương dương nhìn tay súng bắn tỉa ngã xuống đất khinh thường cười cười từ trên người hắn móc ra bộ đàm tao nói rồi không mất nhiều thời gian đâu trầm mặc trầm mặc vô cùng một lúc sau mới nghe thấy giọng nói bi thương của đối phương, mày tên gì? Tao là ông lớn của mày. Tiếng súng và tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên trên lầu khiến mọi người ở lầu một trong lòng run sợ, mỗi người đều lặng lẽ cầu nguyện, theo một giây một phút thời gian qua đi, bọn họ bắt đầu cảm giác được hy vọng được giải cứu nhỏ đi từng chút từng chút một. Phát chính nghĩa đi tới trước mặt Kim Mẫn Nhi, thấp giọng nói có lẽ chúng ta sẽ chết. Kim Mẫn Nhi lắc lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sẽ không đâu trương dương nhất định sẽ cứu chúng ta ra phác chính nghĩa không biết cô ta vì sao lại sản sinh ra lòng tin lớn như vậy đối với tên trung quốc này gã thở dài một hơi vẻ mặt có chút chua xót nói có câu tôi vẫn luôn giữ ở trong lòng thủy trung không ra nói ra với cô hiện tại tôi không còn sợ gì nữa mẫn nhi kim mẫn nhi ngăn gã lại đừng nói tôi không muốn biết tôi luôn coi anh là bạn phác chính nghĩa hiểu rõ Kim Mẫn Nhi sớm đã biết hắn muốn nói cái gì, cô ta thậm chí không muốn cho mình một cơ hội biểu lộ tình yêu, tim phát chính nghĩa đau đớn giống như bị kim đâm. Tiếng súng lại vang lên, lần này lại là đến từ bên cạnh bọn họ, mọi người thất kinh ngồi xuống, năm tên phần tử khủng bố ẩn mình trong đó cuối cùng cũng hiện thân, một người trong đó cầm súng lục dí lên đầu Kim Thượng Nguyên, lạnh lùng nói Kim Tiên Sinh, hy vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi. Kim Mẫn Nhi hoa dung thất sắc, đang định đi lên thì bị một khẩu súng dí vào ót, Kim Tiểu Thư, cô tốt nhất đừng nhúc nhích. chương 563, giữa sống và chết hai. Phát chính nghĩa giận dữ hết, buông cô ta ra, gã dũng cảm lao lên, lại bị tên nam tử kia bắn cho một phát trúng đùi, phát chính nghĩa hết thảm một tiếng ngã xuống đất, tên nam tử kia giơ súng nhắm ngay vào đầu gã, Kim Mẫn Nhi sợ hãi hét lên, đừng. Cô ta vươn tay ra đẩy cánh tay của tên nam tử kia, bùm một tiếng, viên đạn bắn lên mặt đất cách Phác Chính Nghĩa không đến nửa thước. Phác Chính Nghĩa nhắm chặt hai mắt lại, gã vốn cho mình chắn chắn phải chết, may mà Kim Mẫn Nhi trong lúc nguy cấp đã cứu gã. Phác Chí Tín ôm lấy con trai, phẫn nộ gầm lên, các vị mau bắt đám cầm thú này đi. Kim Thượng Nguyên nhìn tên nam tử mặt chữ điền cầm súng chĩa vào y, nói, đừng tạo sát nghiệt nữa, mục đích của các vị là muốn cứu Lý Bình Nguyên ra, cứu người chẳng lẽ phải dùng phương pháp giết người để thực hiện sao? tên nam tử mặt chữ điền cười lạnh một tiếng nói, là chúng mày không tuân thủ quy củ, giết không ít huynh đệ của bọn tao, hiện tại chúng ta phải cho chúng mày một chút giáo huấn. Hắn nói xong, quay họng súng lại, nhắm vào đầu Phác trí tín bắn một phát. Cái đầu hoa dâm của Phác trí tín đột nhiên lắc lư một cái, sau đó y chậm rãi ngã xuống. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Phác chính nghĩa giấy ruộng sông đến ôm lấy, cha, cha, cha. Gã thống khổ hét lên, hai mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào tên bắt cóc vừa nổ súng, giận dữ hết tao liều mạng với mày. Tên bắt cóc mặt chữ điền lại giơ súng lên nhắm vào gã. Kim Mẫn Nhi tiến lên che cho phát chính nghĩa, tên bắt cóc mặt chữ điền nhe răng cười một tiếng, hắn nhìn thấy Kim Mẫn Nhi mang theo bộ đàm, bước lên giật lấy, mở bộ đàm, hai mắt nhìn lên trên lầu nói, mày ở đâu? Trương Dương cũng nghe thấy tiếng súng liên tiếp vang lên, một loại cảm giác không hay bao phủ nội tâm hắn, Cầm lấy bộ đàm nói, đang tìm tao hả? À? Giọng nói này đối với hắn mà nói thì vô cùng xa lạ. Đúng, hiện tại bọn họ đều ở trong tay tao, đã chết một đứa rồi, tao cho mày 5 phút đồng hồ, nếu mày không xuất hiện ở trước mặt tao, tao sẽ giết thêm một người nữa. Về sau cứ một phút đồng hồ trôi qua, tao sẽ lại giết một người. Trương Dương tắt bộ đàm, nhặt khẩu súng ngắm đó lên, hiện tại chỉ có thể trông mong vào khẩu súng ngắm này thôi. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng không phải chuyên gia bắn tỉa, nhưng đối với thiên phú bắn súng của mình vẫn có chút tự tin, hắn nằm trên tầng năm, nhắm tới đám người phía dưới, hắn rất nhanh liền tìm thấy vị trí của đám bắt cóc. Có hai tên bắt cóc dùng súng dí vào Kim Thượng Nguyên, một người dí nhắm vào Kim Mẫn Nhi, còn có ba người đang nghiêm trận chờ đợi. Trương Dương không nắm chắc ở trong thời gian ngắn bắn chết được cả năm người, hơn nữa, hắn cũng không biết còn có phần tử khủng bố ẩn nấp trong đám người bên dưới hay không nếu đi xuống không cần hỏi cũng biết, bọn chúng sẽ nhắm hết súng lên người mình, mình tuy rằng võ công không tồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tránh sự bắn giết của năm người chỉ sợ là không có khả năng. Trương Dương cầm súng ngắm nhắm chuẩn vào tên bắt cóc đang khống chế Kim Mẫn Nhi, ngón tay đặt lên cò súng, nhưng lại do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhấn cò. Thời gian từ từ trôi qua, cách tối hậu thư của đối phương đã không đến 3 phút. Trương Dương trao mày, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý mạo hiểm mà lớn mật, mở bộ đàm nói, nhận lấy này. Nắm lấy thi thể của tay súng bắn tỉa đó từ trên tầng nắm ném xuống. Năm tên phần tử nhìn thấy trên không trung có một thứ gì đó đen đen rơi xuống, không biết là gì, một tên trong đó còn nhả đạn, khi vật thể đó rơi xuống đất mới phát hiện là thi thể của người bên mình. Tên bắt cóc mặt chữ điền giận dữ hết, hỗn giản, mày xuống đây cho tao. Lại một vật thể đen xì nữa rơi xuống, lần này không có ai nổ súng, không cần hỏi, nhất định là thi thể của người bên mình. Khi có thi thể đó rơi xuống mặt đất, mọi người bước lại nhìn thì nghe thấy một tiếng súng, lần này rơi xuống không ngờ không phải là thi thể mà là người sống, là trương đại quan nhân sống sờ sờ. Bắn súng cự ly gần vốn chính là cường hạng của trương đại quan nhân, liên tục ba phá súng bắn ngã ba tên, một tên bắt cóc muốn nâng súng bắn hắn, lại bị phát chính nghĩa nổi giận gầm lên lao tới vật xuống đất, tóm lấy cổ tay hắn, sau đó liền mạng đập xuống đất. Tên bắt cóc mặt chữ điền đang uy hiếp Kim Thượng Nguyên trong lúc đang kinh ngạc bị Kim Thượng Nguyên nhân cơ hội vặn tay một cái, trong nhất thời, hơn 10 nam tử dũng cảm cũng xông lên gia nhập chiến đoàn. Chẳng ai hiểu vì sao Trương Dương có thể từ trên tầng 5 ngã thẳng xuống mà vẫn bình yên vô sự, trên thực tế cũng không ai rảnh mà nghĩ tới những chuyện này, dù sao lực lượng quần chúng cũng rất lớn, ba tên bắt cóc bị Trương Dương bắn chết ngay tại chỗ tên bắt cóc mặt chữ điền và một tên còn lại cũng bị bọn họ bắt sống. Phát chính nghĩa bởi vì cái chết của cha mà bị cừu hận che mở hai mắt, hắn nâng súng bước về phía tên bắt cóc mặt chữ điền, muốn một phát bắn chết hắn báo thù cho cha. Trương Dương cản hắn lại, nói, không được. Phát chính nghĩa giận dữ hết, anh cút ngay, tôi muốn giết hắn báo thù cho cha tôi. Trương Dương nói, phải giữ hắn lại, tôi còn có chuyện muốn hỏi hắn. Anh cút ngay phát chính nghĩa không ngờ lại chĩa súng vào trương dương kim thượng nguyên đi tới tát cho phát chính nghĩa một cái anh bình tĩnh một chút cho tôi phát chính nghĩa bị đánh cho ngây ra kim thượng nguyên giật lại súng từ tay gã phát chính nghĩa vô lực ngồi xuống thấp giọng khóc nức nở trương dương tóm lấy tên bắt cóc mặt chữ điền kéo hắn sang một bên cười lạnh nói hiện tại nói cho tao biết bom giấu ở chỗ nào bằng không tao sẽ khiến mày muốn sống cũng không xong Tên bắt cóc mặt chữ điền lạnh lùng nhìn hắn, dùng tiếng Hàn mắng hắn. Trương Dương nghe không hiểu thằng ôn này nói cái gì, quay sang Kim Mẫn nhi nói, hắn nói gì vậy? Hắn chửi anh. Trương Đại Quan Nhân phát hỏa rồi, giơ tay lên tát cho tên bắt cóc một cái, tức giận nói, con mẹ mày, mày thành thật một chút cho tao, đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trương Dương thuận tay xoa bóp mấy huyệt đạo trên người hắn, tên bắt cóc đó nhất thời cảm giác khắp người như có trăm ngàn con kiến đang bò loại cảm giác này vừa ngứa lại vừa đau, quả thực không thể chịu đựng được, vẻ mặt hắn cổ quái đến cực điểm, hận không thể tức khắc chết đi còn cũng tốt hơn là ở đây bị Trương Dương tra tấn. Trương Dương nói, tao có 108 phương pháp để đối phó mày, đảm bảo mỗi một tư vị đều sẽ khác nhau, mày hiện tại mới chỉ thử có một loại thôi. Kim Mẫn Nhi ở bên cạnh phiên dịch cho hắn, cũng thấy có chút tàn nhẫn, nhưng cô ta cũng hiểu rõ đối diện với những kẻ cùng hung cực ác như tên bắt cóc này thì không nên nhân từ. Trương Đại Quan Nhân còn chưa kịp sử dụng 108 loại phương pháp, mới chỉ dùng có 3 loại phương pháp thì tên bắt cóc mặt chữ điền đã thật thà nói, ở. Ở trong bãi đỗ xe, trong một chiếc xe biển CA1735, Trương Dương gật gật đầu, một quyền đánh ngất hắn. Hắn đứng dậy chạy về phía gara, Kim Mẫn Nhi chạy theo hắn, tôi đi với anh. Audio điện tử võ tấn bền Kim Thượng Nguyên kêu một tiếng, Mẫn Nhi. Kim Mẫn Nhi xoay người lại cười cười với bác cả, vẫn kiên quyết đi theo Trương Dương. Ngay khi bọn họ vừa thanh trừ đám bắt cóc trốn trong thành thương mậu, quân đội và cảnh sát ở bên ngoài liền liên hợp hành động, cũng đã thành công thanh trừ một gã phần tử khủng bố trốn trong Bệnh viện Nhân dân Tĩnh Hải. Cách thời gian tối hậu thư của phần tử khủng bố còn lại nửa tiếng. Phía Hàn Quốc cuối cùng truyền đến tin tức, phía chính phủ trải qua cân nhắc thận trọng đã quyết định phóng thích Lý Bình Nguyên, hiện tại đang hộ tống Lý Bình Nguyên tới sân bay quân dụng ở gần tù. Quyền chính thái sau khi nhận được tin tức ngay lập tức liên hệ với phía phần tử khủng bố. Đối phương lạnh lùng nói, tôi muốn đảm bảo Lý Tướng quân rời khỏi vùng trời quốc gia Hàn Quốc. Quyền chính thái sau khi ngắt liên lạc, nói với Chu Tú Tú, tình hình trong thành thương mậu thế nào rồi. Chu Tú Tú lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian này không thể liên hệ với bên trong thành thương mậu, tất nhiên không rõ tình huống bên trong, nhưng từ tiếng nổ và tiếng súng không ngừng vang lên bên trong đã có thể đoán được tình hình chiến đấu bên trong vô cùng kịch liệt. Trước mắt bọn họ đã thành trừ phần tử khủng bố trốn ở trong Bệnh viện Nhân dân Tĩnh Hải. Quay việc có tiến vào thành thương mậu hay không hình thành hai ý kiến bất đồng, quyền chính thái kiên quyết cho rằng phải lấy tĩnh chế động. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là chờ đợi. Cục trưởng Công an Nam Tích Trương nước Phóng cũng có cùng quan điểm với gã, y sợ tùy tiện lẻn vào có thể khiến cho hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Còn quan điểm của Chu Tú Tú lại tương đồng với tư lệnh viên quân phân khu thành phố Nam Tích Lưu Hằng vừa tới, bọn họ cho rằng đã đến lúc phái bộ đội đặc trùng tiến vào bên trong rồi. Lưu Hằng nói, lời hứa của phần tử khủng bố không thể tin được, cho dù Lý Bình Nguyên được tha, cũng rất khó đảm bảo bọn chúng không dẫn nổ, chúng ta đã nhổ chạm ngầm của bọn chúng, tình huống bên trong hiện tại rất phức tạp, đối với chúng ta mà nói, thời gian nửa tiếng này càng quý giá, phải lợi dụng cho tốt, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này di tản dân chúng đến địa phương an toàn. Quyền chính thái nói, hành vi của các vị rất mạo hiểm, đừng quên, liên quân khủng bố ẩn núp trong tòa nhà, tuy rằng chúng ta đã nhổ được trạm ngầm của chúng, nhưng chung quanh và ở bên trong vẫn còn có người của chúng, bọn chúng chú ý chặt chẽ nhất cử nhất động của chúng ta, nếu hành động của chúng ta bị bọn chúng biết được, có thể khiến bọn chúng nổ bom trước, chính phủ nước tôi đã làm ra nhượng bộ rồi. Lưu Hằng nói năng đầy khí phách, "Đây là ở trên thổ địa Trung Quốc, bất kỳ sự nhượng bộ nào của chính phủ Hàn Quốc cũng không có liên quan gì tới chúng tôi cả." Chu Tú Tú gật gật đầu đồng ý, lúc này Trương Dương lại chủ động liên hệ với cô ta, tất cả mọi người trở nên kích động, tất cả đều chú ý tới bộ đàm trong tay Chu Tú Tú. Chương 563: Giữa sống và chết ba. Tín hiệu không được tốt lắm, giọng nói của Trương Dương ngắt đoạn liên tục, xử lý chín trong tòa nhà chắc không còn phần tử khủng bố khác ẩn núp. Quyền chính thái không nhịn được lớn tiếng nói, anh nghe rõ cho tôi, dừng tất cả hành động, chính phủ nước tôi đã đồng ý phóng thích lý bình nguyên, chuyện này đã được giải quyết rồi. Trương Dương tràn ngập khinh thường nói, bảo Chu Tú Tú nói chuyện. Chu Tú Tú có chút khinh thường nhìn Quyền chính thái cầm lấy bộ đàm nói, anh vẫn ổn chứ? Không sao, hiện tại tôi đang trên đường đi tìm bom, bom chắc ở bãi đỗ xe dưới đất. Trong đại sảnh ở tầng một tạm thời đã an toàn. Chu Tú Tú nói, giữ liên lạc, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có 28 phút, phía Hàn Quốc đã đáp ứng phóng thích lý Bình Nguyên, phần tử khủng bố cũng đồng ý sau khi lý Bình Nguyên rời khỏi không vận Hàn Quốc sẽ giải trừ bom. Trương Dương cười nói, phần tử khủng bố nói thì thì ai mà tin được. Tư lệnh quân phân khu Lưu Hằng nói, Trương Dương, anh nhất định phải mau chóng tìm được bom, tùy thời báo lại tình huống cho chúng tôi. Trương Dương nói, yên tâm đi, mà ông là ai vậy? Tôi là tư lệnh viên quân phân khu Nam Tích Lưu Hằng, chuyện này nếu có thể giải quyết, tôi sẽ tự mình tặng huân chương cho anh. Trương Dương vui vẻ nói, cái đó, cái chức chính sử của tôi hiện giờ vẫn chưa được quyết định, ông cũng là thường ủy của thành phố Nam Tích, giúp tôi giải quyết chuyện này đi. Lưu Hằng cũng là một hán tử cực kỳ sảng khoái, cao giọng nói, yên tâm, chờ anh giải trừ nguy cơ rồi, chức chính sử đảm bảo là của anh. Quyền chính thái nghe mà chả hiểu gì, nhưng người trong thể chế ở hiện trường đều nghe mà dở khóc dở cười, thằng ôn này là người kiểu gì vậy? Vào những lúc như thế này không ngờ còn nhớ mãi không quên chuyện chính ban, đúng là một tên quan mê, có điều nghĩ lại, có mấy ai có được lòng giả và khí phách như Trương Dương, ở vào những lúc như thế này vẫn chuyện trò vui vẻ, căn bản không lộ ra nửa điểm sợ hãi, ai cũng nói tới tinh thần không biết sợ của đảng viên cộng sản, người ta đây mới là không biết sợ người ta đây mới là chủ nghĩa lạc quan chân chính. Sau khi ngắt liên lạc, Lưu Hằng lập tức đi tới trước bản đồ kết cấu của thành thương mậu Hàn Quốc, y dùng ngón tay chỉ vào vị trí đường ống ngầm dẫn thẳng tới phía dưới thành thương mậu, lớn tiếng nói, bắt đầu hành động thôi. Trương Dương cũng không tốn nhiều thời gian liền tìm được chiếc xe vận tải biển CA1735 đó, Kim Mẫn Nhi dùng đèn pin chiếu vào vần đuôi xe chính là chiếc này. Trương Dương nhìn nhìn khóa phía sau xe, hai tay vặn một cái, Nội lực quán chú vào hai tay, bẻ gãy khóa sắt, kéo cửa thân ra, kim mẫn nhi dùng đèn pin chiếu vào, khi bọn họ thấy rõ tình huống bên trong đều không khỏi hít một hơi lạnh. Đã thấy trong thùng xe tất cả đều là thuốc nổ, thiết bị tính giờ đang chạy, 25 phút 12 giây, con số màu đỏ không ngừng nhảy. Trương Dương cầm lấy bộ đàm, tìm được rồi, bên trong thùng xe tất cả đều là thuốc nổ, uy lực của thuốc nổ đủ sức để san bằng tòa nhà này thành bình địa sắc mặt của tất cả mọi người ở hiện trường bộ chỉ huy đều biến đổi. Trương Dương nói, tôi không biết nên gỡ nó như thế nào, hay là lái chiếc xe tải này ra trước. Chu Tú Tú vội vàng ngăn cản, đừng hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ thiết bị kích nổ và thiết bị khởi động của xe ô tô nối liền với nhau đấy, chỉ cần anh khởi động máy, chiếc xe này cùng với thành thương mậu sẽ nổ banh xác. Trương Dương nói, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi không làm gì, cứ ở chỗ này đợi bom nổ à? Bây giờ còn có không đến 24 phút. Quyền chính thái nói, trăm ngàn lần đừng thử tháo bom, đừng. Bởi vì khẩn trương nên giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy. Trương Dương nhìn con số không ngừng nhảy, trong lòng Khẩn Trương chưa từng có, hắn nói với Kim Mẫn Nhi, cô về đi, ở đây để tôi xử lý. "Không," Kim Mẫn Nhi vô cùng kiên quyết nói. Trương Dương cắn cắn môi, ánh mắt hắn dừng trên một chiếc xe Jeep Toyota, hắn đi nhanh tới đó, dùng báng súng đập vỡ cửa sổ mở ô tô ra dùng chi thức học được từ sổ tay của gián điệp rất nhanh đã khởi động được chiếc xe jeep này kim mẫn nhi từ phía bên kia kéo cửa xe chui vào trương dương nói nếu thật sự không tìm được biện pháp tôi sẽ dùng chiếc xe này kéo chiếc xe tải đó ra ngoài hắn lái xe jeep chạy đến phía trước chiếc xe tải lợi dụng dây của xe tải nối hai xe lại với nhau kim mẫn nhi nói tôi ở cùng với anh trương dương giận dữ hết không cần lúc này hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vàng kéo Kim Mẫn Nhi trốn sang một bên, giơ súng trong tay lên, lúc này hắn nghe thấy một giọng nói, chủ nhiệm Trương. Trương Dương hơi ngẩn ra, thì ra là bộ đội đặc chủng của phía Trung Quốc đã thành công từ ống dẫn dưới đất lẻn vào bên trong bãi đỗ xe ngầm. Hắn thưa một tiếng, lần này dưới đất ống dẫn dưới đất có tất cả 6 đội viên đặc chủng bò ra, trong đó một người là chuyên gia cháy nổ của quốc an, bọn họ tới rất đúng lúc. Trương Dương ngay lập tức gọi chuyên gia này tới trước chiếc xe tải, Nhìn thấy thuốc nổ đầy thùng xe, chuyên gia phá bom cũng không khỏi toát mồ hôi, cái này. Gã nhanh chóng kiểm tra một chút thiết bị dẫn nổ, thấp giọng nói, tôi chắc có thể tiếp xúc với thiết bị điều khiển dẫn nổ của nó, nhưng tôi không thể dừng máy đếm thời gian được. Rất phức tạp, tôi cần thời gian. Trương Dương tức giận nói, còn có 20 phút nữa thôi, đủ không? Chuyên gia gỡ bom lắc lắc đầu nói, tôi không nắm chắc. Có lẽ nên lái chiếc xe này ra khỏi đây nhưng nó lại có dây dẫn nối liền với dây khởi động của xe, chỉ cần khởi động xe, ô tô 89 phần 10 sẽ nổ. Trương Dương nói, vậy kéo nó ra ngoài, anh ở bên trong gỡ bom, tôi lái xe, mẫn nhi, cô dẫn những người khác an bài cho nhân viên trong tòa nhà rời khỏi đây. Mấy đội viên đặc trùng đã đi tới đại sảnh ở tầng 1, muốn trong vòng 20 phút an bài gần 2.000 người từ ống dẫn dưới đất rút lui khỏi đây, rõ ràng là chuyện không thực tế lắm nhưng trước mắt chỉ có thể làm được bước nào hay bước nấy trương dương ngồi vào ghế lái xe xe jeep hắn còn chưa kịp đạp chân ga thì kim mẫn nhi đã từ phía bên kia kéo cửa xe ngồi vào trương dương giận dữ hét xuống kim mẫn nhi quật cường nhìn không cút ngay tôi ở cùng với anh trương dương cắn cắn môi hắn nhìn đôi mắt đang long lanh nước mắt của kim mẫn nhi trong lòng nảy sinh tư vị phức tạp khôn kể không nói lời nào nữa đột nhiên đạp chân ga trong tiếng động cơ của xe Jeep, kéo theo chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ chậm rãi lái ra bên ngoài. Tư lệnh quân phân khu lưu hằng vẻ mặt nghiêm nghị, y sau khi nhận được thông báo mới nhất về tình huống bên trong, lập tức nói an bài đội xe mở đường cho anh ta, thanh trừ tất cả chướng ngại trên đường. Chu Tú Tú và Nhậm Thiệu Tân sau khi thương lượng một chút, Nhậm Thiệu Tân tiến lên nói, tư lệnh lưu, từ nơi này dọc theo đường phía Bắc, có thể rẽ vào đường Hải Tân, khoảng 10 phút đi xe, ở khu vực cổ Gia Loan người khá ít xe có thể vứt lại đó. Lưu Hằng nói, lập tức an bài nhân viên tới đó sơ tán, tạo điều kiện để dẫn nổ bom. Quyền chính thái kháng nghị nói, các vị làm như vậy chỉ tổ làm tức giận bọn khủng bố, bức phần tử khủng bố cho nổ bom trước. Lưu Hằng căn bản không thèm để ý tới gã, y quay sang sĩ quan dưới tay, nói thông chi cho bên trong tòa nhà, sau khi thuốc nổ được kéo ra khỏi tòa nhà, chúng ta sẽ an bài dẫn nổ chính diện, ở cửa chính của thành thương mậu sẽ cho mở một thông lộ để chạy ra, khi chúng ta dẫn nổ, bảo đội viên đặc chủng an bài cho mọi người lui vào trong phạm vi an toàn. Quyền chính thái có chút kinh ngạc nhìn vị tướng lãnh Trung Quốc này, lúc này gã mới cảm nhận được phong cách lôi lệ phong hành của quân nhân Trung Quốc, có điều gã cũng không thể không thừa nhận, hành động của Lưu Hằng không nghi ngờ gì nữa là chính xác. Phần lớn thuốc nổ của phần tử khủng bố đều tập trung ở trong bãi đỗ xe, chung quanh tòa nhà không có khả năng bố trí nhiều thuốc nổ. Lưu Hằng lợi dụng phương pháp lấy bạo chế bạo, đả thông một thông lộ để chạy ra, đây là phương pháp trong hiểm cầu thắng. Chỉ cần Trương Dương kéo chiếc xe thuốc nổ đó rời xa thành thương mậu, dẫn nổ đã trở thành khả năng. Một gã sĩ quan đi tới trước mặt Lưu Hằng, sau khi cúi chào liền nói, báo cáo tư lệnh viên, bên ngoài có không ít phóng viên tới, bọn họ muốn phỏng vấn. Lưu Hằng lạnh lùng nói, giờ là lúc nào chứ, bọn họ cũng tới gây thêm loạn à, quản chế toàn bộ lại, chờ sau khi chuyện này chấm dứt, lại an bài nhân viên giải thích với bọn họ tất cả đều đang khẩn trương nhưng tiến hành rất trật tự. Trương Dương điều khiển chiếc xe Jeep đó kéo chiếc xe chưa đầy thuốc nổ TNT từ từ rời khỏi bãi đỗ xe, vừa mới ra đường ở bên ngoài, liếc thấy có ba chiếc xe quân dụng đi trước mở đường cho hắn. Trương Dương vẻ mặt ngưng trọng, hắn thấp giọng nói thấp giọng nói cô không nên đi theo. Kim Mẫn Nhi nhìn khuôn mặt kiên nghị của Trương Dương, ôn nhu nói, nếu là Xuân Tuyết Tình, cô ta có thể không đi theo hay không? Trương Dương không nói gì, khóe môi giật giật kịch liệt, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, một hồi lâu mới nói cô không phải là cô ấy. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói chuyên gia gỡ bom, còn 15 phút nữa, thiết bị điều khiển dẫn nổ đã bị giải trừ rồi. Khi Trương Dương lái xe díp tiến về phía trước, gã cũng đang khẩn trương dỡ bỏ thiết bị bom. Trương Dương nói, vẫn còn kịp, chúng ta để lại 3 phút để chạy có được không? Chuyên gia gỡ bom nói, 2 phút là đủ rồi. Trương Dương cười nói, so với tôi anh còn tự tin hơn. Hai phút mà tôi nói là thời gian anh lái xe để chạy. Hai người một hỏi một đáp, ở dưới dưới tình huống khẩn trương như vậy mượn đối thoại để giảm bớt tình tự khẩn trương trong lòng. Cùng với một tiếng ra lệnh của tư lệnh viên quân khu thành phố Nam Tích Lưu Hằng, đội đặc nhiệm dẫn nổ một bức tường ở góc chính Nam Thành Thương Mậu, nổ ra một lỗ thủng chừng năm thước. Trường 563, giữa sống và chết bốn. Quyền chính thái nhìn cảnh khói bụi ngập ngụa ở trước mặt, không khỏi thở dài nói: "Các vị có biết mình đang làm gì không?" Chu Tú Tú mỉm cười nói: "Đây là Trung Quốc, chúng tôi đối với chủ nghĩa khủng bố có phương pháp xử lý của riêng mình, Hàn Quốc các vị có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng trên thổ địa của chúng tôi, chúng tôi có quyền nói không." Giọng nói uy nghiêm của Lưu Hằng vang lên bên tai, tổ chức sơ tán tất cả dân chúng trong tòa nhà. Tất cả cảnh sát, quân nhân đều được điều động, bắt đầu tiến hành hành động sơ tán. Lúc này phần tử khủng bố truyền đến tối hậu thư, hắn thẹn quá thành giận nói, các người đã làm trái hiệp định, tất cả hậu quả đều do các người tạo thành. Quyền chính thái nói, anh nghe tôi giải thích đi, nơi này là Trung Quốc, chúng tôi không thể. Chúng mày sẽ phải trả giá đắt. Chu Tú Tú giật lấy máy liên lạc, mày cứ thử xem, xe chở thuốc nổ của mày đã bị chúng ta thanh trừ rồi, chúng mày có tư cách gì mà ở đó có kè mặc cả với bọn tao cô ta đã nhận được tin tức chuyên gia gỡ bom đã giải trừ được thiết bị điều khiển. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cửa phía tây của thành thương mậu Hàn Quốc nổ tung, có điều không có ai tụ tập ở đó, chỉ tạo thành một chút hoảng loạn, không hề tạo thành bất kỳ thương vong nào. Chu Tú Tú nói, nói cho mày biết một chuyện nhé, bất kể là mày đi đến đâu, tao cũng sẽ tóm được mày, sẽ treo cổ mày lên, bắt mày phải trả giá cho những gì mà mày đã làm hôm nay. Các vị nghĩ rằng có thể phá hoại thiết bị điều khiển ư, nhưng các vị không thể giải trừ thiết bị hẹn giờ dẫn nổ, bây giờ còn lại 10 phút nữa, hy vọng các vị có thể có đủ thời gian để di chuyển tới địa điểm an toàn. Không cần mày bận tâm, chúng ta sẽ giải quyết, Chu Tú Tú nói xong liền gác máy. Quyền chính thái ngơ ngác đứng đó, lúc này phần lớn người dân dưới sự hộ tống của quân đội và cảnh sát đã rời khỏi thành thương mậu. Tư lệnh viên quân khu thành phố Nam Thích Lưu Hằng nói với quyền chính thái, đừng nghi ngờ năng lực tác chiến chống khủng bố của quân nhân Trung Quốc chúng tôi. Quyền chính thái bỗng nhiên nhớ tới một việc, gã cầm lấy điện thoại lập tức liên hệ với tổng bộ Hán Thành, nguy cơ bom đã được giải trừ, triệt tiêu hành động phóng thích Lý Bình Nguyên. Lý Bình Nguyên, 45 tuổi mà đầu đã bạc trắng, y dưới sự áp giải của 6 gã quân nhân Hàn Quốc đi tới sân bay quân dụng ở ngoại ô phía bắc Hán Thành, trên trời tuyết trắng rơi lất phất, y hít một hơi thật sâu, hai mắt thâm thúy lộ ra hàn quang lạnh thấu xương, giống như một con giã thú vừa rời khỏi lồng, y tham lam hô hấp không khí trong trẻo nhưng lành lạnh này, nói cảm giác tự do thật tốt. Y nhìn thấy phi cơ trực thăng ở xa xa, xài bước về phía đó. Nhưng Y vừa đi được vài bước, Y nghe thấy tiếng đạn lên nòng ở phía sau, Lý Bình Nguyên chậm rãi quay đầu lại nhìn, thấy sáu họng súng đen ngòm, Y nhất thời không hiểu gì, tự do cách Y gần như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt lại biến mất vô tung vô ảnh, Lý Bình Nguyên chậm rãi giơ hai tay lên, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng, thật sự là một thế giới điên cuồng, phải không? Kim Mẫn Nhi nhắc nhở, còn có 6 phút nữa. Trương Dương gật gật đầu, lớn tiếng nói, thế nào, gỡ được chưa? Chuyên gia gỡ bom có chút mất kiên nhẫn nói, đừng có dục tôi, tôi vẫn đang nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, trong bộ đàm truyền đến giọng nói thất kinh, Trương Dương, thay đổi lộ tuyến, thay đổi lộ tuyến, tới ngã tư đường ở phía trước thì rẽ trái. Trương Dương giận dữ hết, làm cái gì vậy? Bây giờ còn có 6 phút nữa, cô bảo tôi thay đổi lộ tuyến ư. Phía trước có một chiếc xe khách đi qua, anh phải thay đổi lộ tuyến. Trương Dương tức giận đến nỗi đấm mạnh lên tay lái, hắn bỗng nhiên đạp phanh, xe tải ở phía sau vì thế mà đâm ngay vào đít xe Jeep. Chuyên gia gỡ bom lớn tiếng, hỗn đản, anh đang làm cái gì vậy? Muốn dẫn nổ trước à? Trương Dương vươn tay ra, điểm trúng huyệt đạo của Kim Mẫn Nhi, Kim Mẫn Nhi ngơ ngác nhìn, trong đôi mắt đẹp ánh lệ hóa thành nước mắt chậm rãi chảy xuống trương dương thấp giọng nói xin lỗi hắn mở mở cửa xe đẩy kim mẫn nhi xuống sau đó đạp ga hết cơ xe jeep kéo theo xe tải dùng góc độ kinh người rẽ vào con đường ở bên trái chu tú tú lớn tiếng nói đi thêm ba cây em nứa về phía trước rồi rẽ phải có thể lái thẳng tới ven biển nếu như tốc độ của anh đủ nhanh chắc vẫn có thể còn lại một phút để bỏ chạy trương dương không nhịn được nói cô nghĩ cho tôi chu đáo thật chu tú tú cắn cắn môi trương dương bảo trọng giọng nói của chuyên gia gỡ bom ở phía sau vang lên, cô ta không ngờ lại không nhắc gì tới tôi. Trương Dương nói, anh nói nhiều câu vô nghĩa thế, mau gỡ bom đi. Tôi đang gỡ đây, đây là kiệt tác của tên hỗn đản nào vậy, dây dẫn thực sự là quá phức tạp. Trương Dương nói, anh tên gì? Chuyên gia gỡ bom mỉm cười nói, sao đột nhiên lại hỏi câu này? Nếu anh chết, tôi sẽ giúp anh khắc tên trên bia mộ. Tôi tên là Ngũ Đắc Trí, ngũ của xuất thân binh nghiệp, đắc chí của người đắc chí. Trương Dương cười nói, từ hệ Trung Sơn lang lang, đắc chí tiện xương cuồng. Ngũ đắc chí lại cắt một dây dẫn, xem ra kỹ thuật chơi bom của bọn Hàn Quốc cũng càng ngày càng tinh thâm. Mẹ nó, tất cả đều là học theo tuổi Mỹ. Trương Dương đã lái xe hết tốc độ, có điều hắn lại không dám lái quá nhanh. Ngã tư đường phía trước cần phải rẽ, nếu như rẽ gấp quá, xe ở phía sau có thể lật. Xe quân dụng phụ trách mở đường dừng lại không tiếp tục đi nữa. Trương Dương giảm tốc độ, nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, giờ chỉ còn lại có hai chúng ta thôi, rốt cuộc có thể gỡ hay không, anh nói rõ cho tôi biết đi. Ngũ Đắc Chí nói, anh câm miệng lại, tôi đang nghiên cứu. Trương Đại Quan Nhân nhìn nhìn đồng hồ, chỉ còn lại có ba phút nữa, nghiên cứu. Con mẹ nó còn nghiên cứu cái rắm hắn rẽ từ ngã tư, đột nhiên rậm ga nhanh nhất. Đối với hắn mà nói chỉ còn lại hai phút, bởi vì đột nhiên đổi địa điểm dẫn nổ, hai bên đường vẫn có không ít hàng rong, phi cơ trực thăng bay thấp đang phụ trách nhiệm vụ di tản họ. Trương Dương lớn tiếng nói, ngũ đắc trí, anh chuẩn bị rời khỏi xe đi, anh lập tức cắt đứt dây nối xe tải, sau đó tôi chở anh té. Ngũ đắc trí không ngờ biểu hiện vô cùng trầm ổn, còn thời gian mà. Trương Dương bắt đầu giảm tốc độ, lái tới đường quốc lộ ven biển, hắn kéo chiếc xe tải đó tới bờ biển không người, sau khi đi sâu được một đoạn, thời gian chỉ còn lại một phút rưỡi, hắn dừng xe díp lại giống lên, bỏ xe. Ngũ đắc chí lại thấp giọng nói, chờ một chút, dây đen hay là dây đỏ. Trương Dương hận không thể chui vào tát cho gã hai cái, thằng ôn này rốt cuộc là loại người gì vậy, vào lúc sinh tử quan đầu không ngờ ấn còn lằng nhằng như vậy. Trương Dương mở cửa xe, một dao chém rứt dây nối xe tải, hét với ngũ đắc chí ở đằng sau, đi thôi. Ngũ đắc chí nói, dây đỏ, gã quyết đoán cắt đứt dây đỏ, thời gian dừng ở dây 59, gã kinh nghỉ hét lớn tôi thành công rồi thành công rồi trương dương cũng không ngờ gã có thể thành công phòng tới chỗ ngũ đắc chí vẫy vẫy tay nói chạy nhanh đi thứ đồ chơi này cũng có lúc mất hiệu lực đấy còn chưa nói xong thì thời gian lại tiếp tục nhảy ngũ đắc chí sửng sốt rốt cuộc bất chấp không nghiên cứu nữa nhảy ra khỏi xe tải trương dương lại xông vào xe jeep ngũ đắc chí từ sau vọt lên hổn hển nói mau mau lái xe trương dương đạp chân ga xe jeep Mender đường cái ven biển điên cuồng lái về phía trước. Ngũ đắc trí thấp giọng đếm ngược, 30, 29, 28. Trương Dương nghe mà bực cả mình, giận dữ hết, anh con mẹ nó câm miệng lại đi. Ngũ đắc trí là một tên cận nặng, hai mắt có chút lồi ra, gã bất mãn nhìn Trương Dương, ngoài miệng không nói những vẫn thầm đếm trong lòng. Trương Dương sau khi lái ra khỏi đường ven biển, rẽ một phát rất đẹp, lái thẳng về phía bên phải. Ngũ đắc Chí nhìn về phía bãi biển thấp giọng nói, 5, 4, 3, 2. Số cuối cùng bị tiếng nổ hoàn toàn át đi. Trương Dương chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, sau đó xe jeep từ trên đường quốc lộ bay lên, thân xe quay cuồng trong không trung, cửa kính xe bị sóng xung kích do vụ nổ tạo thành chấn cho vỡ nát, từ phía bên kia lăn xuống nền đường. Cho dù là ở vị trí thành thương mậu Hàn Quốc cũng cảm giác được chấn động mãnh liệt này, tư lệnh viên quân khu lưu hàng nhìn về phía bãi biển, da thịt trên mặt đông cứng lại như đá cẩm thạch chu tú tú ôm lấy miệng nhìn khói bốc lên ở đằng xa tất cả mọi người ở đây đều yên lặng chú ý về phía đó kim thượng nguyên trợn trừng mắt trong hai mắt đầy vẻ lo lắng y kêu khẽ mẫn nhi mẫn nhi kim mẫn nhi từ dưới đất bò dậy lảo đảo bước về phía bãi biển cô ta vừa đi vừa khóc ánh tịch dương rất đẹp nhưng cô ta lại thấy thế giới của mình đột nhiên trở nên đen tối tất cả đều trong nụ cười của trương dương cô ta lặng lẽ gọi Trương Dương, anh không thể chết, anh không thể chết được. Trương Dương tỉnh lại trước, cảnh vật mà hắn nhìn thấy tất cả đều điên đảo, rất nhanh liền ý thức được chắc là lật xe, cố gắng chịu đau, Trương Dương cởi dây an toàn, dùng chân đá văng cánh cửa xe đã vặn vẹo, từ trong xe zip đã biến hình chui ra. Toàn bộ thế giới giống như đều xoay tròn, Trương Dương lảo đảo đi sang bên kia, toàn lực kéo cửa xe, kéo ngũ đắc trí đã hôn mê ở bên trong ra, vừa mới kéo được hơn 10 thước, xe jeep nổ tung, Trương Dương và Ngũ Đắc trí lại bị ngã xuống đất, Trương Dương thở hổn hển, Ngũ Đắc Chí ở bên cạnh ngẩng đầu lên, kính của gã không biết đã bay đi đâu, trước mắt tất cả đều mơ hồ, tôi, tôi đang ở đâu đây, còn chưa nói xong đã lại hôn mê bất tỉnh. Trương Dương nhìn xe jeep đang cháy hừng hực, lại nhìn ngọn lửa ngút trời do vụ nổ ở bờ biển dẫn tới, hắn bỗng nhiên mỉm cười, cười rất vui vẻ, rất sáng lạng. Chương 564, bãi biển 1 kim mẫn nhi đi tới trên bờ cắt nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực khói bốc lên như con chăn cô ta quỳ gối trên bờ cắt khóc lóc chung quanh vang lên tiếng còi cảnh sát mấy trăm quân nhân ngay lập tức đi tới hiện trường nước mắt che phủ tầm mắt của kim mẫn nhi cô ta lẩm bẩm nói vì sao lại đẩy tôi xuống vì sao mẫn nhi một giọng nói suy yếu vang lên kim mẫn nhi đột nhiên quay người lại nhìn thấy thân ảnh của trương dương xuất hiện ở trên đường quốc lộ của bờ biển trên người hắn dính đầy máu tươi, trên mặt cũng bị khói hun cho đen xì, nhưng ánh mắt đó vẫn sáng rực, nhìn thấy Kim Mẫn Nhi không sao, hắn mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóng. Kim Mẫn Nhi cắn chặt đôi môi anh đào, lau đi nước mắt trên mặt, cô ta bước về phía Trương Dương, đi tới trước mặt hắn, dùng sức đánh vào ngực Trương Dương, vì sao lại đẩy tôi xuống, vì sao? Trương Dương vẫn cười, Kim Mẫn Nhi vừa đánh vào ngực hắn vừa khóc, cuối cùng cô ta cũng ngừng tay, giang tay ra ôm chặt lấy cổ Trương Dương, mặt rụi vào vai hắn bật khóc. Ngũ Đắc Trí cũng cả người đầy máu đứng ở bên cạnh Trương Dương, hắn có chút kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, mất kính, cho dù là gần như vậy, thị lực của gã vẫn không nhìn được cái đó. Hai người đang làm gì vậy? Trương Dương chừng mắt nhìn gã một cái, anh không hiểu cái gì gọi là tinh thần chủ nghĩa quốc tế à? Năm chiếc xe jeep quân dụng đi tới hiện trường, người đầu tiên từ trên xe nhảy xuống là Chu Tú Tú, nhìn thấy Trương Dương không sao, cô ta không khỏi hoan hô một tiếng, đồng thời cô ta cũng nhìn thấy Kim Mẫn Nhi đang ôm cổ Trương Dương, không khỏi lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy Kim Thượng Nguyên đã đi tới bên này, vội vàng ho khan một tiếng, Kim Mẫn Nhi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh buông hắn ra, nhìn thấy nhiều người như vậy đi tới, hiển nhiên đều nhìn thấy cảnh cô ta ôm chặt Trương Dương, mặt không khỏi nóng bừng, cúi đầu bước về phía Kim Thượng Nguyên, nhỏ giọng gọi, bác cả. Kim Thượng Nguyên kích động gật gật đầu, vươn bàn tay to ra vuốt ve mặt Kim Mẫn Nhi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Chu Tú Tú đi tới bên cạnh Trương Dương, đấm vào vai hắn một cái, giỏi lắm. Không làm mất mặt quốc an. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha một tiếng, có điều một quyền này của Chu Tú Tú lại đấm đúng vào vết thương của hắn, vẻ mặt của Trương Đại Quan Nhân lập tức biến hình. Tư lệnh viên quân phân khu Nam Tích Lưu Hằng cười lớn đi tới, nhiệt tình cầm hai tay Trương Dương ra sức lắc, nói Trương Dương, ha ha, lợi hại, không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Trương Dương nói, chào tư lệnh Lưu, cái đó, chuyện ông đã đáp ứng tôi thì đừng quên nhé. Lưu Hằng lúc này mới nhớ tới mình vừa rồi đáp ứng giúp hắn chuyện trước chính sử, không khỏi bật cười, y vỗ vỗ tay Trương Dương nói, mau đi xử lý vết thương đi, chuyện ở đây anh không phải lo, tôi sẽ xử lý. Một gã sĩ quan đi tới bên cạnh Lưu Hằng, tư lệnh Lưu, các phóng viên muốn phỏng vấn. Lưu Hằng nói, lập tức mở cuộc họp với các phóng viên, nói thành thương mậu Hàn Quốc tính hải phát sinh hỏa hoạn, trải qua sự cứu giúp toàn lực của chúng ta, cuối cùng đã khống chế được hỏa tình. Sĩ quan đó sửng sốt nói, vậy, họ liệu có tin không? Lưu Hằng mỉm cười nói, tin hay không không quan trọng, quan trọng là, bọn họ nhất định phải nhất định phải dựa theo những gì tôi nói mà viết. Trương Dương và Ngũ Đắc Trí được hộ tống lên xe cứu thương, được bác sĩ khẩn cấp trị liệu. Chu tú tú đi tới bên cạnh bọn họ nói bắt được ba tên chết mất bảy trước mắt bọn họ đã thừa nhận thuộc đảng cách mạng Hàn Quốc phía Hàn Quốc đã triệt tiêu mệnh lệnh phóng thích lý bình nguyên trương dương nói phía chúng ta có bao nhiêu có bao nhiêu bị giết chu tú tú nói phía chúng ta đã chết một người phía đoàn thương mậu Hàn Quốc tổng tài tập đoàn A di phác tín tiên sinh bị giết trương dương tuy rằng không có hào cảm gì đối với phác chí tín nhưng nghe nói y bị giết vẫn là có chút cảm thán thấp giọng nói thấp giọng nói, không ngờ chuyến đi thương vụ lần này lại trở thành chuyến đi kinh hồn. Chu Tú Tú nói, tất cả mọi chuyện lần này đều là phía Hàn Quốc dẫn tới, trên ngoại giao chúng ta sẽ không phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Trương Dương gật gật đầu, quay sang Ngũ Đắc Chí nói, Đắc Chí, gan của anh cũng to thật. Ngũ Đắc Chí nói, chuyện bị bước tới đầu, không cho phép tôi được sợ, có điều giờ nhớ lại vẫn có chút sợ hãi, Tên lắp bom nhất định là rất tự tin đối với bản thân, trên thiết bị bom bố trí một cái bẫy hoàn hảo, may mà không nổ ngay lập tức. Trương đại quan nhân nhớ tới cũng không khỏi sợ hãi, ngũ đắc chí lúc ấy nếu cắt dây đỏ lập tức dẫn nổ, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã hóa thành cho bụi rồi. Bác sĩ ở trên người Trương Dương lấy ra hơn 30 mảnh thủy tinh, toàn quá trình Trương Dương đều chuyện trò vui vẻ, mọi người đối với ý chí của thằng ôn này bội phục đến cực điểm. Xử lý xong vết thương bác sĩ đề nghị hắn đi tới bệnh viện kiểm tra, Trương Dương cự tuyệt hảo ý của bọn họ, ở trên xe thay một bộ quần áo mới, quần áo đều là quân phục do bộ đội cung cấp, hắn mặc quân phục, đeo túi quân dụng, hai tay quấn băng đi ra khỏi xe cứu thương. Phía đoàn thương mậu Hàn Quốc quyết định tối hôm đó ở lại Tĩnh Hải, đã xảy ra loại chuyện này không ít người bị ảnh hưởng tâm lý, cũng cần thời gian thu xếp một số chuyện. Tối hôm đó Trương Dương và đoàn thương mậu Hàn Quốc cùng nhau tới chính phủ nhất chiêu của thành phố Tĩnh Hải, nhất chiêu do bộ đội phụ trách giới nghiêm, bất kỳ ai ra vào đều bị tra hỏi nghiêm ngặt. Trương Dương ở trong phòng thu xếp, phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính lại tới thăm, Vương Quảng Chính trong sự kiện hôm nay cũng chấn kinh không ít, gã vốn cho rằng hôm nay chỉ sợ phải chết ở thành thương mậu Hàn Quốc rồi, lúc ấy trong lòng hối hận đến cực điểm, nghĩ rằng sao lại đi dính vào chuyện này, nhưng khi nguy cơ phát sinh, Vương Quảng Chính vẫn biểu hiện ra tố chất cứng rắn của một cán bộ đảng viên, Trước đây ở trong lòng Trương Dương vẫn khinh thường Vương Quảng Chính, nhưng thông qua chuyện hôm nay hắn đã nhìn Vương Quảng Chính với con mắt khác. Dù sao cùng nhau trải qua một hồi sinh tử, quan hệ giữa bọn họ bất chi bất giác trở nên thân cận hơn nhiều. Vương Quảng Chính hiểu rõ hóa giải trận nguy cơ này, Trương Dương và gã đều góp phần rất lớn, tuy rằng đối với bên ngoài thì tuyên bố chỉ là một sự kiện cháy kho hàng, đây là sở tạo thành tình tự khủng hoảng trên xã hội, nhưng biểu hiện của bọn họ hôm nay đã được tổ chức nhìn thấy, Vương Quảng Chính trước đây cũng không biết trên người mình nhiều chỗ phát sáng như vậy, gã phát hiện mình vẫn rất nhiệt huyết, rất dũng cảm. Khi Vương Quảng Chính đến đã 7 giờ rưỡi tối, nhà ăn đã chuẩn bị xong cơm chiều, Vương Quảng Chính mang đến một tin tức, bí thư thị ủy thành phố Nam Tích từ Quang Nhiên, thị trường Hạ Bá Đạt, cùng với nhiều vị thường ủy khác từ Nam Tích tới đây, chắc là không lâu nữa sẽ tề tụ đủ ở đây, bọn họ là tới để an ủi đoàn thương mậu Hàn Quốc và những quần chúng bị thương. Trương Dương cười nói, lúc cao trào thì họ không tới đợi sau khi hạ màn rồi thì lại nhao nhao chạy tới vương quảng chính trước đây cũng không dám nói xấu sau lưng lãnh đạo nhưng ở trước mặt trương dương gã cũng không cố kỵ nhiều thở dài nói chủ nghĩa hình thức vẫn phải làm chủ nhiệm trương đi ăn cơm đi trương dương gật gật đầu từ trong tay vương quảng chính nhận lấy giấy ra vào mà gã đưa cùng vương quảng chính ra khỏi phòng khi đi qua phòng bên cạnh thì nghe thấy tiếng người khóc trương dương thấp giọng nói có chuyện gì vậy Vương Quảng Chính nói, lương hiểu Âu của ban chiêu thương Đông Giang, trong sự kiện hôm nay bị dọa cho sợ hãi, bây giờ còn vẫn chưa thể khôi phục lại từ trong hoàng sợ. Trương Dương thầm thở dài một hơi, chuyện hôm nay nhất định sẽ cho tạo thành ám ảnh tâm lý cho rất nhiều người. Khi tới trước cửa nhà ăn, gặp Kim Mẫn Nhi và Kim Thượng Nguyên tới ăn cơm, Kim Thượng Nguyên nhìn thấy Trương Dương mỉm cười bước về phía hắn, hôm nay nếu không có Trương Dương, hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Kim Thượng Nguyên cầm tay Trương Dương nói: "Cảm ơn." Trương Dương biết Kim Thượng Nguyên trước giờ kiệm lời như vàng, có thể nói ra hai chữ cảm ơn này đã là rất khó rồi, trong đó bao hàm ý nghĩa rất sâu xa. Trương Dương cầm tay Kim Thượng Nguyên nói: "Bảo hộ sự an toàn của mỗi một nhà đầu tư là trách nhiệm của chúng tôi, hy vọng Kim tiên sinh đừng bởi vì vậy mà thay đổi cách nhìn đối với quốc gia của chúng tôi." Kim Thượng Nguyên nói: "Tôi thật lòng cảm tạ những gì mà quý quốc đã làm cho chúng tôi, nếu chuyện này phát sinh ở Hàn Quốc, không thể nào được xử lý nhanh chóng như vậy. Trương Dương mỉm cười làm ra tư thế mời, mời y cùng đi vào ăn cơm. Tối hôm đó nhà khách thành phố Tĩnh Hải vì những khách nhân Hàn Quốc này mà đặc biệt chuẩn bị thức ăn tinh mỹ, đáng tiếc mọi người sống sót sau tai nạn, ai nấy tâm tình bất định, cũng không muốn ăn lắm. chương 564, Bãi Biển 2 Kim Thượng Nguyên uống một chén cháo xong liền đứng dậy cáo từ trước, y là chủ tâm cốt của đoàn thương mậu Hàn Quốc, còn phụ trách nhiệm vụ trấn an đoàn viên, khi rời khỏi, y nói với Trương Dương, lát nữa đưa Mẫn Nhi về nhé. Trương Dương cười nói, ông yên tâm. Vương Quảng chính là phó thị trưởng nên có không ít công tác phải an bài, gã ở hiện trường bận bịu vô cùng. Trương Dương nhìn thấy Kim Mẫn Nhi thủy chung không ăn cơm, nhẹ giọng nói, vì sao không ăn cơm? Kim Mẫn Nhi nói, không muốn ăn. Trương Dương cười nói, còn đang suy nghĩ chuyện ban ngày à? Kim Mẫn Nhi lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô ta bỗng nhiên nói, thôi cảm thấy rất một ngạt, có thể đi ra ngoài dạo một chút không? Trương Dương gật đầu nói, được. Khi hai người rời khỏi nhà khách vẫn bị tra hỏi một hồi, sau khi chuyện hôm nay phát sinh, quân đội đề cao cảnh giác, bầu không khí của tính hải trở nên khẩn trương hơn rất nhiều. Có điều bọn họ đều có giấy ra vào, không hề gặp phiền toái quá lớn. Từ nhà khách đi ra không xa chính là bãi biển, bãi biển vào đông có chút trong trẻo nhưng lành lạnh, Kim Mẫn Nhi hai tay đút vào túi áo, Cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Trương Dương mặc áo quân nhân, thoạt nhìn như là một sĩ quan trẻ tuổi anh khí bừng bừng. Trương Dương phá vỡ trầm mặc trước, mỉm cười nói, "Con người của tôi mỗi lần gặp cô đều không ngừng làm liên lụy tới cô." Kim Mẫn Nhi lắc lắc đầu, hai tay xoa vào nhau, "Chuyện lần này là tôi làm phiền tới anh." Trương Dương cười nói, "Coi như huề nhau vậy." Kim Mẫn Nhi bỗng nhiên nói, "Anh coi tôi là Kim Mẫn Nhi hay là Xuân Tuyết Tình?" trương dương ngây ra một thoáng tôi có thể không trả lời vấn đề này của cô không kim mẫn nhi dừng chân lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt trương dương tôi muốn anh trả lời trương dương suy nghĩ một hồi lâu mới nói tôi coi cô là kim mẫn nhi nhiều thân một chút kim mẫn nhi cười rất xinh đẹp phong tư tuyệt mỹ khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hô hấp nghẹn lại cô ta ôn nhu nói anh coi tôi là xuân tuyết tình cũng được kim mẫn nhi cũng được chỉ cần anh nhớ tôi là tốt rồi Trương Đại Quan Nhân trong lòng cảm thấy rất ấm áp, mình Hà Đức Hà Năng mà lại được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân, hắn đang chuẩn bị biểu đạt một chút cảm tình trong lòng thì Kim Mẫn Nhi thốt thơm quá. Lời nói của Trương Dương bị cô ta làm gián đoạn, vì thế không nói ra miệng được nữa. Ánh mắt nhìn về đằng xa, nhìn thấy ở phái trước không xa có một quán đồ nướng hải sản. Kim Mẫn Nhi kéo Tay Trương Dương tới đó, quán đồ nướng chỉ có hai khách hàng, có điều đồ ăn rất đầy đủ. Kim Mẫn Nhi gọi một số hải sản. Trương Dương gọi một cân thịt dê, hai người ngồi ở cạnh lò sưởi ăn đồ nướng. Trương Dương gọi một bình nhị hoa đầu, trong quan đồ nướng cũng không có rượu ngon nào khác, hắn dùng răng mở nắp bình, gọi một cái chén thủy tinh, rót đầy một chén rượu, còn chưa kịp uống thì Kim Mẫn Nhi đã cầm lấy trước, uống một hớp lớn, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, hiển nhiên trình độ cay của rượu vượt qua sức tưởng tượng của cô ta, a, à, cô ta khè một cái, theo bản năng nói một câu tiếng Hàn khiến cho trương đại quan nhân ngây ra nhìn cô ta kim mẫn nhi cười giải thích rượu cay quá trương dương cười nói tôi trước đây nghe nói con gái hàn quốc đều có thể uống rượu xem ra cô cũng không kém kim mẫn nhi nói có thể uống một chút khi ở hàn quốc thường xuyên uống cùng cha trương dương vậy cô tối nay coi tôi là cha cô đi hai chúng ta uống nhiều một chút kim mẫn nhi cười đá hắn một gước đáng ghét chỉ biết chiếm tiện nghi của tôi thôi khi người ta sợ hãi và khẩn trương cao độ cần được thả lỏng kim mẫn nhi cũng vậy trương dương cũng vậy hơi rượu có thể giúp thả lỏng nghe sóng biển ăn đồ nướng và nói chuyện phiếm cùng một tiểu mỹ nhân tác dụng thả lỏng tăng lên gấp đôi trương dương cầm lấy chén mà kim mẫn nhi uống chỉ còn lại một nửa ngửa cổ lên uống cạn sau đó dập thật mạnh xuống bàn kim mẫn nhi cười nói tôi thích bộ dạng uống rượu của anh cầm lấy bình rượu lại rót đầy chén thủy tinh Trương Dương nói, tôi còn thích bộ dạng uống rượu của cô hơn, không ngờ nữ hài tử ôn nhu như cô lại cũng có một mặt hào sảng như vậy. Kim Mẫn Nhi nói, ta chỉ là trông nhu nhược, nhưng tính cách của tôi rất mạnh mẽ đó. Cô ta đột nhiên chuyển đề tài, Xuân Tuyết Tình là một cô gái như thế nào? Tính tình của chúng tôi nhu nhược hay là mạnh mẽ? Bí thư thị ủy thành phố Nam Thích từ Quang Nhiên vào 8 giờ rưỡi tối hôm đó đến chính phủ nhất chiêu của thành phố Tĩnh Hải. Đi cùng y còn có thị trường hạ bá đạt, Phó thị trưởng Thường vụ Trần Hạo, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, nhiều thường ủy như vậy cùng nhau đến đủ thấy lãnh đạo thành phố Nam Tích coi trọng sự kiện lần này như thế nào, lãnh đạo chủ yếu của thành phố Tĩnh Hải Cơ hồ toàn bộ xuất động. Chuyện lần này khiến thành phố Ban lãnh đạo Nam Tích từ trên xuống dưới đều kinh hãi, nếu sự kiện không được giải quyết thuận lợi, không biết sẽ có bao nhiêu vì vậy mà mất chức. Từ Quang Nhiên đối với sự kiện này đã tìm hiểu rất rõ, đã trò chuyện nhiều lần với tư lệnh quân phân khu thành phố Nam Tích Lưu Hằng Trương Dương nói với Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng: "Lão Lương, nhất định phải làm tốt công tác truyền thông, bảo đảm sự kiện lần này không tạo thành ảnh hưởng ác liệt." Lương Tùng gật đầu, sắc mặt lại rất khó coi, phòng miệng dân còn khó hơn phòng giặc, muốn ngăn chặn tiếng nói truyền thông cũng không phải dễ dàng, Lương Tùng có thể đoán được, sự kiện khủng bố tuy rằng đã chấm dứt, nhưng nhiệm vụ của y vẫn chưa xong, nếu bởi vậy mà sinh ra ảnh hưởng không tốt, y có thể phải gánh vác trách nhiệm đa số lãnh đạo trong lòng đều có cảm giác tránh được một kiếp. Chuyện lớn như vậy sau cùng trong dân chúng lại có hai người tử vong, 5 người bị thương, tổn thất của các phương diện không tính là quá lớn, hơn nữa chuyện này có quan hệ trực tiếp với phía Hàn Quốc, trên ngoại giao không có bất kỳ phiền toái gì. Từ quang nhiên đầu tiên tới chỗ nghỉ trọ của đoàn thương mậu Hàn Quốc để an ủi, Phó Thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính đi cùng y gặp mặt Kim Thượng Nguyên, từ quang nhiên khách sáo một phen, Kim Thượng Nguyên cũng biểu hiện ra vẻ vô cùng rộng rãi, sau đó từ quang nhiên lại đi thăm chủ nhiệm ban chiêu thương thành phố đông giang lương hiểu âu tình tự của lương hiểu âu vẫn có chút không ổn định cứ vừa nói chuyện vừa khóc rời khỏi phòng lương hiểu âu từ quang nhiên nhíu mày nói với hạ bá đạt ở bên cạnh trương dương này thật là chuyện của ban chiêu thương đông giang người ta mà hắn cũng muốn quản tất cả mọi người từ những lời này đều thấy được sự bất mãn của từ quang nhiên đối với trương dương hạ bá đạt nói hắn cũng là nhiệt tình thôi cho dù hắn không hỗ trợ an bài đoàn thương mậu Hàn Quốc vẫn sẽ đến thăm thành thương mậu Hàn Quốc. Hạ bá đạt đối với chuyện này cũng biết rất rõ ràng, Trương Dương trong đây không có bất kỳ sai lầm gì, vô luận hắn có tới hay không. Đoàn thương mậu Hàn Quốc cũng vẫn sẽ đến, ban triều thương Đông Giang đã an bài trước nhật trình, sự kiện khủng bố thành thương mậu Hàn Quốc nhất định phát sinh, Trương Dương chỉ là không may bị kéo vào. Vương Quảng Chính ở bên cạnh nói, nếu không có chủ nhiệm Trương xả thân cứu người, mọi người đều xong rồi nếu là trước đây vương quảng chính sẽ không dám ở trước mặt lãnh đạo nói những lời này nhưng sau chuyện hôm nay vương quảng chính có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt gã bỗng nhiên thấy rõ phương hướng chính trị của mình làm cán bộ lãnh đạo nhiều năm như vậy gã lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là lấy thân làm gương cái gì gọi là không biết sợ từ quang nhiên nói trương dương đâu tôi sao không thấy hắn vương quảng chính nói đi ra ngoài ăn cơm rồi đi ra ngoài ăn cơm từ quang nhiên cảm thấy kinh ngạc thằng ôn này đúng là nhàn hạ thoải mái thật, đã xảy ra đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không ngờ còn có thể nuốt trôi cơm. Thư ký của y nói, để tôi gọi điện thoại cho anh ta. Từ quang nhiên lắc lắc đầu, không cần, hắn có phải là không đi làm đâu. Hạ bá đạt lạnh lùng nhìn từ quang nhiên, xem ra mâu thuẫn giữa từ quang nhiên và Trương Dương đã càng thích càng sâu, không thể nào hòa hoãn được. Từ quang nhiên lại đề nghị, chúng ta tới bệnh viện nhân dân tính hải thăm người bị thương một chút. Những lãnh đạo tại đây đều không nói gì, tất cả đều đều hiểu thăm hỏi và an ủi chỉ là hình thức, mục đích chân chính của bí thư từ là vì để không muốn người khác nói ra nói vào. Các lãnh đạo lên xe rời khỏi tính hải nhất chiêu, xe đi chưa được bao xa thì nhìn thấy một nam một nữ ngồi ở quán đổ nướng trên bờ cát, nam đúng là trương dương, nữ thì cực kỳ xinh đẹp. Hạ bá đạt nhìn thấy nhưng không nói gì, y nhìn sang từ quang nhiên, ánh mắt của từ quang nhiên cũng nhìn chầm chầm vào quán đổ nướng đó. Bí thư từ khẳng định cũng nhìn thấy, có điều từ quang nhiên cũng không nói gì. Thầm nghĩ trong lòng, Trương Dương à Trương Dương, thằng ôn mày thật sự là tử tại, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mày còn nhàn hạ thoải mái đi lừa con gái nhà người ta, có một chút tính giác ngộ cán bộ đảng viên nào hay không hả? Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, Kim Mẫn Nhi truy hỏi. Trương Dương mỉm cười, cầm chén rượu lên uống cạn, rất giống, hai người đều rất xinh. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh sao trong trời đêm, Bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, Xuân Tuyết Tình cũng đang ở đâu đó trên trời lặng lẽ nhìn hắn. Chương 564, bãi biển 3. Kim Mẫn Nhi từ trong ánh mắt của Trương Dương ý thức được gì đó, cô ta có một loại cảm giác ủy khuất, khi Trương Dương và cô ta ở cùng một chỗ, cơ hồ đều sẽ nhớ tới Xuân Tuyết Tình, biểu hiện trực tiếp nhất chính là thằng ôn này đa số thời gian tinh thần cũng không tập trung lên người mình. Kim Mẫn Nhi nói, anh lại nghĩ tới cô ta à? Trương Dương cười nói, không, tôi đang nghĩ người khác nói tôi là hỏa tinh cũng không phải là không có lý, tôi đến chỗ nào chỗ đó đều có chuyện phát sinh. Kim Mẫn Nhi không khỏi mỉm cười, ở Nam Thích làm chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao cảm giác như thế nào? Cảm giác rất tốt. Kim Mẫn Nhi rót rượu vào cái chén rông, bất chỉ bất giác một bình nhị qua đầu đã cạn, trên mặt Kim Mẫn Nhi hiện lên dáng hồng dụ người, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao chỉ là ngụy trang của anh, anh là đặc công, trước khi chuyện hôm nay phát sinh có phải đã biết được gì đó hay không? Kim Mẫn Nhi Thủy Trung cho rằng Trương Dương là đặc công, cô ta thậm chí cảm giác Trương Dương trước đó cũng đã biết về hành động khủng bố lần này. Trương Dương cười nói, chuyện hôm nay, tôi căn bản chính là đánh bậy đánh bạ, chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang lôi quốc thao dùng quan hệ cá nhân tìm tới tôi, nhờ tôi hỗ trợ an bài tiếp đãi. Tôi vốn định mượn cơ hội này tuyên truyền một chút tình trạng của Nam Tích chúng tôi với các vị sĩ nghiệp gia của đoàn thương mậu Hàn Quốc, tăng tiến sự hiểu biết của mọi người về Nam Tích. Vừa hay có thể kiếm chút đầu tư, nhưng không ngờ lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đầu tư không thành còn thiếu chút nữa bỏ mạng. Kim Mẫn Nhi nghe hắn nói rất thú vị, không nhịn được bật cười khanh khách, rất ít được nhìn thấy người lạc quan như Trương Dương. Trương Dương nhìn khuôn mặt của Kim Mẫn Nhi, thấp giọng nói, thật ra cho dù không có lôi quốc thao nhờ, nếu tôi biết cô bị khốn ở đây, tôi vẫn sẽ đến. Kim Mẫn Nhi cắn cắn đôi môi anh đào, trong lòng ấm áp vô cùng, rất nhanh liền cảm giác được có một loại cảm giác hạnh phúc không nói nên lời, cô ta nhỏ giọng nói, tôi tin. Sáng sớm hôm sau, tất cả thành viên của đoàn thương mậu Hàn Quốc dưới sự hộ tống của quân cảnh ngồi xe rời khỏi tính hải về Đông Giang, Trương Dương cũng không đi tiến. Hắn không thích trường hợp đưa tiến, lau rửa xong vết thương bị mảnh kính găm đầy trên người, mặc quần áo đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy Kim Thượng Nguyên và Kim Mẫn Nhi cùng nhau đang đi lên xe, Kim Mẫn Nhi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, hiển nhiên đang tìm hắn. Trương Dương cười, hắn lặng lẽ vẫy tay với Kim Mẫn Nhi, cô gái Hàn Quốc đáng yêu này đối với mình thật sự rất tốt. Trương Dương nhìn vào gương, trên mặt vẫn có mấy vết thương, có điều cũng may mặt mày không hốc hác, trận kịch chiến sinh tử ngày hôm qua giống như ở trong mộng. Trương Dương thở phào nhẹ nhóm, sửa sang lại quần áo một chút, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đi ra mở cửa, lại là phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính. Trương Dương cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, hỏi, bọn họ đi rồi à? Vương Quảng Chính gật đầu nói, đi rồi, tất cả coi như thuận lợi. Trương Dương cười nói, đáng tiếc không một lượt bắt sạch đám khủng bố đó. Vương Quảng Chính nói, tối hôm qua bí thư Từ và thị trưởng Hạ đều tới. Bọn họ có nhắc tới anh. Trương Dương nói, chắc trong lòng bọn họ đều khá tức giận tôi, cho rằng tôi mang tới một phiền phức lớn cho họ. Vương Quảng Chính mỉm cười gã lắc đầu nói, thật ra chuyện này cho dù anh không nhúng tay vào cũng vẫn sẽ phát sinh, đám phần tử khủng bố Hàn Quốc đó đã sớm bố trí động thủ trong thành thương mậu rồi. Trương Dương nói, đáng tiếc, các lãnh đạo lại nghĩ như vậy, bọn họ sợ nhất là xảy ra chuyện. Có chuyện bọn họ đều nghĩ là làm thế nào để giải quyết mà nghĩ làm thế nào để trốn tránh trách nhiệm. Vương Quảng Chính không nói theo, gã cho rằng cái nhìn của Trương Dương đối với lãnh đạo có chút bất công, các lãnh đạo thành phố Nam Tích không đến nỗi bất kham như hắn nói. Trương Dương nói, buổi sáng có an bài gì không? Vương Quảng Chính nói, nghỉ ngơi, cả ngày hôm qua tôi bị dày vò đủ mệt rồi, tối hôm qua đều là cố gắng làm việc, nếu tôi không phải là cán bộ lãnh đạo thì sớm đã nằm xuống rồi, thật sự tôi cũng sợ, tôi đặc biệt bội phục anh, ngày hôm qua dưới tình huống đó mà anh vẫn có thể biểu hiện ra sự chấn định như vậy. Trương Dương cười nói, đối mặt với súng thật đạn thật có ai mà không sợ. Tôi cũng sợ, nhưng tôi nếu không đứng ra, mấy ngàn người chúng ta chẳng lẽ an vị ngồi đó chờ chết. Mấy cây gậy cao ly chạy đến địa bàn Trung Quốc chúng ta chế tạo sự tình, cục tức này không thể nuốt xuống được, nói sao cũng đánh cho chúng bật trở về. Vương Quảng Chính mỉm cười. Trương Dương đứng dậy nói, nếu không có việc gì thì cùng tôi đi xem trung tâm thể thao trên nước, tôi xong tiến độ sẽ trở về. Chắc đám lãnh đạo đó đều đang suy nghĩ xem tôi ở đâu. Vương Quảng Chính thật sự bội phục tinh lực của Trương Dương, toàn bộ buổi sáng gã cùng Trương Dương ở trung tâm thể thao trên nước tĩnh Hải thị sát một vòng, xây dựng cơ sở của trung tâm thể thao trên nước tĩnh Hải đã hoàn công toàn bộ. Trang trí và lắp đặt thiết bị cũng sắp hoàn thành, so với trung tâm thể dục mới của Nam Tích tiến độ của nơi này rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Trương Dương tỏ vẻ hài lòng đối với đội xây dựng, hắn ở hiện trường chụp vô số ảnh, chuẩn bị cầm về đi cho các phương diện liên quan của Nam Tích học tập dựa theo lời nói của trương đại quan nhân muốn cho giám thương nhân xây dựng nam tích đó tổ chức đến đây tha quan tập thể xem tiến độ công trình phía tĩnh hải rồi về xem lại bên mình rứt khoát đâm đầu vào tường mà chết đi buổi trưa hôm đó trương dương quay trở về nam tích sự kiện khủng bố phát sinh ở tĩnh hải không hề gây lên sóng gió gì lớn điều này có liên quan tới hành động phong tỏa tin tức nghiêm mật giới truyền thông tương quan đưa tin toàn là tiến hành làm nhạt dần chuyện này nói sự kiện khủng bố lần này thành hỏa hoạn Trừ số ít lãnh đạo Nam Tích ra, không nhiều người biết Trương Dương có mặt ở hiện trường, hơn nữa chính là thằng Ôn này vào lúc cuối cùng lái xe kéo xe tải chở bom, cứu được tính mạng của mấy ngàn người ở hiện trường. Tư lệnh quân phân Khu Lưu Hằng rất ít khi tham dự cuộc họp thường ủy thành phố Nam Thích hôm nay cũng đi tới thị ủy Nam Tích, y là tới để thông báo với các vị thường ủy chuyện này, thật ra đại khái các vị thường ủy đều biết hết rồi, Lưu Hằng cũng không nói lại quá chi tiết, chỉ báo cáo qua loa một hồi rồi cuối cùng cường điệu nói Đồng chí Trương Dương trong chuyện lần này đã biểu hiện ra một tố chất của một đảng viên vĩ đại, đúng là tinh thần không biết sợ, mới thành công phá hỏng âm mưu của phần tử khủng bố. Đối với sự anh dũng của đồng chí Trương Dương, chúng ta nhất định phải khen thưởng. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Lương Tùng cười nói, nhưng chuyện này hình như không thích hợp khen ngợi công khai, chúng ta tuyên bố với bên ngoài rằng đây chỉ là một vụ cháy, khen ngợi đồng chí Trương Dương chẳng phải là sẽ phải nói thật chuyện này ra ư? Lưu Hằng cười nói, tôi không phải có ý này tôi chỉ đề xuất một đề nghị, cán bộ quốc gia vĩ đại như Trương Dương, chúng ta có thể chọn dùng hình thức khác để khen ngợi. Nghe nói đồng chí Trương Dương là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, hiện tại vấn đề chính ban của anh ta vẫn chưa được giải quyết. Tôi đề nghị có thể trên hành chính bồi thường cho anh ta một chút, cái này cũng là một loại khen ngợi mà. Bộ trưởng tổ chức Hà Anh bồi đá bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên một cước, Lý Bồi Nguyên liếc y một cái, trong lòng lập tức hiểu ra, lão hồ ly Hà Anh bồi này là không muốn lên tiếng, lúc này phải là ý đứng ra. Lý Bồi Nguyên nói, tôi đồng ý với đề nghị của tư lệnh lưu, thật ra cán bộ trẻ tuổi vĩ đại như Trương Dương đã sớm khẳng định trên tổ chức, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao vốn nên được hưởng đãi ngộ cấp chính ban. Thị trường Hạ Bá Đạt lúc này cũng đi theo châm một chút lửa, tôi cũng đồng ý với ý kiến của tư lệnh lưu, Trương Dương lần này lập công không nhỏ, cứu tính mạng của mấy ngàn người, vãn hồi bộ mặt quốc gia. Hơn nữa càng hiếm có hơn là, cậu ta không kiêu ngạo chút nào, không tuyên dương công lao của mình, làm ra một chuyện tốt như vậy mà vẫn có thể bảo trì trầm mặc, phong cách như vậy là đáng được khẳng định, là đáng được cán bộ đảng viên trẻ tuổi học theo, tôi cho rằng phải lập tức giải quyết vấn đề đãi ngộ của đồng chí Trương Dương. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên bật cười ha ha, Tư lệnh Lưu, tôi thấy khen ngợi như vậy không đủ đâu, thật ra vấn đề chính ban của Trương Dương đã được giải quyết rồi, là bộ trưởng Hà vẫn chưa giải quyết xong thôi. Y quay sang Hà Anh bồi nói, lão Hà à, không phải là tôi nói anh đâu nhưng hiệu suất công tác của anh cũng quá thấp rồi hạ anh bồi mắng thầm trong lòng tôi ư lúc trước không phải anh bảo tôi cứ dây dưa sao hiện tại sao lại đổ lên người tôi nhưng trong lòng mắng thì mắng nỗi oan này vẫn phải mắng thôi từ quang nhiên dù sao cũng là bí thư thị ủy không thể chính diện vạch trần y được hạ anh bồi cười nói đã giải quyết rồi đang chuẩn bị hạ công văn ai ngờ tư lệnh lưu hôm nay lại đề xuất Lưu Hằng cười nói, xem ra là tôi nhiều lời rồi. Chương 565, ngòi nổ một. Tâm tình của Từ Quang Nhiên cũng không tốt, nguyên nhân dẫn tới tâm tình của y không tốt không chỉ vì Trương Dương mà là thông qua cuộc họp thường ủy lần này, y bỗng nhiên phát hiện rất nhiều phái đối lập, điều này ở quá khứ là điều chưa từng có, ngoài mặt thì thấy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cẩn thận cân nhắc một chút, chuyện này cũng không phải là tầm thường, có nghĩa là quyền uy của y bắt đầu bị nghi ngờ và khiêu chiến. Phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ cố tình tìm tới Từ Quang Nhiên vào lúc này, y là đặc biệt vì chuyện nhượng lại khu đất sân thể dục mà tới. Từ Quang Nhiên nghe thấy Cung Kỳ Vĩ lại nói tới chuyện khu đất sân thể dục, bất giác nhíu mày nói, "Đồng chí Kỳ Vĩ, chuyện này trên cuộc họp thường ủy đã được quyết định rồi, không cần phải thảo luận nữa." Cung Kỳ Vĩ nói, "Bí thư Từ, tôi muốn xin chút thời gian của ngài để nói rõ lợi hại của chuyện này." Từ Quang Nhiên nói, "Anh muốn nói gì tôi đều hiểu cả." nhưng phía cảng nước sâu đang đợi tiền không thể trì hoãn được nữa rồi nếu tiếp tục kéo dài tổn thất tạo thành sẽ lớn hơn nữa cung kỳ vĩ nói bí thư từ chúng ta cũng không phải chỉ có một con đường để gọi vốn đừng giới hạn tầm mắt ra bên ngoài từ quang nhiên nói trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể kiếm được nhiều tài chính như vậy anh có bản sự này ư ừ. cung kỳ vĩ nói tôi có thể thử từ quang nhiên cười ha ha nói đồng chí kỳ vĩ Công tác cách mạng không thể đùa được đâu, Thử Ư. Công trình cảng nước sâu lớn như vậy anh không ngờ lại bảo với tôi rằng để anh thử, bất kỳ sai lầm nào xảy ra đều sẽ tạo thành tổn thất không thể đo lường được cho quốc gia. Cung Kỳ Vĩ nói, khu đất sân thể dục dùng phương thức như vậy để nhượng lại cho tập đoàn Tinh Nguyệt, đối với quốc gia cũng là một loại tổn thất, từ hiện tại cho thấy, tổn thất có thể là không quá lớn, nhưng từ quan điểm lâu dài mà xét, tổn thất là không thể đo lường, hơn nữa bọn họ đề xuất yêu cầu như vậy đặt tôn nghiêm của chính phủ chúng ta ở chỗ nào. Nụ cười trên mặt từ quang nhiên đột nhiên thu lại, những lời này của cung kỳ vĩ ở trong mắt y là tràn ngập khiêu khích đối với quyền uy của y, càng là một loại phủ định đối với năng lực lãnh đạo của mình. Tâm tình của từ quang nhiên vốn đã không tốt, những lời này của cung kỳ vĩ rõ ràng đã khiến y càng tức giận hơn, từ quang nhiên lạnh lùng nói tôn nghiêm có thể mang ra để ăn à. Cung kỳ vĩ ý thức được mình chạm phải vảy ngược của từ quang nhiên, nhưng y không hề cảm thấy sợ, trên thực tế đã nói đến nước này rồi, dứt khoát nói ra tất cả đi. Cung kỳ vĩ nói, vậy thì phải phân rõ là đại ngã hay là tiểu ngã cái tôi tiểu ngã có thể hy sinh tôn nghiêm vì tập thể, nhưng tôn nghiêm của tập thể tuyệt không cho phép chịu bất kỳ sự xâm phạm nào. Những lời này của y nói nghe rất có khí phách. Mí mắt từ quang nhiên giật giật, y rốt cuộc không áp chế được lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói anh là đang chỉ trích tôi sai. Anh là đang nói tôi làm tổn hại lợi ích quốc gia. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi không có ý này, tôi chỉ là nói có thể bí thư từ không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Từ Quang Nhiên nói, những gì anh thấy chẳng lẽ tôi lại không thấy ư? Yêu cầu của Tinh Nguyệt rất quá đáng, tôi biết, nhưng đất nhường lại cho bọn họ vẫn là của Nam Tích, trên đất của chúng ta chúng ta vẫn có quyền lên tiếng, sự nhượng bộ của tôi cũng là tạm thời. Cung Kỳ Vĩ nói, hấp dẫn đầu tư bên ngoài cũng không phải là cách duy nhất, lúc trước tôi từng có một đề án vì sao không thể nghĩ liên hệ với thành thị anh em. Sau khi cảng nước sâu xây thành người thu lợi không chỉ là nam tích của chúng ta, đối với thành thị xung quanh cũng có sức lực hấp dẫn tương đương. Từ quang nhiên đột nhiên cầm chén trà trong tay ném xuống đất, từ trước đến giờ ấn tượng mà y tạo cho người ta luôn là ôn hòa, thái độ mất bình tĩnh như hôm nay là chưa từng có. Cung kỳ vĩ ngây ra đó. Từ quang nhiên mím chặt môi, trong hai mắt của y toàn là tơ máu, chỉ vào mũi cung kỳ vĩ, Gần từng chữ anh đi ra ngoài cho tôi. Cung Kỳ vĩ gật gật đầu, y thấp giọng nói, bí thư tử, ông nên nghĩ lại chuyện này. Đi ra ngoài, Từ Quang Nhiên phẫn nộ cũng không phải là không có nguyên nhân, đề nghị của Cung Kỳ vĩ đã chạm đến cấm khu tâm lý của y, công trình cảng nước sâu là kết quả thắng lợi sau khi Nam Tích đấu tranh với Lam Sơn, ai cũng biết đây là một chiến tích hiển hách, ai cũng muốn khắc vinh dự huy hoàng này lên con đường chính đàn của mình, đề nghị của Cung Kỳ vĩ Từ Quang Nhiên không thể dễ dàng chấp nhận được cảng nước sâu tiến hành đến bây giờ, nếu để Lam Sơn gia nhập, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào? Người ta sẽ cho rằng từ quang nhiên y vô năng, không chơi nổi công trình lớn như vậy, cho nên mới xin Lam Sơn giúp đỡ, chiến tích về sau thuộc về ai? Mặt mũi y biết để đi đâu? Cung kỳ vĩ là phó thị trưởng thành phố Nam Tích không ngờ lại đề xuất đề nghị như vậy, y hiển nhiên không để vinh dự tập thể ở trong lòng. Từ quang nhiên không biết cung kỳ vĩ lấy đâu ra dũng khí này, những lời này hôm nay chẳng khác nào công nhiên khiêu chiến với mình từ quang nhiên không cho rằng lợi dụng đầu tư bên ngoài là không có gì sai lầm ngoại thương đầu tư vào nam thích tất nhiên là coi trọng hồi báo lợi ích hậu trọng trên thế giới này không có kẻ ngốc người khác sẽ không vô duyên đầu tư cho anh nguyên nhân tinh nguyệt muốn khu đất sân thể dục cũng là như vậy tinh nguyệt đầu tư khai phá bản thân không có bất kỳ vấn đề gì nhưng bọn họ muốn không tốn một xu mà lấy được khu đất sân thể dục 500 ngàn ngoài mặt đưa ra chỉ là một tờ ngân phiếu khống, từ quang nhiên ban đầu cũng lo lắng đến vấn đề tôn nghiêm của chính phủ. Nhưng nghĩ tới cảng nước sâu, nghĩ tới khoản đầu tư lớn sắp tới, vấp quyết định nhượng lại khu đất sân thể dục cho tinh nguyệt, y cũng mất một thời gian đấu tranh kịch liệt. Nhưng từ trong lời nói của cung kỳ vĩ, y cảm giác được mình bị đa số hiểu sai rồi, ở trong mắt người khác mình là một bí thư thị ủy không quan tâm tới tôn nghiêm của chính phủ, điều này khiến cho từ quang nhiên khó mà chịu đựng được khi cung kỳ vĩ rời khỏi văn phòng bí thư thị ủy, Trần Hạo cũng tới đây gặp từ quang nhiên, đi ngang qua y, Trần Hạo rõ ràng nhìn ra sắc mặt của cung kỳ vĩ, y chào hỏi cung kỳ vĩ, cung kỳ vĩ lúc này mới phản ứng lại, cười cười với y, nụ cười trông khá là miễn cưỡng. Trần Hạo đoán cung kỳ vĩ khẳng định bị ăn mắng rồi, trong lòng y không khỏi sinh ra cảm giác hạnh tai nhạc họa. Trần Hạo đi vào văn phòng của từ quang nhiên, đầu tiên quan sát sắc mặt bí thư từ một chút, y tuy rằng không phải là một người am hiểu nghe tiếng xem sắc, nhưng chuyện rõ ràng như vậy thì vẫn có thể chú ý được. Thư ký đang ở bên cạnh quét dọn mảnh thủy tinh, Trần Hạo không cần hỏi cũng đoán được chuyện vừa rồi phát sinh, bí thư từ giận giữ ném vỡ cốc, trong ấn tượng của y đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, Trần Hạo rụt rè gọi một tiếng bí thư từ. Từ quang nhiên ừ một cái, có chút mỏi mệt nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói tình huống phía tinh nguyệt thế nào rồi trần hạo nói ngày mai chúng ta phải ký hợp đồng chuyển nhượng đất bọn họ hứa đầu tư kỳ hai của cảng nước sâu sẽ đến đúng hạn từ quang nhiên lấy tay day day mi tâm thấp giọng nói lời ong tiếng ve ở bên ngoài rất nhiều phải không trần hạo nói không có lời ong tiếng ve gì cả từ quang nhiên lắc lắc đầu vẫn nhắm mắt lại tôi biết chuyển nhượng đất sân thể dục cho tinh nguyệt nhất định sẽ gặp phải rất nhiều lời chê trách của người khác bên ngoài không thể không có lời ong tiếng ve Trần Hạo nói, những kẻ lắm lời đều là bọn tiểu nhân tầm mắt thiển cận, bọn họ không biết ngài đưa ra quyết định này là vì lo lắng cho đại cục, là vì lo lắng cho sự phát triển trong tương lai của Nam Thích, bí thư tư, ngài rất vất vả, vì sự phát triển của Nam Thích mà phải chịu không ít ủy khuất. Từ Quang Nhiên thở dài nói, từ khi tôi đi lên vị trí này đã làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi, một lãnh đạo bị người ta chê trách là điều không thể tránh khỏi, nếu ở bên cạnh đều là những lời khen, vậy thì phải tự kiểm điểm lại mình trên mặt Trần Hạo có chút nóng lên, những lời này của Từ Quang Nhiên hình như là đang nói khái mình. Thật ra Từ Quang Nhiên không hề có ý này, hiện tại y cũng không có tâm tình nói khái Trần Hạo, Từ Quang Nhiên nói, sau khi tài chính của cảng nước sâu vào tài khoản, tiến độ xây dựng nhất định phải đúng hạn, hiện tại rất nhiều người đều nghi ngờ nam thích chúng ta xây dựng cảng nước sâu có phải là chính xác hay không, chỉ có dùng sự thật để nói chuyện, dùng công trình để nói chuyện mới có thể bịt miệng họ lại. Trần Hạo nói, bí thư từ, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công trình cảng nước sâu, tuyệt đối sẽ không là ngài thất vọng. Từ quang nhiên nhìn Trần Hạo, trong lòng thầm thở dài, Trần Hạo này làm việc rất nghiêm túc, đáng tiếc năng lực của y sờ sờ ra đó, không thể so sánh với thường lăng không, vốn sinh ra đã kém cỏi là điều rất khó thay đổi. Nếu có lựa chọn tốt hơn, từ quang nhiên sẽ không giao chuyện cảng nước sâu cho Trần Hạo. chương 565, ngòi nổ 2 từ quang nhiên nói, vừa rồi tôi đã bàn với đồng chí Kỳ Vĩ, công tác anh ta được phân công quản lý quá mức nặng nề, tôi thấy anh ta rất khó chiếu cố công tác thể dục thể thao, vận hội tỉnh sắp tới rồi, nam tích chúng ta làm chủ nhà không được có sơ sót gì. Trần Hạo hơi ngẩn ra, cung Kỳ Vĩ hiện tại được phân công quản lý thể dục thể thao và văn hóa, từ quang nhiên còn nói công tác của y quá mức nặng nề, thế chẳng phải là nói đùa sao. Rõ ràng là cung kỳ vĩ đắc tội với bí thư từ, bí thư từ muốn tước quyền của y, nghe thì thấy ý tứ của từ quang nhiên là muốn đá cung kỳ vĩ ra khỏi mảng thể dục thể thao trần hạo đề nghị tôi thấy đồng chí hải ba không tồi vận hội tỉnh của chúng ta không phải là muốn thể dục thể thao dựng đài kinh tế biểu diễn hay sao dứt khoát để đồng chí hải ba kiêm quản luôn mảng này đi cùng lúc có thể tăng tiến tác dụng văn hóa xí nghiệp cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho đồng chí kỳ vĩ từ quang nhiên gật gật đầu nói đề nghị này không tồi Hạ Bá Đạt nghe nói Cung Kỳ Vĩ ngay cả quyền lực thể dục thể thao được phân công quản lý cũng bị tước đoạt, ít nhiều cũng có chút bực mình, cánh tay của Từ Quang Nhiên ông thỏ dài quá rồi đấy, nhưng quan hệ của bản thân Hạ Bá Đạt và Cung Kỳ Vĩ cũng không được tốt lắm, vì Cung Kỳ Vĩ mà đi lý luận với Từ Quang Nhiên, hình như cũng không đáng. Y thuật lại ý kiến của thị lý cho Cung Kỳ Vĩ, đối với Cung Kỳ Vĩ cũng chỉ có thể ôm lòng đồng tình. Cung Kỳ Vĩ đối với quyết định này không hề cảm thấy bất ngờ từ lúc y nói ra những lời đó với từ quang nhiên, y đã nghĩ tới phiền phức mà mình sẽ phải đối mặt. Từ quang nhiên tước đoạt quyền lực thể dục thể thao mà y được phân công quản lý, chính là muốn y đừng có đưa ý kiến về khu đất sân thể dục nữa. Muốn đá y ra khỏi chuyện này, cung kỳ vĩ cảm thấy thất vọng vô cùng, là một vị bí thư thị ủy, lề lối của từ quang nhiên rõ ràng so với y dự đoán thì còn nhỏ nhen hơn nhiều. Hạ bá đạt tràn ngập đồng tình cung kỳ vĩ, cung kỳ vĩ, đồng chí kỳ vĩ, Thị Lý nghĩ rằng công tác của anh quá mức nặng nề, cho nên mới làm ra quyết định như vậy, anh cho rằng thế nào? Cung Kỳ Vĩ hỏi ngược lại, thị trưởng Hạ cho rằng tôi là nên cao hứng hay là nên tức giận? Hạ Bá Đạt không biết đáp lại như thế nào. Cung Kỳ Vĩ nói, nếu thị lý mang mục đích muốn giảm bớt gánh nặng công tác cho tôi mà đưa ra quyết định như vậy, tôi hiện tại có thể nói cho anh biết rằng, công tác của tôi không những không nặng nề, hơn nữa còn rất thanh nhàn thể lực và tinh lực của tôi đều cho phép tôi gánh vác công tác nặng nề hơn, nhưng là một cấp dưới, tôi tôn trọng quyết định của lãnh đạo, vô luận là chính xác hay là sai lầm, những lời tôi nên nói thì tôi vẫn phải nói. Tôi cho rằng thị lý trên quyết sách của cảng nước sâu đã xuất hiện sai lầm trọng đại, nếu tiếp tục như vậy, chỉ tổ tạo thành tổn thất không thể đo lường cho quốc gia. Hạ bá đạt thở dài nói, đồng chí kỳ vĩ, một số ý kiến mà anh nói tôi cũng công nhân, nhưng rất nhiều phương diện tôi lên tiếng cũng không giải quyết được gì, cung kỳ vĩ nhìn hạ bá đạt, trong lòng tràn ngập cảm giác khinh thường, thân ở vị trí nào thì mưu chính ở đó, hạ bá đạt ba phải có thừa nhưng quyết đoán thì không đủ, thật không biết một người như vậy sao lăn lộn lên tới vị trí thị trường, sự khoanh tay đứng nhìn của y khiến cho từ quang nhiên càng cường thế hơn, tạo thành sự độc đoán của nam tích hiện tại, lãnh đạo cấp thành phố không có tiếng nói phản đối, đây căn bản chính là một loại chính trị bất thường. Cung kỳ vĩ lạnh lùng cười nói, tôi nói lại càng không giải quyết được gì, nhưng những gì nên nói thì tôi vẫn phải nói hạ bá đạt làm sao có thể không nghe ra là cung kỳ vĩ đang ám chỉ mình yếu đuối nhưng hạ bá đạt cho rằng mình không yếu đuối y cho rằng mình mới là trí tuệ chính trị né tránh mũi nhọn nhìn thấy từ quang nhiên bước đi sai lầm y cũng lười chẳng buồn nhắc nhở cứ để mặc cho từ quang nhiên tiếp tục men theo con đường sai lầm mà đi tiếp từ quang nhiên y gieo quả đắng thì tự mình phải ăn hạ bá đạt lại không biết rằng bản thân y chỉ suy nghĩ từ góc độ chính trị chỉ muốn thấy kẻ địch trên chính trường bị cười chê, nhưng y lại chưa từng nghĩ tới cứ tiếp tục như vậy sẽ mang tới tổn thất như thế nào cho Nam Tích. Cung kỳ vĩ ngẩng đầu ưỡn ngược đi ra khỏi văn phòng thị trường, y cuối cùng cũng đã nói ra những lời mình muốn nói, nhưng sự thật rõ ràng là rất lãnh khốc. Từ quang nhiên coi kiến nghị hợp lý của mình thành sự khiêu chiến đối với quyền uy của y, hơn nữa lập tức xuống tay đá mình ra khỏi bàn cờ. Thái độ của thị trưởng hạ bá đạt khiến y lạnh lòng, đại sự liên quan tới vận mệnh tiền đồ của Nam Tích. Thân là thị trưởng mà lại giống như không liên quan gì tới y, không biết trong lòng Hạ Bá đạt rốt cuộc là đang nghĩ những gì. Chấm. Dương Ninh lặng lẽ đi đến thư phòng, cửa phòng vẫn đóng chặt, đứng ở ngoài cửa có thể ngửi thấy mùi thuốc lá bên trong, cô ta nhíu mày, trong hai mắt phủ lên vẻ ưu tư, chồng mình nhất định lại gặp suy sụp, sĩ đồ vốn đã không như ý gần đây hình như trở nên càng ảm đạm hơn, vào những lúc như thế này, cô ta không biết nên khuyên bảo y như thế nào. Con gái cùng nhã hình đi tới bên cạnh mẹ, ghé vào tai mẹ nhỏ giọng nói, mẹ, cha con làm sao vậy? Dương Ninh giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu con gái đừng lên tiếng, kéo con gái lặng lẽ sang một bên, thấp giọng nói, để cha con được yên tĩnh một chút, trên công tác có thể gặp chuyện không hài lòng. Cung Nhã Hình nói, có 89 phần 10 là bị lãnh đạo phê bình rồi, làm thị trưởng có gì hay? Cha con có bản sự như vậy sao không đi làm sinh ý, có phải đỡ gặp bực mình không? dương ninh nói con nhóc như con thì hiểu cái gì chuyện của người lớn con đừng có nói leo khi hai mẹ con đang nói chuyện cung kỳ vĩ từ thư phòng đi ra từ vẻ mặt của y không nhìn ra quá nhiều điều dị thường cười cười với vợ sau đó vươn tay ra xoa đầu con gái nhẹ giọng nói cha ra ngoài tản bộ đây chưa ăn cơm mà dương ninh quan tâm nói cung kỳ vĩ cười nói anh ra ngoài tùy tiện ăn chút gì đó dương ninh thế là không nói gì nữa không ai hiểu chồng của mình hơn cô ta, chồng mình rất ít khi mang tình tự trên công tác về nhà, y sở dĩ không muốn ăn cơm ở nhà là bởi vì không muốn để loại tình tự không vui này ảnh hưởng tới mọi người trong nhà. Cung nhã hình vội vàng lấy áo khoác, khoác lên cho cha, nói khẽ cha, bên ngoài lạnh lắm, cha về sớm một chút nhé. Cung kỳ vĩ nhìn con gái rồi lại nhìn vợ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, im mỉm cười nói yên tâm đi, cha sẽ cố gắng về sớm cung kỳ vĩ rời khỏi cửa nhà y vẫn chưa nghĩ ra là sẽ đi đâu cứ vậy bước đi bất chi bất giác đi tới sân thể dục cũ đứng cách một con đường nhìn sân thể dục giữa trời chiều sân thể dục và trung tâm thành phố cách nhau không đến một cây em nhưng ở giữa lại có con sông tây lăng cung kỳ vĩ từng vẽ phác thảo bản đồ thành phố nam tích muốn xây một cây cầu ở đây hòng thông đường từ sân thể dục tới quảng trường trung tâm như vậy có thể mở rộng trung tâm thương nghiệp tới tận đây đến lúc đó giá trị của khu đất này sẽ tăng lấy mấy lần mấy chục lần, tập đoàn Tinh Nguyệt không nghi ngờ gì nữa cũng nhìn thấy điểm này, cho nên bọn họ mới đề xuất điều kiện, yêu cầu lấy khu đất này. Cung kỳ vĩ cho rằng khu đất này rõ ràng là bị bán rẻ rồi, 500 ngàn, hơn nữa còn là ngân phiếu khống, một khu đất có tiềm lực phát triển cường đại cứ vậy bị nhượng lại, y cảm thấy đau lòng, chỉ có thực sự coi mảnh đất dưới chân là một bộ phận của mình mới có thể cảm nhận được nỗi đau của y lúc này. Một chiếc xe pick-up cản tầm mắt của y, cung kỳ vĩ nhìn thấy khuôn mặt sáng lạn của trương dương trên khuôn mặt đó rõ ràng còn có rất nhiều vết thương chưa lành trương đại quan nhân vui tươi hớn hở nói thị trưởng cung sao có hứng thú thế tới chỗ chúng tôi thị sát công tác à cung kỳ vĩ cười cười có thể là lần cuối cùng tới đây trương dương hơi ngẩn ra từ trong lời nói của cung kỳ vĩ hắn nghe ra có chút không đúng hắn thấp giọng nói lên xe đi tôi mời anh đi ăn cơm cung kỳ vĩ đề nghị tới phố Thủy Hồ Phượng Nhãn ăn cơm đi. Trương Dương nói, được, chúng ta đi ăn lẩu cát của Chu Lão Tam. Đến xa hoa cư của Chu Lão Tam, cung kỳ vĩ mới biết được đãi ngộ của Trương Dương ở đây không giống bình thường. Chu Lão Tam mời bọn họ lên trên lầu, tết miệng cười nói, chủ nhiệm Trương, ngài chờ một chút, tôi lập tức làm vài món cho ngài. Trương Dương cười nói, đúng rồi, tới chỗ Lão Trang lấy ít vịt hun khói đi, vịt của ông ấy rất ngon. Chu lão tam cười nói, chủ nhiệm chương tối nay để tôi mời nhé. Trương Dương nói, không được, ông nếu cứ như vậy thì tôi sẽ không đến nữa đâu đấy, làm cho tôi mấy món ngon vào, tôi trả tiền. Chu lão tam cũng không tranh với Trương Dương, không bao lâu liền bưng lên bốn món, Trương Dương tự mang theo hai mao đài, mở ra một bình rót cho cung kỳ vĩ, mỉm cười nói thị trưởng cung, hôm nay tình tự không cao lắm. Trương 565, ngòi nổ ba. Cung kỳ vĩ bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, gắp một hạt lạc bỏ vào miệng, thở dài nói, bí thư từ bảo tôi sau này không cần quản lý thể dục thể thao nữa. Trương Dương có chút kinh ngạc, chén rượu khựng lại ở khóe miệng, vì sao? Cung kỳ vĩ nói, tôi đưa ra mấy ý kiến nhằm vào cảng nước sâu. Trương Dương nói, dù vậy thì y cũng không thể lấy việc công báo thủ riêng được. Cung kỳ vĩ mỉm cười nói, không có gì là lấy việc công báo thủ riêng cả, kiến giải trên chính trị bất đồng thôi. Tôi cũng không có gì tiếc nuối, Lời nên nói tôi đều nói rồi, lãnh đạo không tiếp thu, tôi cũng không có biện pháp nào cả. Trương Dương nói, tình lý chẳng lẽ không nhìn thấy là ai suy nghĩ vì nam tích, ai vì chính thích mà hy sinh lợi ích quốc gia ư, bọn họ không nhìn thấy sao. Cung Kỳ Vĩ và Trương Dương chạm cốc, hai người đồng thời uống cạn, Cung Kỳ Vĩ nói, chính kiến của mỗi người khác nhau, chuyện mà chúng ta cho rằng là chính xác, không nhất định có thể được bọn họ công nhận. Trương Dương nói, nhưng tập đoàn tinh nguyệt lấy chuyện cảng nước sâu ra mè nheo, lợi dụng đầu tư áp chế chính phủ, đây không chỉ là vấn đề xúc phạm lợi ích, mà là khiêu chiến đối với tôn nghiêm của chính phủ chúng ta, chuyện này không thể nhượng bộ được." Cung Kỳ Vĩ nói, có lẽ các lãnh đạo cho rằng, có chút nhượng bộ chỉ là một loại kỹ xảo và thủ đoạn trên chính trị. Trương Dương lắc lắc đầu nói, tôi không cảm thấy bọn họ có kỹ xảo chính trị gì cả, đơn giản là làm thế nào để đảm bảo lợi ích chính trị của bản thân họ không bị xâm phạm mà thôi căn bản chính là ích kỷ không phải nghĩ tới quốc gia nghĩ tới nhân dân mà là vì chính bản thân họ trương dương nói xong liền trở nên kích động không được tôi ngày mai phải tới đông giang tôi không tin không nói lý được cung kỳ vĩ lắc đầu nói thôi lãnh đạo có suy nghĩ của lãnh đạo tôi đã gặp bí thư kiều rồi chuyện tôi cũng đã nói rất rõ ràng bình hải có nhiều chuyện như vậy bí thư kiều không thể quản được hết mỗi một chuyện trương dương nói đây không phải là việc nhỏ là quan hệ đến đại sự phát triển của nam tích không thể cứ vậy là xong được cung kỳ vĩ đang định nói tiếp thì điện thoại của y đột nhiên đổ chuông y cầm lấy điện thoại nhìn thấy một dãy số lạ từ mã vùng chắc là từ đông giang cung kỳ vĩ bật lên nghe nói alo ai vậy đầu dây bên kia truyền một giọng khàn khàn tôi là kiều trấn lương đây cung kỳ vĩ căn bản không ngờ bí thư tỉnh ủy kiều trấn lương lại tự mình gọi điện thoại cho y cả người y trở nên kích động lắp bắp nói bí thư kiều ngài kiều trấn lương nói đang làm gì vậy cung kỳ vĩ nhìn trương dương một cái thật thà trả lời uống rượu kiều trấn lương bật cười với ai cung kỳ vĩ nói trương dương trương đại quan nhân nghe cung kỳ vĩ hô lên bí thư kiều đã đoán được là điện thoại của kiều trấn lương lập tức ý thức được chuyện này rất có khả năng xuất hiện chuyển cơ cầm chén rượu lên uống một ngụm mỉm cười nhìn cung kỳ vĩ kiều trấn lương nói chuyện của anh tôi đã nghe nói rồi tốt Cung kỳ vĩ có chút không hiểu, Kiều Trấn Lương vì sao lại nói là tốt, chẳng lẽ y cũng tán thành cách làm của từ quang nhiên. Kiều Trấn Lương nói, làm công tác thì phải có bá lực, phải chịu được áp lực, xem ra đồng chí quang nhiên cũng ý thức được anh phân quản công tác thể dục thể thao là không thích hợp, muốn giao cho anh thêm trọng trách, tiểu cung, làm tốt vào, hy vọng anh có thể gánh vạng được trách nhiệm nặng nề xây dựng cảng nước sâu, tôi tin anh sẽ không khiến tôi thất vọng. Nói xong Kiều Trấn Lương liền gác máy cung kỳ vĩ trong nhất thời ngây ra đó, không biết là đang mừng hay đang lo, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được hết ý tứ mà Kiều Trấn Lương chuyển cho y. Trương Dương tràn ngập hiếu kỳ nói, bí thư Kiều nói thế nào? Cung kỳ vĩ nói, ông ta nói hy vọng tôi có thể gánh vạng được trọng trách xây dựng cảng nước sâu. Trương Dương nghe thấy vậy liền mừng rỡ, chúc mừng, chúc mừng, bí thư Kiều khẳng định đã chú ý tới chuyện phía chúng ta, ông ta chuẩn bị giao công trình cảng nước sâu cho anh. Cung Kỳ Vĩ nói, nhưng Bí Thư Từ nói. Trương Dương cười nói, Bí Thư Từ, Bí Thư Từ to hơn được Bí Thư Kiều à. Từ Quang Nhiên tối hôm đó nhận được điện thoại của Bộ trưởng Tổ chức tỉnh Khổng Nguyên, câu nói đầu tiên của Khổng Nguyên đầy vẻ chất vấn. Đồng chí Quang Nhiên, tôi nghe nói phân công của Ban lãnh đạo thành phố Nam Tích có một số thay đổi. Từ Quang Nhiên trong lòng trầm xuống, y lập tức nghĩ tới Cung Kỳ Vĩ, không ngờ chuyện này nhanh như vậy đã chuyển tới tỉnh Lý rồi chẳng lẽ là công kỳ vĩ không phục quyết định của mình, cho nên hắn báo cáo lên tỉnh lý. Theo lý mà nói thì phản ứng của tỉnh lý không thể nhanh như vậy được. Ngữ khí của Từ Quang Nhiên lộ ra vẻ tôn kính đối với lãnh đạo, bộ trưởng Khổng, để công tác của ban lãnh đạo thành phố Nam Tích được hiệu suất hơn, để phát huy tốt tính năng động chủ quan của cán bộ, cho nên phân công của chúng tôi đối với ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh bộ phận, điều này cũng đã trưng cầu ý kiến của thường ủy. Khổng Nguyên mỉm cười một tiếng nói, anh không cần đa tâm tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, buổi chiều bí thư kiều còn đặc biệt khích lệ anh đó, nói anh chi nhân thiện nhập, đối với cán bộ có năng lực như cung kỳ vĩ, nên đặt ở anh ta ở những nơi có thể phát huy năng lực tốt hơn. Từ quang nhiên hoàn toàn ngớ ra, y không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra được khổng nguyên trong lời có lời. Y đang muốn giải thích thì Khổng Nguyên lại nói, Bí Thư Kiều nói, ban thị ủy không nên thường xuyên thay đổi, cung kỳ vĩ dù sao cũng trẻ tuổi, kinh nghiệm công tác vẫn chưa bằng được một số lão đồng chí, đồng chí trần hạo vừa mới đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ không lâu năng lực công tác còn chờ khảo nghiệm còn cần cho anh ta cơ hội chứng minh bản thân theo cá nhân tôi mà nói cũng không tán đồng sự điều chỉnh quá mức thường xuyên của anh từ quang nhiên ngây ra bộ trưởng khổng tôi vẫn chưa được hiểu lắm khổng nguyên mỉm cười nói mỉm cười nói anh sao lại không hiểu anh là lão đồng chí trong lòng hiểu rất rõ mà phải nghĩ đến cảm thụ của đồng chí trần hạo không thể một gậy đập chết người ta được đồng chí quang nhiên Tôi và Bí thư Kiều thương lượng một chút, Phó thị trưởng thường vụ vẫn do đồng chí Trần Hạo tiếp tục đảm nhiệm, vận hội tỉnh sắp cử hành đến nơi rồi, phải cần có một lão đồng chí kinh nghiệm phong phú như vậy áp trận, tôi thấy công tác phía thể dục thể thao hay là để đồng chí Trần Hạo tự mình nắm mới được, Bí thư Kiều rất trọng thị chuyện này đó. Từ Quang Nhiên nghe đến đây trên cơ bản đã hiểu, mình buổi chiều mới làm ra điều chỉnh, nhanh như vậy đã bị tỉnh lý biết, Khổng Nguyên gọi điện thoại cho mình, nói chuyện thì có vẻ hòa khí, nhưng trong đó đầy ý vị uy hiếp cơ hồ mỗi một câu đều lôi bí thư kiều ra, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, Trần Hạo và chuyện này căn bản không có quan hệ gì, khổng nguyên lại nhiều lần nhắc tới Trần Hạo, từ quang nhiên bỗng nhiên có loại cảm giác thái sơn áp đỉnh, y cảm thấy ngực tương tức, cơ hồ là không thở được. Y muốn giải thích, bộ trưởng không. Khổng Nguyên lại không muốn cho y cơ hội giải thích, đồng chí Quang Nhiên, buổi chiều bí thư Kiều còn khen anh, nói anh kinh nghiệm chấp chính phong phú, đối với việc phân công nói anh rất có nghề, tiến hành điều chỉnh vị trí của Trần Hạo và Cung Kỳ Vĩ, có thể để bọn họ phát huy ra lực lượng bản thân lớn nhất. Đây là nghệ thuật chấp chính, trọng trách vận hội tỉnh không nhẹ, giao cho đồng chí ổn trọng như Trần Hạo mới thích hợp, để cán bộ trẻ tuổi như Cung Kỳ Vĩ tới công trình cảng nước sâu để rèn luyện. Có thể trợ giúp anh ta trưởng thành hơn, nhưng chuyện gì cũng phải làm từng bước một, không thể nóng vội. Đồng chí Quang Nhiên, lời của tôi anh hiểu chứ? Khổng Nguyên đã nói tới nước này, từ Quang Nhiên làm sao mà không hiểu cho được, không ngờ y chỉ tiến hành điều chỉnh rất nhỏ nhằm vào phân công của Cung Kỳ Vĩ, tước quyền phân quản thể dục thể thao của hắn mà thôi, nhưng không ngờ lại kinh động đến tỉnh lý, kinh động đến cả bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Y đối với sự kiện này không chỉ biểu hiện ra sự chú ý, hơn nữa còn thông qua Khổng Nguyên lập tức can thiệp. Từ Quang Nhiên từ trong đây ngửi được một tín hiệu nguy hiểm, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đối với mình nhất định cực kỳ không vui, y thậm chí còn không thèm trực tiếp trò chuyện với mình những lời này đều phải thông qua bộ trưởng tổ chức khổng nguyên để thuật lại những lời này của khổng nguyên lĩnh hội đầy đủ dụng ý của kiều trấn lương nói cho từ quang nhiên giật mình thon thót hàm nghĩa uy hiếp trong đó không nói cũng hiểu bí thư kiều muốn đá trần hạo ra khỏi công trình cảng nước sâu để hắn đi phân quản thể dục thể thao và để cung kỳ vĩ tiếp nhận phụ trách cảng nước sâu thay trần hạo hơn nữa trong lời nói của khổng nguyên còn toát ra ý uy hiếp tỉnh lý đã giữ mặt mũi cho y Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp miễn chức phó thị trưởng thường vụ của Trần Hạo cho Cung Kỳ Vĩ thay thế. Từ Quang Nhiên nghe xong những lời này của Khổng Nguyên, tay chân y lạnh như băng, sớm biết như vậy, y không nên xuống tay đối với Cung Kỳ Vĩ. Từ Quang Nhiên là chính khách thành thục, khi nguy hiểm ập đến y luôn biết cách điều chỉnh tình tự của mình, y khống chế sự khủng hoảng và mất mát ở trong lòng rất tốt, mỉm cười nói, "Bộ trưởng Khổng, tôi hiểu rồi, tôi vốn định chờ điều chỉnh xong sẽ báo cáo với tỉnh lý." không ngờ các vị nhanh như vậy đã biết rồi, hơn nữa còn nghĩ giống như tôi nữa. chương 565, ngòi nổ 4 Khi nói ra những lời này, trong lòng từ quang nhiên cảm thấy xót xa. Y rất muốn phản kháng, nhưng chuyện này Y không phản kháng được, Khổng Nguyên chỉ là một người truyền lời, người thật sự đưa ra quyết định là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Khổng Nguyên cười ha ha, trước khi gác điện thoại vẫn không quên nói, đúng là lão đồng chí, giác ngộ chính trị không tầm thường. Từ quang nhiên ngỡ ngàng đặt điện thoại xuống, trong lòng trầm trọng như đổ trì. Tuy rằng Kiều Trấn Lương là bí thư tỉnh ủy, nhưng bí thư tỉnh ủy can thiệp vào chức năng phân công địa phương một cách trắng trợn như vậy là chuyện rất ít gặp. Chuyện này chứng tỏ Kiều Trấn Lương đối với hiện trạng trước mắt của Nam Tích khá là bất mãn. Chính sự ra tay của Từ Quang Nhiên đối với cung kỳ vĩ đã trở thành dây dẫn để y can thiệp vào chính quyền địa phương. Từ Quang Nhiên không hiểu cung kỳ vĩ từ lúc nào đã móc nối được quan hệ với Kiều Trấn Lương, chẳng trách cung kỳ vĩ hôm nay dám cả gan ở trước mặt mình nói ra những lời như vậy, thì ra là phía sau có bí thư tỉnh ủy làm chỗ dựa cho hắn. Từ quang nhiên không thể không nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, Kiều Trấn Lương chống lưng cho cung kỳ vĩ, từ một khía cạnh khách chứng tỏ quan điểm của cung kỳ vĩ đã nhận được sự đồng ý của Kiều Trấn Lương. Xuất phát từ góc độ cá nhân của từ quang nhiên, cảng nước sâu là cảng nước sâu của Nam Tích, còn đối với Kiều Trấn Lương mà nói thì cảng nước sâu là cảng nước sâu của Bình Hải, về phần cảng nước sâu xây ở Nam Tích hay là Lam Sơn, hoặc là hai tòa thành thị liên hợp xây dựng đối với y y mà nói đều chẳng có vấn đề gì, chỉ cần cảng nước sâu xây ở Bình Hải thì không có gì khác biệt. Từ quang nhiên có một loại cảm giác mưa gió sắp đến, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương ra tay can thiệp vào chính sự của Nam Tích, cũng không phải nhất thời nổi hứng, quan viên loại cấp bậc như y, làm bất kỳ chuyện gì đều phải trải qua suy nghĩ kỹ càng, đều có mục đích chính trị rõ ràng, Khổng Nguyên là một người truyền lời mà từ quang nhiên vô luận là tình nguyện hay không tình nguyện, y vẫn phải chấp hành, y phải chấp hành mệnh lệnh của Kiều Trấn Lương, nếu không thì có nghĩa là đối nghịch với Kiều Trấn Lương. Cú điện thoại này của Khổng Nguyên hoàn toàn đả loạn bố cục của từ quang nhiên, cảng nước sâu giao cho cung kỳ vĩ không nghe lời, mà phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo lại bị đá đi phân quản thể dục thể thao, với năng lực của Trần Hạo rất khó hàng phục được tên hỗn thế ma vương Trương Dương kia, nhớ tới Trương Dương, từ quang nhiên không khỏi lại có chút đau đầu từ sau khi thằng ôn này tới Nam Tích, trong bất tri bất giác tất cả đều phát triển theo chiều hướng bất lợi đối với y. Cảng nước sâu, vừa nghĩ đến cảng nước sâu, trong lòng từ quang nhiên liền không nhịn được mà cảm thấy đau đớn, đây là hạng mục trọng đại mà một tay y thúc đẩy, là một công trình giúp y hưởng thụ chiến tích vô tận, hiện tại phải giao cho cung kỳ vĩ, y làm sao mà cam tâm cho được, nhưng Kiều Trấn Lương đã biểu lộ thái độ, y nên làm gì mới có thể xoay được cục diện hiện tại. Khổng Nguyên sau khi gọi điện thoại cho Từ Quang Nhiên, lập tức gọi điện thoại cho Kiều Trấn Lương, cười nói: "Bí thư Kiều, ý tứ của ngài tôi đã chuyển đạt rồi." Kiều Trấn Lương mỉm cười nói: "Vất vả cho anh rồi." Khổng Nguyên nói: "Thật ra thành tích công tác của Từ Quang Nhiên đều được mọi người công nhận, người này ở Nam Tích mấy năm nay làm cũng không tệ lắm." Kiều Trấn Lương cười nói: "Lão Khổng à, anh cho rằng tôi muốn can thiệp vào cục diện chính trị của Nam Tích ư? Tôi chỉ là thấy Cung Kỳ Vĩ có chút năng lực." nên đặt hắn ở vị trí quan trọng hơn, cấp thêm chút khảo nghiệm cho cán bộ trẻ tuổi luôn là chuyện tốt. Có câu rằng, là lừa hay là ngựa đi nhiều sẽ rõ, toàn bộ vào trông vào chính bản thân họ, tôi cũng lười chẳng muốn quản chuyện của họ, cái tôi cần là số liệu kinh tế, mặc kệ là ai, không thể đưa cho tôi một phiếu điểm khiến tôi hài lòng thì tôi có thể để cho hắn lên mà cũng có thể kéo hắn xuống. Khổng Nguyên cũng bật cười theo, nghĩ thầm anh không muốn quản chuyện bao đồng mới là lạ đó tay đã trực tiếp thò vào bên trong tầng lãnh đạo của Nam Thích rồi còn gì, Khổng Nguyên cũng cảm thấy rất khó hiểu, cung kỳ vĩ này rốt cuộc là loại người nào vậy, vì sao có thể được Kiều Trấn Lương coi trọng như thế. Theo y biết, Kiều Trấn Lương và cung kỳ vĩ hình như không có quan hệ có thân thiết. Kiều Trấn Lương nói, lão không à, khảo sát và phân công cán bộ anh nên chú ý kỹ cho tôi, những cán bộ này nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc, bọn họ nắm giữ mạch máu của dân chúng địa phương, bọn họ nếu không làm tốt, người xui xẻo là người dân, người chịu thiệt là quốc gia đó. Khổng Nguyên nói, Bí Thư Kiều yên tâm, tôi sẽ tăng cường chế độ chọn lựa cán bộ, sẽ không để hạng người vô năng tầm thường trà trộn vào bên trong quan trường Bình Hải. Khi nói những lời này, bản thân Khổng Nguyên cũng có chút đỏ mặt, có thể ư. Không thể nào. Cung kỳ vĩ uống không ít rượu, Y và Trương Dương nói chuyện rất nhiều, nói về kế hoạch của Y đối với cảng nước sâu, nói về cái nhìn của y về phát triển tương lai của Nam Tích, nói về khát vọng của y. Trương đại quan nhân rất ít khi bội phục người khác, nhưng nghe thấy kế hoạch lớn của cung kỳ vĩ, hắn phát hiện cung kỳ vĩ đúng là một người lãnh đạo hiếm có, y có năng lực có khát vọng, kế hoạch đối với sự phát triển trong tương lai của Nam Tích cực kỳ rõ ràng, càng hiếm có hơn là y có khí phách và can đảm hơn người. Mấy năm nay y vẫn ở dưới cái bóng của từ quang nhiên, không có cơ hội thi triển khát vọng, hy vọng có sự tham gia của Kiều Trấn Lương, có thể giúp cung kỳ vĩ thật sự nắm được quyền chỉ huy của cảng nước sâu có thể giúp y thi triển được khát vọng của mình hai bình rượu được uống cạn cung kỳ vĩ nhìn đồng hồ y đứng đậy nói tôi phải về rồi về muộn quá chị cậu sẽ lo lắng trương dương cười nói tôi đưa anh cung kỳ vĩ lắc đầu nói cậu cũng uống không ít rượu trương dương nói tử lượng của tôi rất khá anh yên tâm đi cung kỳ vĩ lên xe của trương dương khi trương dương khởi động động cơ Cung Kỳ Vĩ nói một câu, nếu quyền chỉ huy cảng nước sâu giao cho tôi, tôi sẽ tạm dừng xây dựng cảng nước sâu. Trương Dương mỉm cười nói, anh không cần sự đầu tư của tập đoàn Tinh Nguyệt Ư. Cung Kỳ Vĩ nói, xây dựng cảng nước sâu bản thân là một chuyện tốt. Cảng nước sâu xây thành tất nhiên là lợi nước lợi dân, dẫn động kinh tế xung quanh, nhưng tài chính của bản thân thành phố Nam Tích không gánh được công trình lớn như vậy. Qua độ ủy lại đầu tư bên ngoài mới tạo thành khốn cảnh trước mắt, tôi sẽ để cho những nhà đầu tư này hiểu rõ rằng là chúng ta cho bọn họ cơ hội kiếm tiền, chúng ta mới là cơm áo cha mẹ của bọn họ. Trương Dương lớn tiếng tán thành, sớm đã nên như vậy rồi, đám đầu tư này đều là hãng nhân vật được đằng chân lân đằng đầu, anh càng cho họ mặt mũi, họ càng được thể đòi điều kiện, thích đầu tư thì đầu tư, không đầu tư thì biến, với tính khí của tôi, trước tiên phải truy cứu trách nhiệm làm trái với hợp đồng của tinh nguyệt, bọn họ cho rằng có tiền thì hay lắm à. Lúc trước đã ký hợp đồng thì bọn họ phải dựa theo hợp đồng mà làm việc, nếu bọn họ làm trái hợp đồng thì chúng ta có quyền giải trừ hợp đồng. Cung kỳ vĩ hai mắt sáng ngời, y rất nghiêm túc nói với Trương Dương, bất kể là lúc nào cũng không thể lấy hy sinh tôn nghiêm của quốc gia ra làm cái giá để đổi lấy lợi ích trên kinh tế, bởi vì loại lợi ích này khẳng định là ngắn ngủi không lâu dài, chỉ có thành lập hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi thì mới có thể ổn định và lâu dài. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 565